Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 67. Mọi người rời đi không lâu, trên ma hồ. Bên trong thi thể nghịch thủy hàn, một viên cầu màu lam đầy ma văn, to bằng quả đấm bay từ trong ra. Viên cầu màu lam này mới bay ra, ma văn ở phía trên sáng lên, một vùng gợn sóng lập tức xuất hiện trong không gian. Giữa gợn sóng, một bàn tay trắng nõn vươn ra, nắm lấy viên cầu màu lam kia rồi rút tay lại. Cùng lúc đó, ở cực bắc chi địa của Ma Long Tinh, tận cùng một vết nứt vạn năm, có một mỹ phụ mặc cung trang màu trắng ngồi trên đài sen do huyền băng tạo ra. Mỹ phụ này nhìn như khoảng 30 tuổi, tóc dài được búi cao, gương mặt lạnh lùng có thể được xưng tụng là tuyệt sắc, nhưng khóe mắt và khóe miệng hơi nhếch lên khiến người ta cảm thấy vô cùng hung ác. Một tay mỹ phụ này duỗi về phía hư không, thứ bà ta cầm trong tay đúng là viên cầu màu lam. Bà ta nhìn viên cầu đầy vết dạn, lông mày như lá liễu nhíu chặt, trong đôi mắt sách tràn đầy sắc bén. Phế vật! Hai chữ truyền từ miệng bà ta ra, giọng nói không tính là rất to. Nhưng trong vết dạn lập tức nổ tung, sơn phong ở trong vết dạn lay động không thôi, giống như sắp sập xuống. Dưới động tĩnh lớn như vậy, cửa đá vết nứt mở ra, một nam tử tóc bạc vội vàng đi vào. Chủ nhân, có chuyện gì vậy ạ? Ngươi nhìn xem. Mỹ phụ ném viên cầu trong tay, viên cầu bay về phía tay nam tử tóc bạc, lúc này bà ta mới thu liếm khí tức bạo loạn trên người. Tên tiểu tử nghịch thủy hàn bị người ta giết chết, kẻ nào lớn gan như vậy? Nam tử tóc bạc nhìn viên cầu màu lam, đôi mắt đảo liên tục nói. Viên cầu màu lam này là băng phượng đảm trong truyền thuyết, xuất hiện trong tay chủ nhân ông ta, vậy chỉ có một khả năng, nghịch thủy hàn chết rồi. Là người nào ta không biết, nhưng xem ra là cao thủ thuộc tính băng, còn là người tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Mỹ phụ liếc băng phong đảm một cái, nhìn vết dạn ở phía trên nói. Vết dạn trên băng phong đảm là bị một đạo băng hàn chi khí rất mạnh chém. Có thể chém được đạo băng hàn chi khí này tất nhiên không phải kẻ yếu. Nghịch thủy hàn gây thù không ít ở Thiên Long Thành, không có mấy người có tu vi băng hàn chi khí mạnh hơn nghịch thủy hàn, có cũng bị nghịch thủy hàn xử lý xong, có lẽ người kia là người tham gia hải tuyển của thần Nông Tông. Người tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, vậy ý của chủ nhân là? Trong mắt nam tử tóc bạc lóe lên dị sắc, hỏi. Nếu tiểu tử này giết con ta, vậy để người này thay thế vị trí của con ta được rồi. Mặt mỹ phụ lạnh như băng xương, lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, lập tức khiến tất cả khe hở trên vết nứt nhanh chóng biến mất. Nếu là tu sĩ thuộc tính khác, bà ta sẽ băm đối phương ra vạn đoạn. Nhưng là tu sĩ thuộc tính băng, còn là tu giả có thuộc tính băng mạnh hơn nghịch thủy hàn, vậy thì khác rồi. Dạ, chủ nhân, ta sẽ lập tức đi làm. Nam tử tóc bạc hơi cúi người với mỹ phụ, cung kính nói. Chuyện này thì không cần ngươi đi làm, ngươi dùng ngọc phù này đi liên hệ với một người, người đó sẽ biết làm thế nào, ta muốn tự mình ra tay, nhìn xem người giết con ta là ai, người của tông phái thế gia nào, vậy mà lớn mật như vậy. Mỹ phụ đứng dậy, lấy một ngọc phù ra ném cho nam tử tóc bạc. Băng phong đảm này cần thêm chút thời gian nữa, sẽ được luyện hóa hoàn toàn. Nhưng lúc này nghịch thủy hàn lại bị giết chết, thiếu chút nữa băng phượng đảm bị hủy, tâm huyết mấy trăm năm của bà ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên bà ta phải tự mình ra tay mới được. Chủ nhân, người ra tay như vậy có phải quá coi trọng tiểu tử kia rồi không? Nam tử tóc bạc nhận ngọc phù, cau mày nói. Nghịch thủy hàn khiến Thiên Long Thành nghe mà thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ thường thôi trong mắt ông ta. Người giết nghịch thủy hàn, không có bao nhiêu uy hiếp đối với ông ta. Càng không nói tới chủ nhân của ông ta. Thế nào, người có ý kiến à? Mỹ phụ nhíu chặt mày, bất mãn hỏi. Sắc mặt nam tử tóc bạc lập tức thay đổi, vội vàng quỳ trên đất. Tiểu bạch không dám, ta lập tức đi liên lạc với người này. Nam tử tóc bạc không dám nói gì, vội vàng rời khỏi vết nứt. Mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, sắc bén trong mắt tỏa ra bốn phía nhìn về phía Thiên Long Thành. Thiên Long Thành. Trong 10 ngày kế tiếp Mạc Phàm gần như không rời khỏi Thiên Long Thành, đều trải qua ở Tửu Lâu. Lý Thanh Thành, Long Vạn Sinh và một người đứng đầu Thiên Long Thành từng tới nhiều lần, hắn ngoại trừ gặp Lý Thanh Thành và Long Vạn Sinh một lần, hàn huyên vài câu ra, những người khác đều được hắn từ chối với lý do bế quan chế thuốc. Trong 10 ngày này, quả thật Lý Thanh Thành phái tin về nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm. Nhưng những nơi có nội đan của Huyền Vũ Vạn Năm đều cách Ma Long Tinh quá xa.
cho dù là nơi gần nhất, cũng cần đi một tháng. Đợi hắn qua đó, có thể đạt được hay không thì không biết, hắn không có biện pháp tới Thần Nông Tông trước khi kết thúc hải tuyển của Thần Nông Tông, như vậy mất nhiều hơn được. Vạn Thọ Đan chỉ là một phương án phòng bị tuyển chọn, không cần thiết bắt buộc phải có. Hắn cũng không sốt ruột, nội đan của Huyền Vũ vạn năm là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu có được tin tức trong thời gian ngắn, vậy không phải là thứ rất hiếm có. Dù sao hắn đã lấy được vị trí thứ 9, còn cần chút thời gian, đại khái có thể đợi lấy xong vị trí số 1. Hắn không nhàn rỗi, hai tay hắn vũ động, một đám mật văn đánh vào trong mắt phong ấn tàn hồn của Ma Long. Một ngày Ma Long chưa được phong ấn hoàn toàn, con mắt này của hắn sẽ không nhìn thấy, cũng không thể sử dụng bí pháp Hồng Liên khác, chuyện này rất bất lợi với hắn. Nhưng một khi phong ấn xong, ngoại trừ bí pháp Hồng Liên ra, hắn còn có thể thường xuyên phóng thích tàn hồn Ma Long ra. Tuy với tinh lực của hắn hiện giờ, không có biện pháp chống đỡ tàn hồn của Ma Long xuất hiện rất lâu, dù sao đây là tàn hồn của Ma Long Đại Thừa, cần tiêu hao con số không phải bình thường. Nhưng coi như là một đại sát khí của hắn. Trong 10 ngày, có không biết bao nhiêu mật văn đánh vào trong mắt hắn. Ngưng! Hắn khẽ quát một tiếng, Hồng Liên trong mắt lập tức như đóa liên hoa chậm rãi khép lại. Rất nhanh, liên hoa biến thành một nụ hoa, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, cuối cùng nụ hoa biến mất vào sâu trong đồng tử của hắn, cảnh tượng trong tử lâu lập tức xuất hiện trong mắt hắn, thành. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nói. Tuy còn chưa có tin về nội đan của Huyền Vũ vạn năm, nhưng ít nhất đã phong ấn tàn hồn của Ma Long kỹ rồi. Hắn lấy mấy trận bàn ra, tạm thời bố trí một số trận pháp ở xung quanh, muốn thử tác dụng của phong ấn một lần xem. Cốc cốc cốc. Theo vài tiếng gõ cửa, giọng nói của Mạnh Vô Kỳ vang lên bên ngoài. Công tử, Long Vạn Sinh Long Tiên Sinh tới, nói là có việc gấp tìm công tử. Có nói là chuyện gì không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Ông ta không nói rõ, chỉ đưa cho ta một thứ, nói công tử nhìn sẽ biết ngay thôi. Mạnh Vô Kỳ nâng một thứ lên, nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, thứ trong tay Mạnh Vô Kỳ lập tức xuất hiện trong mắt hắn. Thứ trong tay Mạnh Vô Kỳ tương tự mai rùa, rõ ràng không phải một khối to, nhưng Mạnh Vô Kỳ như cầm thứ rất nặng. Vào đi. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên dị sắc, hắn cất trận bàn nói. Cửa phòng mở ra, Mạnh Vô Kỳ đi vào, hai tay anh ta nâng thứ như mai rùa đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy mai rùa này, một dòng linh khí được rót vào bên trong, mai rùa vốn to bằng lòng bàn tay lập tức to gấp 2-3 lần. Mạnh Vô Kỳ khẽ nâng mí mắt, trong mắt lộ ra dị sắc. Công tử, đây là xác của Huyền Vũ vạn năm lột xác sao? Trên dược điển mà Mạc Phàm cho anh ta, cũng có tin tức liên quan tới Huyền Vũ vạn năm. Huyền Vũ vạn năm do Huyền Quy và Huyền Xà sinh ra, có mai rùa nhưng thân rắn, ngàn năm lột xác một tầng da rắn, vạn năm lột xác mai rùa. Lột xác xong da rắn rất cứng, thủy hỏa bất xâm, mai rùa càng ngộ khí thành sơn. Mai rùa này hấp thu linh khí của Mạc Phàm, bỗng nhiên diện tích biến to, rất có khả năng là một phần xác của Huyền Vũ vạn năm lột xác. Không sai. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng vui mừng, gật đầu nói. Quả thật khối này là một phần xác ngoài của Huyền Vũ vạn năm lột xác, còn không phải lột xác lần đầu, mà lần thứ hai. Long Vạn Sinh đâu, không tới cùng ngươi à? Ông ta lấy thứ này ra xong định tự mình giao cho công tử, nhưng một gia đình của Long gia chạy tới, nói con ông ta đột nhiên lại bệnh nặng, ông ta liền để lại thứ này và một ngọc giản rồi vội vàng chạy đi, bảo ta tự tay giao cho công tử. Mạnh Vô Kỳ lấy một ngọc giản ra, giải thích. Vậy sao? Mạc Phàm cầm ngọc giản, quét thần thức chú vào bên trong, một tấm bản đồ lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn, lông mày hắn nhíu chặt. Hồ Huyền Vũ. Hắn có biết về Hồ Huyền Vũ, ở phía bắc Ma Long Tinh, trên một hải đảo tiếp sát vùng địa cực, là một hồ băng. Bởi vì rất giống Huyền Vũ nằm sấp, nên mới có cái tên này. Trừ chuyện đó ra, băng hồ này có rất nhiều động băng. Không gian bên trong rất không ổn định. Có một số nơi sản sinh ra không gian ám lưu, không cẩn thận sẽ rơi vào bên trong, thỉnh thoảng còn phun ra huyền sát hàn khí, tu sĩ hóa thần bị phun chúng cũng sẽ bị thương. Nơi này có tung tích của Huyền Vũ vạn năm sao? Hồ Huyền Vũ có tung tích của Huyền Vũ vạn năm sao? Mạnh Vô Kỳ thấy Mạc Phàm nhắc tới nơi này, thì tò mò hỏi. Có hay không ta đều phải nhìn một phen, người đi thu dọn đồ trước. Sau đó tới Thiên Cơ Các xem giúp ta,
thứ tự mới cập nhật của Hải Tuyển Thần Nông Tông, có lẽ chúng ta sắp rời đi. Mạc Phàm lấy thiên cơ lệnh của bản thân ra đưa cho Mạnh Vô Kỳ, nói. Sắp kết thúc hải tuyển của Thần Nông Tông, chỉ còn 10 ngày nữa, trong 10 ngày này hắn nhất định phải tới nơi Thần Nông Tông chỉ định, tiếp tục khiêu chiến những người khác, đồng thời khiêu chiến người đứng đầu. Còn Hồ Huyền Vũ có Huyền Vũ vạn năm hay không, hắn đều phải đi xem. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ giơ hai tay nhận lấy thiên cơ lệnh, cung kính gật đầu. Lúc ấy dựa theo lời Bạch Khởi, chỉ là phía dưới Hồ Huyền Vũ có khá nhiều khe hở, không gian tỏa phiến hơi nghiêm trọng mà thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đó là chuyện trăm năm sau, hiện giờ nhìn một cái cũng không có gì đáng ngại. Nghĩ như vậy hắn đứng dậy rời khỏi phòng, rời khỏi Thiên Long Thành, lao về phía Hồ Huyền Vũ. Mạnh Vô Kỳ thu dọn một lát, sau đó đi tới Thiên Cơ Các. Một tiếng sau Mạnh Vô Kỳ chưa rời khỏi tửu điếm, Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên đã đi tới. Vô Kỳ, công tử nhà ngươi đâu? Lý Thanh Thành hỏi. Mấy ngày nay cô tìm Mạc Phàm vài lần, tất nhiên biết Mạnh Vô Kỳ. Chào Lý các chủ, công tử nhà ta đạt được tin về Huyền Vũ vạn năm từ chỗ Long Tiên Sinh, cho nên đến Hồ Huyền Vũ rồi. Công tử bảo ta tới Thiên Cơ Các tạm biệt Lý các chủ, thuận tiện cập nhật tin trong thiên cơ lệnh. Mạnh Vô Kỳ thấy là Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên, anh ta không giấu giếm, hơi cúi người với hai người rồi nói. Tin về Huyền Vũ vạn năm sao? Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên nhìn nhau, sắc mặt bọn họ thay đổi. Làm sao vậy, Lý các chủ? Nơi đó không có Huyền Vũ vạn năm, hơn nữa gần đây ít người dám vào trong đó. Lý Thanh Thành nhíu chặt mày, nói. Nếu Hồ Huyền Vũ có tin về Huyền Vũ vạn năm, chắc chắn không tránh khỏi mạng lưới thông tin của thiên cơ các bọn họ. Nếu có tin này, cô đã sớm nói cho Mạc Phàm, không đến lượt Long Vạn Sinh nói. Còn Hồ Huyền Vũ, hàng năm có một khoảng thời gian vô cùng không ổn định. Không ai đến thì không nhìn ra, một khi tiến vào trong sẽ rơi vào mạch nước ngầm khôn cùng và hàn sát khí. Cho nên bình thường tới lúc này, gần Hồ Huyền Vũ không có người và ma thú dám tới gần. Vậy chẳng phải Long Tiên Sinh đang? Mạnh Vô Kỳ nói một nửa thì dừng lại. Mai Rùa và Ngọc Giản đều là Long Vạn Sinh đưa tới, nếu tin tức là giả, chỉ sợ Long Vạn Sinh đã phản bội Mạc Phàm. Mạc công tử rời đi bao lâu rồi? Lý Thanh Thành hỏi. Đã nửa canh giờ rồi. Nửa canh giờ. Sắc mặt Lý Thanh Thành khó coi, lão giả họ Viên lắc đầu. Cho dù nơi này cách Hồ Huyền Vũ một khoảng, nhưng với tốc độ của Mạc Phàm, đủ để tới Hồ Huyền Vũ rồi. Không nói đến mục đích Long Vạn Sinh dẫn Mạc Phàm tới đó là gì, bọn họ đến tìm Mạc Phàm chính là muốn nói, bọn họ phát hiện tung tích của Ngạo Nhật Sơn Tông. Nếu cô đồng ý với điều kiện của Mạc Phàm, sẽ không để Mạc Phàm gặp chuyện không may, ai biết tới muộn nửa canh giờ, Mạc Phàm đã rời khỏi thành. Hồ Huyền Vũ, Mạc Phàm đứng trên một tảng đá bên hồ, phóng thần thức ra. Hồ Huyền Vũ lúc này không giống kiếp trước hắn tới, không chỉ hồ nước bị đóng băng, tất cả đảo và mặt biển gần đó đều bị đóng băng, nếu hắn không có Ngọc Giản dẫn đường, có lẽ hắn sẽ không tìm được nơi này dễ như vậy. Thần thức của hắn quét một vòng xung quanh, sau đó thu trở về, lông mày hắn nhíu chặt lại. Dưới thần thức của hắn, nơi này không chỉ không có thứ liên quan tới nội đan của Huyền Vũ vạn năm. Trái lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó hắn lấy khối mai rùa Long Vạn Sinh đưa cho ra. Một pháp ấn đánh vào bên trong, chỉ trong phút chốc ấn ký hình dấu chấm than bay từ trong ra. Ấn ký này bay một vòng trong không trung, lập tức bùm, một tiếng nổ tung. Mạc Phàm khẽ lắc đầu, năm ngón tay hắn nắm chặt, mai rùa lập tức bị bóp nát, rơi lên trên tảng đá. Các ngươi đi theo ta lâu như vậy, còn không ra à? Những lời này vừa vang lên, tiếng kêu kinh ngạc xuất hiện, sáu người đeo mặt nạ xuất hiện ở xung quanh. Ế tiểu tử, nếu ngươi phát hiện ra chúng ta, còn dám rời khỏi Thiên Long Thành, lá gan đúng là không phải to bình thường. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, không thèm nhìn những người này. Những người này đã đi theo hắn từ lúc hắn rời khỏi Thiên Long Thành. Nếu hắn không phát hiện ra, vậy hắn không phải y tiên bất tử rồi. Long Vạn Sinh, mấy người cũng có thể đi ra rồi. Mạc Phàm nói về phía một tảng đá. Phía sau tảng đá không có chút phản ứng. Không ra à? Mạc Phàm nhíu mày, một tay vung lên không trung, một đạo khí chảm hình nguyệt nha chém lên tảng đá kia. Không đợi khí chảm đến trước tảng đá kia,
mấy bóng dáng ở phía sau cự thạch nhoáng lên một cái rồi đi ra. Rầm, cự thạch bị khí chảm chém tứ phân ngũ liệt. Trong mấy nhân ảnh kia, không che mặt như đám người trước, đám người này ngoại trừ Long Vạn Sinh ra, những người khác đều mặc trường bào màu đỏ hoa văn vàng. Bên hông là đai lưng bạch ngọc, chân đi giày hoa văn vàng, mỗi người đều cao lớn uy vũ, uy phong lẫm liệt. Mạc công tử, thật xin lỗi, tuy ngươi đã cứu con trai ta, nhưng ngươi đắc tội quá nhiều người, vì Long gia chúng ta chỉ có thể làm vậy. Bên cạnh đám người này, Long Vạn Sinh hơi nhếch miệng cười, trên mặt không có chút áy náy. Mạc Phàm cứu con ông ta đã tạ lễ Mạc Phàm đủ rồi. Ông ta đã không nợ Mạc Phàm, bảo ông ta vì Mạc Phàm mà hủy Long gia bọn họ, chỉ sợ không ai ngu ngốc như thế. À, trong mắt Mạc Phàm không có chút phẫn nộ, chỉ hơi đáp. Lúc Mạnh Vô Kỳ nói tin này cho hắn, hắn cũng hơi hoài nghi. Nếu con trai của Long Vạn Sinh bệnh nặng, hắn là y tiên giỏi nhất ở Thiên Long Thành, Long Vạn Sinh để thứ quan trọng như vậy ở lại, nhưng không mời hắn đi khám bệnh cho con trai ông ta, chuyện này rất không bình thường. Nhưng hắn vẫn tới đây. Nhớ đâu thật sự có tin về Huyền Vũ Vạn Năm, chuẩn bị cho Tiểu Vũ phương án thứ hai, điều này cũng rất đáng giá. Còn chuyện Long Vạn Sinh phản bội, cho dù hắn hơi khó chịu, nhưng chỉ một chút. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà chết, loại chuyện này rất bình thường ở tu chân giới. Hắn chỉ gặp Long Vạn Sinh vài lần, chưa nói tới có giao tình gì, không cần thiết phải tức giận vì một người không có giao tình. Mạc công tử, nể mặt ngươi cứu con trai ta nói cho ngươi một tin tức, mai rùa trên tay ngươi là thật, nhưng không phải ở Hồ Huyền Vũ này, mà do mấy vị này cung cấp, dùng để dụ ngươi tới Thiên Long Thành. Long Vạn Sinh giải thích. Xác Huyền Vũ Vạn Năm các ngươi mang tới, là đạt được trên người thú ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi nuôi nhốt, chuẩn bị luyện chế thần sơn đúng không? Mạc Phàm rời mắt nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Long Vạn Sinh, cười nói. Mấy người này không cần nghĩ, chỉ nhìn y phục là nhìn ra được đệ tử Pháp Đường của ngạo Nhật Sơn Tông, chuyên xử lý tu sĩ đắc tội ngạo Nhật Sơn Tông. Ví dụ như người trên người có ngũ quỷ phệ hồn chú. Mai rùa Long Vạn Sinh đưa cho hắn là thật. Nếu từ người những người này ra, vậy không có vấn đề gì rồi. Ngạo Nhật Sơn Tông ngoại trừ dưỡng huyền xà gần 10 vạn năm ra, còn có một huyền quy 10 vạn năm. Ngạo Nhật Sơn Tông dùng hai yêu thú này, đào tạo ra một con huyền vũ này đỡ một đại sơn rất quan trọng của Ngạo Nhật Sơn Tông. Cụ thể là ở nơi nào, hắn không biết. Nhưng mai rùa huyền vũ vạn năm mà Ngạo Nhật Sơn Tông lấy ra, đều từ huyền vũ này lột xác. Bởi vì mai rùa huyền vũ có thể biến hóa lớn nhỏ theo linh khí, rất thích hợp luyện nhập sơn thể chung. Tiểu tử, người biết nhiều về ngạo Nhật Sơn Tông của chúng tôi thật. Trong đám người này, người cầm đầu nhướng mày, lạnh lùng nói. Các ngươi tới hơi muộn đó. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn để lộ ngũ quỷ phệ hồn chú lâu như vậy, lúc này ngạo Nhật Sơn Tông mới tìm tới. Chậm hơn hắn nghĩ nhiều. Tiểu tử, nếu ngươi không có đầu rụt cổ ở trong Thiên Long Thành, ngươi sớm đã chết rồi. Đệ tử của ngạo Nhật Sơn Tông lạnh lùng nói. Trong Thiên Long Thành cấm tranh đấu, một khi bọn họ ra tay với Mạc Phàm, sẽ hấp dẫn chú quân tới rất nhanh. Ngoại trừ chú quân ra, Mạc Phàm rất thân với Thiên Cơ Các. Trong chú quân không có cao thủ hóa thần, cao thủ duy nhất Nghịch Thủy Hàn cũng bị Mạc Phàm giết. Nhưng lão giả họ Viên ở bên cạnh Lý Thanh Thành là tu sĩ hóa thần, lão giả họ Viên này ra tay, không chỉ không giết được Mạc Phàm, trái lại sẽ bất đắc dĩ góp vào toàn bộ, cho nên bọn họ mới lấy mai rùa ra, dụ Mạc Phàm tới đây. Mạc Phàm cười nhạt, rời mắt khỏi đám người của ngạo Nhật Sơn Tông. Tuy ta không có hứng thú trông các ngươi như thế nào, nhưng vẫn nên tháo khăn che mặt xuống đi, Bộ Kinh Phàm, Đông Phương Sóc, mấy người khác hẳn là tới vì Hoa Vĩ Long. Sắc mặt đám Đông Phương Sóc thay đổi, mấy người nhìn thoáng qua nhau, tay khẽ lướt qua mặt, khăn che mặt biến mất, lộ ra gương mặt của bọn họ. Không phải người khác, đúng là Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm, mấy người còn lại là tu sĩ tranh giành Hoa Vĩ Long ngày đó. Tuy trong mấy người này chỉ có Đông Phương Sóc là tu sĩ hóa thần, nhưng mấy người khác cũng không kém, thực lực kém Bộ Kinh Phàm nửa bước hóa thần một chút, nhưng không kém nhiều, không có một người yếu. Cuối cùng các ngươi không nhịn được ra tay rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lúc hắn khiêu chiến Nghịch Thủy Hàn, hắn thấy Đông Phương Sóc và Bộ Kinh Phàm ở trong đám người,
hắn vốn tưởng rằng giết Nghịch Thủy Hàn sẽ khiến bọn họ sợ hãi một phen, xem ra hắn xem nhẹ sức hấp dẫn của Hoa Vĩ Long rồi. Vậy ngươi giao Hoa Vĩ Long, hay muốn lão phu ra tay đây? Đông Phương Sóc nheo mắt nói. Lúc trước ông ta có thương tích trên người, cho nên e sợ Mạc Phàm ba phần. Nhưng trải qua 10 ngày, vết thương trên người ông ta đã khôi phục gần khỏi, cho dù Mạc Phàm giết Nghịch Thủy Hàn, Mạc Phàm đấu với ông ta cũng không có bất luận phần thắng nào, huống chi ở đây không chỉ có mình ông ta. Nếu là như vậy, tới lúc bắt Hoa Vĩ Long rồi. Nếu không đợi Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, bọn họ sẽ không có cơ hội nào. Mấy người sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Chúng tôi chỉ cần Hoa Vĩ Long, người giao Hoa Vĩ Long ra đây, chúng tôi sẽ lập tức rời đi, nếu không sẽ có hậu quả gì hẳn là ngươi biết rõ. Đông Phương Sóc nhìn đám người Ngạo Nhật Sơn Tông ở phía xa nói. Tuy Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, nhưng Mạc Phàm bày thực lực, vẫn khiến ông ta bất an như cũ. Nếu không ra tay mà lấy được Hoa Vĩ Long, ông ta không muốn ra tay với Mạc Phàm. Các ngươi muốn ở đây mãi mãi, vậy thì ở đây cả đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Cái gì, tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi một đoạn. Đông Phương Sóc nhíu mày, trong đáy mắt xuất hiện lạnh lẽo, ông ta nghiến răng nói. Ông ta đường đường là tu sĩ hóa thần, Mạc Phàm không chỉ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn không để ông ta vào mắt. Mạc Phàm không để ý tới Đông Phương Sóc, hắn rời mắt nhìn một bên khác. Hai vị bên kia, hai người đã dụ một tu sĩ kim đan như ta tới đây, không phải chỉ muốn dựa vào không gian ám lưu và hàn sát khí giết ta đúng không? Hai người vẫn nên xuất hiện đi, nếu không dựa vào bọn họ, có khả năng không đủ giết ta. Hửm! Đám Đông Phương Sóc nhướng mày, nhìn theo tầm mắt của Mạc Phàm, trên mặt bọn họ tràn đầy vui vẻ. Mấy bọn họ cộng thêm đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông, đã đủ đối phó Mạc Phàm. Thật không ngờ còn một đám người khác nữa. Như vậy cho dù Mạc Phàm có năng lực thông thiên cũng không thể thoát khỏi. Phía Mạc Phàm nhìn, một cơn gió xoáy đột nhiên nổi lên, gió xoáy tản đi, một mỹ phụ và một nam tử tóc bạc xuất hiện. Mỹ phụ này đúng là người lấy băng phong đảm đi. Mỹ phụ này vừa xuất hiện, Long Vạn Sinh chớp lóe một cái thì tới bên cạnh mỹ phụ này, quỳ một gối với mỹ phụ. Phượng đại nhân, ta đã làm theo lời đại nhân nói, mong Phượng đại nhân tha cho Long gia ta. Long Vạn Sinh cung kính nói. Đứng dậy đi, mỹ phụ không thèm nhìn Long Vạn Sinh nói. Đa tạ Phượng đại nhân, tiểu tử này là người giết Nghịch Thiếu con trai đại nhân, cũng chính cậu ta là người diệt tàn hồn của Ma Long. Long Vạn Sinh vui vẻ trong lòng, ông ta đứng phía sau mỹ phụ, cười mỉa với Mạc Phàm. Mỹ phụ khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, khóe miệng bà ta hơi nhếch lên nụ cười đầy hứng thú. Tiểu tử, tu vi của ngươi không cao, nhưng lá gan không nhỏ. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, tuy có được thực lực mấy chảm, nhưng chỉ là tu sĩ kim đan. Ở trước mặt tu sĩ hóa thần, chút thực lực ấy không đủ nhìn. Nhưng nơi này không chỉ có tu sĩ hóa thần, còn không ít tu sĩ nguyên anh thực lực không thể khinh thường. Ví dụ như người của Ngạo Nhật Sơn Tông, tuy những người này không phải nửa bước hóa thần, nhưng bất luận là người nào đều không kém bộ kinh phàm nửa bước hóa thần. Ở trước mặt thế trận như vậy, cho dù là Nghịch Thủy Hàn cũng sẽ không nói hai lời, lập tức chạy trốn. Vậy mà Mạc Phàm còn bảo bọn họ hiện thân, cộng thêm bà ta nữa, Mạc Phàm càng không có khả năng chạy trốn. Mẹ của Nghịch Thủy Hàn sao? Mạc Phàm hơi bất ngờ hỏi. Không sai. Mỹ phụ gật đầu. Anh ta là bà nuốt vào, rồi sinh ra sao? Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt nói. Mạc Phàm vừa nói những lời này, vẻ mặt không ít người mờ mịt nhìn về phía Mỹ phụ. Người còn có thể sinh ra như vậy sao? Tươi cười trên mặt Mỹ phụ cứng đờ, nhưng lập tức khôi phục như thường, sắc bén ở trong mắt bà ta dày đặc hơn nhiều. Tiểu tử, người giết con ta, còn di ngôn gì không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng cười nhạt. Lúc trước hắn vẫn nghi ngờ, Nghịch Thủy Hàn không phải con trai của Băng Phượng. Nhìn thấy Mỹ phụ này, chỉ trong chớp mắt hắn liền hiểu rõ là vì sao. Mỹ phụ này không phải là Băng Phượng, mà là một ma thú thuộc tính thủy tên là Thủy Phượng. Tên của loại ma thú này mang chữ Phượng, thực ra chỉ có dáng vẻ giống Phượng Hoàng mà thôi, không có chút huyết mạch của Phượng Hoàng. Cho dù có băng phách chi thể trời sinh, nhưng thực lực kém Băng Phượng rất nhiều. Nhưng Mỹ phụ này dung hợp Băng Phượng hồn,
có thể phát huy ra một chút uy lực của băng phượng. Chỉ là đáng tiếc, mỹ phụ này còn chưa thể dung hợp băng phượng đảm hoàn toàn. Nghịch Thủy Hàn vốn giúp mỹ phụ này luyện hóa băng phượng đảm, đáng tiếc Nghịch Thủy Hàn bị giết chết, hơn nữa băng phượng đảm bị hắn chém ra một đạo vết rạn, muốn dung hợp hoàn toàn cần rất nhiều thời gian. Thiên phú thần thông của Thủy Phượng tên là thôn phệ, thứ bị cắn nuốt trải qua một thời gian thai nghén sẽ được sinh ra. Những người này sẽ có thể chất như Thủy Phượng, còn vô cùng trung thành với Thủy Phượng, hoàn toàn nghe lệnh của Thủy Phượng. Nghịch Thủy Hàn hẳn là một tu sĩ bị Thủy Phượng thôn phệ, không phải con trai chân chính của mỹ phụ này. Không chỉ Nghịch Thủy Hàn, nam tử tóc bạc bên cạnh Thủy Phượng cũng từng bị Thủy Phượng thôn phệ. Tiểu tử, người không nghe thấy lời bản cung nói sao? Mỹ phụ thấy Mạc Phàm không nói lời nào, thì lạnh lùng nói. Di ngôn, ta không có, nhưng ta có mấy câu muốn nói với các ngươi. Thứ nhất, Hoa Vĩ Long ở đây, hôm nay các ngươi không lấy được, sau này các ngươi càng không lấy được. Mạc Phàm lấy Hoa Vĩ Long ra nói. Thứ hai, ta vốn đến tìm Huyền Vũ vạn năm, ta thất bại, hôm nay các ngươi tới tìm ta báo thù, cũng sẽ giống như ta, thất bại. Tiểu tử, ngươi làm chúng ta thất bại thế nào đây? Một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông cười khinh thường nói. Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan, có thể khiến hai hóa thần và một đám tu sĩ nguyên anh thất bại sao? Trừ phi heo có thể leo cây. Đông Phương Sóc cười nói. Thứ ba, quả thật ta không phải đối thủ của các ngươi. Mạc Phàm nói tiếp. Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu không dựa vào những thứ khác, với không cho hắn đủ thời gian chuẩn bị, hắn chỉ có thể đối phó ba tu sĩ nguyên anh đỉnh phong của Đại Tông Môn. Nhiều hơn ba người, hắn chỉ có thể chạy trốn. Còn tu sĩ hóa thần, cho dù là tán tu hóa thần ở tinh cầu nhỏ, chỉ cần không bị trọng thương giống như Đông Phương Sóc, hắn sẽ không ra tay với tu sĩ hóa thần, lập tức rời đi. Bởi vì hắn ra tay với tu sĩ hóa thần, người bị giết chỉ là hắn. Đông Phương Sóc thấy Mạc Phàm thừa nhận không phải đối thủ, thì nói với những người khác. Các vị, chúng tôi chỉ cần Hoa Vĩ Long trên người tiểu tử này, không biết các vị có ý kiến không? Nhu cầu cấp bách của ông ta là cần Hoa Vĩ Long giải quyết một vấn đề trên người, nếu không một tu sĩ hóa thần sẽ không cướp của một tiểu tử cấp bậc kim đan. Ta chỉ cần cơ thể của tiểu tử này. Mỹ Phụ nói tiếp. Cơ thể Mạc Phàm tốt hơn bà ta nghĩ nhiều, nếu thôn phệ Mạc Phàm, sẽ có được chỗ tốt không tưởng tượng được. Tuy Hoa Vĩ Long là bảo vật vô cùng quý hiếm, nhưng kém cơ thể Mạc Phàm một chút. Mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông do dự một lát, sau đó nhìn thoáng qua nhau. Tuy bọn họ là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, nhưng Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ đều là tu sĩ hóa thần. Nếu bọn họ không đồng ý, chỉ sợ không bắt được Mạc Phàm dễ dàng như vậy. Hơn nữa mục đích của bọn họ không giống mục đích của hai người này. Hai thứ này thuộc về mọi người, những thứ khác trên người tiểu tử này đều thuộc về chúng tôi. Bọn họ chỉ tới liệp sát Mạc Phàm, ở trong mắt người thường Hoa Vĩ Long vô cùng chân quý, nhưng không là gì trong mắt Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ không định mang thi thể của Mạc Phàm về, đưa cho Mỹ Phụ này cũng không phải không thể được. Có thể. Mỹ Phụ gật đầu. Ta cũng không có vấn đề. Đông Phương Sóc nói tiếp. Một đám người phân chia một lát đã xong, sau đó tất cả đôi mắt đều nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, người còn gì muốn nói? Một người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhìn Mạc Phàm như nhìn con mồi, nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn lướt qua Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ Mặc Cung Trang. Ta không giết được hai ngươi, lần này ta cũng không chuẩn bị giết, nhưng ta sẽ giết, các ngươi đợi thời cơ thì tốt, quả thật các ngươi có năng lực giết ta, nhưng các ngươi chọn sai thời gian, cũng chọn sai địa điểm rồi. Có ý gì? Đám Đông Phương Sóc nhíu mày, vẻ mặt ngây ngốc. Ý là các ngươi nên chọn sớm vài ngày. Địa điểm không phải Hồ Huyền Vũ, một nơi không có Huyền Vũ. Mạc Phàm cười lạnh lùng nói. Hắn nói xong thì vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, linh khí nhập vào trong quả đấm của hắn một cách dũng mãnh, một quyền đánh mạnh xuống dưới chân. Rầm, một tiếng thật lớn vang lên. Một quyền của Mạc Phàm đánh xuống, chỉ trong chớp mắt cự thạch ở dưới chân vỡ nát, quyền kình cường đại giống như vì sao rơi xuống Hồ Huyền Vũ. Đất đai chấn động dữ dội. Chỉ trong phút chốc đã văng tung tóe thành vô số mảnh, lan tràn ra bốn phía. Hồ Huyền Vũ vốn đang yên tĩnh, giống như bên trong núi lửa được ném lượng lớn thuốc nổ. Chẳng qua bên trong Hồ Huyền Vũ không có nham thạch nóng chảy,
chỉ có hàn sát khí và không gian ám lưu càng nguy hiểm hơn nham thạch nóng chảy. Chỉ trong phút chốc, không chỉ xung quanh Mạc Phàm được mấy thứ này vần quanh, xung quanh đám Đông Phương Sóc cũng nhanh chóng được bao quanh bởi hàn sát khí và không gian ám lưu. Bên trong đám Đông Phương Sóc, một nam tử đeo thiết kiếm trên lưng không cẩn thận, cánh tay bị hàn sát khí phun trúng, cả cánh tay biến thành khối băng. Chuyện này còn chưa xong, hàn sát khí theo cánh tay anh ta, lan ra toàn thân của anh ta. Tay của ta! Đệ tử của thiết kiếm môn hét to một tiếng, không do dự chém cánh tay của mình, bóng dáng anh ta nhoáng lên một cái liền lùi về xa, nhưng anh ta mới rời khỏi không xa, một vòng xoáy lặng yên không tiếng động xuất hiện trước người anh ta. Đệ tử của thiết kiếm môn này lại không cẩn thận rơi vào trong vòng xoáy, cơ thể Nguyên Anh bị tứ phân ngũ liệt. Tất cả đừng hoảng hốt, tiểu tử chết tiệt, giết cậu ta trước đã. Mỹ phụ nhíu mày, tức giận nói. Thân thể bà ta nhoáng lên một cái, liền đến bên cạnh Mạc Phàm. Sắc mặt Đông Phương Sóc, Bộ Kinh Phàm và mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông thay đổi, nhưng nhanh chóng chấn định lại, trên người bọn họ chớp lóe quang hoa, đều xông về phía Mạc Phàm. Ở giữa không trung, vẻ mặt Mạc Phàm vô cùng lạnh nhạt. Nếu là mấy ngày trước, những người này dụ hắn ra ngoài, hắn muốn đi không khó, nhưng muốn giết người ngoại trừ Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ ra, gần như là không có khả năng. Hiện giờ Ma Long đã được hắn phong ấn hoàn toàn, vậy thì khác rồi. Sau khi Ma Long được hắn phong ấn, hắn vẫn chưa thử uy lực và tiêu hao, giờ thử với mấy người này một lần vậy. Con mắt kia của hắn nhắm lại rồi mở ra. Liên hoa huyết sắc nở rộ trong mắt hắn, một long ảnh bay từ trong liên hoa ra, chỉ trong chớp mắt đã đến bầu trời trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Giống, tiếng long ngâm vang lên. Ma long vốn chỉ to bằng sợi tóc, chỉ trong chớp mắt đã biến thành trăm mét. Không chỉ bầu trời tối sầm lại trong chớp mắt, ngay cả sao động ở hồ Huyền Vũ cũng lập tức yên tĩnh trở lại dưới khí tức khủng bố của ma long. Đi giết hai bọn họ. Mạc Phàm ra lệnh cho tàn hồn của ma long. Đôi cánh của tàn hồn ma long giãn ra, không do dự xông về phía Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ. Cách Mạc Phàm không xa, Mỹ Phụ và Đông Phương Sóc thấy ma long này thì mắt mở to, chỉ trong chớp mắt sắc mặt bọn họ rất khó coi. Tàn hồn của ma long, sao lại có chuyện này được? Vẻ mặt Đông Phương Sóc khó có thể tin nói. Không phải ma long đã bị Mạc Phàm diệt rồi sao, sao lại được Mạc Phàm thả ra? Ngoài ra tàn hồn ma long xuất hiện lần này không chỉ không yếu hơn lần trước, trái lại còn mạnh hơn một chút. Còn như chịu sự khống chế của Mạc Phàm, vậy thì đáng sợ rồi. Mỹ phụ Mạc Cung Trang cũng không khá hơn chút nào, tuy lần trước tàn hồn ma long xuất hiện bà ta không ở đó, nhưng băng phượng hồn trên người bà ta là tàn hồn của băng phượng để lại do bị ma long diệt. Linh hồn của bà ta và băng phượng dung hợp lại với nhau, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi ma long. Hai người gần như không có bất luận do dự gì, quay đầu bỏ chạy về phía xa. Mạc Phàm cười lạnh lùng, ý niệm của hắn vừa động, ma long một phân thành hai, phun ra long tức màu đen đuổi theo hai người kia. Có tàn hồn của ma long đối phó hai người này, Mạc Phàm nheo mắt nhìn những người còn lại. Tàn hồn của ma long này cũng có thực lực hóa thần, chỉ có thể trấn nhiếp Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ kia một phen, muốn giết hai người rất khó, giết hai người còn cần phải trả giá rất đắt. Tàn hồn của ma long đuổi bọn họ đi là được. Lần này hắn chỉ cần giết những người còn lại được rồi. Hắn không giết được tu sĩ hóa thần, những người này đủ rồi. Ngoài ra đã lâu rồi thực lực của hắn không tăng lên, nhân cơ hội này tăng tới kim đan đỉnh phong vậy. Cảnh giới kim đan đỉnh phong, mới dễ lấy được vị trí số 1 hải tuyển, nếu không hắn khó mà thắng được vọng cơ sư huynh. Hắn vươn một tay ra, cửu tinh và mệnh kiếm ảnh cùng xuất hiện trong tay hắn. Bắt đầu từ ngươi trước. Mạc Phàm nhoáng lên một cái liền đến trước người nam tử tóc bạc, cửu tinh lập tức chém về phía nam tử tóc bạc. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta là tên phế vật nghịch thủy hàn kia à, không có tàn hồn của ma long, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao, chủ nhân ta không có ở đây, vậy để ta tới lấy cơ thể ngươi. Nam tử tóc bạc cười âm trầm, huyền băng côn ngọc bạch xuất hiện trong tay hắn. Tàn hồn của ma long đuổi theo Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ. Chỉ còn lại Mạc Phàm, mình ông ta đủ đối phó rồi. Ông ta không quan tâm cửu tinh của Mạc Phàm, một côn không do dự đánh về phía Mạc Phàm. Theo một côn này, vậy mà hàn sát khí ở xung quanh lao về phía Mạc Phàm một cách dũng mãnh theo huyền băng côn trong tay nam tử tóc bạc. Mạc Phàm nhíu mày, trường kiếm cửu tinh nhất chuyển trong không trung,
chắn trước huyền băng côn của nam tử tóc bạc, đồng thời mệnh kiếm nhất chuyển, giống như một đạo quang đâm về phía nam tử tóc bạc. Keng, cơn gió được nhấc lên, cửu tinh và huyền băng côn chạm vào nhau, chỉ trong chớp mắt xung quanh dập nát. Cửu tinh không chỉ không chặt đứt được huyền băng côn, trái lại hàn sát khí trên huyền băng côn theo cửu tinh lan tràn lên tay Mạc Phàm. Không chỉ như vậy, mệnh kiếm đâm lên người nam tử tóc bạc, nhưng giống như đâm vào không khí, nam tử tóc bạc không có chút phản ứng, chỉ có mấy sợi tóc trên trán ông ta rụng ra. Tiểu tử, vậy mà ngươi có hai thanh linh khí, hai thanh linh khí này đều là của ta. Nam tử tóc bạc cười mỉa nói. Huyền băng côn trên tay ông ta là một thanh linh khí, nếu cửu tinh trên tay Mạc Phàm không phải là linh khí, cửu tinh đã bị chém đứt. Còn mệnh kiếm của Mạc Phàm, vậy mà có thể thương tổn được ông ta, tất nhiên cũng là linh khí không kém. Một tiểu tử từ hạ giới tới, vậy mà có hai kiện linh khí. Hàn sát chi thể sao? Mạc Phàm nhướng mày, hiểu ra nói. Ngươi phát hiện ra rồi à, vậy ngươi có thể đi chết đi. Nam tử tóc bạc hơi nhếch miệng cười đắc ý, huyền băng côn trên tay ông ta biến thành hàn sát khí, xuyên qua cửu tinh của Mạc Phàm, đánh về phía Mạc Phàm. Mà lúc này, hàn sát khí ở xung quanh được huyền băng côn đưa tới cũng đã đến, hình thành một căn nhà giam, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Không chỉ hàn sát khí, bộ kinh phàm cùng với mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông cũng chạy tới. Mạc Phàm cười nhạt, đôi mắt hắn nheo lại. Quả thật ngươi mạnh hơn nghịch thủy hàn nhiều. Hàn sát chi thể là một loại thể chất luyện băng phách chi thể đến thâm sâu, khả hư khả thực, rất khó chơi. Nhưng ngươi đấu với ta không đúng lúc, ngươi có thể đi chết đi, đốt. Mạc Phàm nhắm mắt rồi mở ra, hồng liên nghiệp hỏa phun trào từ mắt hắn ra, giống như hai đạo laser bắn ra. Mệnh kiếm không có tác dụng nhiều với nam tử tóc bạc, nhưng ở dưới hồng liên nghiệp hỏa, đầu nam tử tóc bạc bị hỏa diễm xuyên thủng, hồng liên nghiệp hỏa lan ra khắp người ông ta. Nam tử tóc bạc chết. Cách đó không xa, Mỹ phụ Mặc Cung Trang đang tránh né tấn công của Ma Long cảm nhận được nam tử tóc bạc đã chết, trên mặt bà ta lập tức hiện lên vẻ dữ dằn. Đáng chết, tiểu tử, ta phải giết ngươi. Nghịch Thủy Hàn và nam tử tóc bạc đều là quân cờ bà ta đắc ý nhất. Nhất là nam tử tóc bạc, bồi dưỡng thêm một thời gian nữa, cách cảnh giới hóa thần không xa rồi. Lần này thì hay rồi, bị Mạc Phàm giết hai người. Nếu hai người đều chết, vậy thì lấy Mạc Phàm bổ sung vậy. Quả thực tàn hồn của Ma Long không yếu, thực lực cũng tương đương bà ta, nhưng mỗi kích đều chậm lại một chút. Nếu chỉ có mình bà ta sẽ không liều mạng với Ma Long như vậy, nhưng còn có Đông Phương Sóc ở đây, vậy thì khác rồi. Mỹ phụ nổi giận thét lên một tiếng, biến thành một con phượng hoàng hàn khí mênh mông, cơ thể không nhỏ hơn Ma Long chút nào. Mỹ phụ biến thành phượng hoàng, không do dự xông về phía Ma Long. Một con rồng một con phượng vật lộn trong không trung. Năng lượng khủng bố dao động, giống như bão ảnh hưởng xung quanh. Chỉ trong phút chốc, xung quanh là một vùng tứ phân ngũ liệt. Một kích giết nam tử tóc bạc, Mạc Phàm tránh thoát công kích của đám bộ kinh phàm. Hắn giống như cảm nhận được áp lực từ tàn hồn của Ma Long. Ý niệm của hắn vừa động, hỏa diễm màu đen giấy lên trên người Ma Long trước người Mỹ Phụ. Hỏa diễm màu đen này vừa giấy lên, trong mắt Mỹ Phụ biến thành Phượng Hoàng xuất hiện vẻ e sợ. Đây là Phượng trảo của bà ta và tàn hồn Ma Long chạm nhau, hàn sát khí của bà ta bị hỏa diễm màu đen hấp thu, hỏa diễm màu đen giống như nhiên liệu, chỉ trong chớp mắt đã thịnh vượng hơn nhiều. Hỏa diễm màu đen này yếu hơn hàn sát khí của bà ta một chút, nhưng chỉ trong phút chốc, trên cơ thể bà ta có thêm vài vết thương khủng bố. Mà bên phía Ma Long, không chỉ không yếu hơn, trái lại càng đánh càng mạnh. Không chỉ bên bà ta, bên Đông Phương Sóc cũng không dễ chịu gì. Đông Phương Sóc thấy Mỹ Phụ đấu với Ma Long, cũng nghiêng đầu đấu với Ma Long chỗ mình. Dù sao ông ta đã chọc tới Mạc Phàm, nếu lần này không lấy được Hoa Vĩ Long. Đợi Mạc Phàm vào Thần Nông Tông, vậy sẽ như lời Mạc Phàm nói, ông ta đợi bị Mạc Phàm giết đi. Bên ông ta mới đầu đấu với Ma Long còn tạm, nhưng không quá mấy chiêu, lôi điện màu đen xuất hiện trên người Ma Long. Dưới lôi điện màu đen này, tàn hồn của Ma Long không chỉ tốc độ tăng nhanh, còn hấp thu linh khí của ông ta, mấy chiêu tiếp, ông ta không kiếm được chút tiện nghi nào, trên người cũng xuất hiện mấy vết thương. Ở một bên khác, Mạc Phàm giơ tay cắm mệnh kiếm vào trên mặt hồ. Mệnh kiếm lập tức biến thành một trận pháp hình vòng tròn, rồi lan ra xung quanh.
Mộ Khuynh Phàm và đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông thấy trận pháp này lan tới, thì bay lên trời. Mộ Khuynh Phàm lấy một đại đỉnh ra, ném lên không trung. Đại đỉnh này vừa đến không trung thì nhanh chóng biến to. Chỉ trong phút chốc đã to thành mấy trăm thước. Không chỉ nhốt Mạc Phàm ở bên trong, trận pháp do mệnh kiếm của Mạc Phàm tạo thành cùng bị đại đỉnh này bao phủ. Cửu Trọng Sơn. Mộ Khuynh Phàm đánh một pháp ấn vào bên trong đại đỉnh. Trên đại đỉnh đại phóng thanh quang, bỗng nhiên áp lực khổng lồ hàng lâm, không chỉ trấn trụ hàn sát khí và không gian ám lưu ở xung quanh, còn áp chế về phía Mạc Phàm. Sơn ấn trong tay mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông sáng lên, mấy thần sơn như ngọn núi từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Mạc Phàm. Dưới áp lực của thần sơn và vạn quân, Mạc Phàm nhìn chằm chằm cửu tinh trong tay. Vừa rồi ngươi bị xem thường, bây giờ để bọn họ biết, bọn họ hoang đường tới cỡ nào. Cửu tinh không chỉ là linh khí, còn là linh khí không nhiều trong vô số linh khí của tạo hóa môn bị hủy diệt còn sót lại, sao huyền băng côn của nam tử tóc bạc dùng hàn sát chi phách luyện chế có thể so sánh được. Ngũ tinh. Hắn khẽ quát một tiếng, tạo hóa kim đan màu bạc ở trong cơ thể hắn vận chuyển, lực tạo hóa nhập vào trong cửu tinh một cách dũng mãnh. Năm ngôi sao trên cửu tinh, từng ngôi sao sáng lên, ngân quang bao phủ cửu tinh ở bên trong. Chạm. Hai tay hắn nắm chặt cửu tinh giống như tuệ tinh tảo nguyệt, một đạo bạch quang quét qua những thần sơn kia. Chỉ là một đạo kiếm khí, ở thần sơn và bên trong thanh quang do đại đỉnh hạ xuống, đạo kiếm khí này nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt, giống như bươm bướm nhào vào lửa. Nhưng mà, bùm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Đại đỉnh chiếu thanh quang như tinh hà đảo lưu, trái lại nhào ngược về phía đại đỉnh. Không chỉ thanh quang này, ngay cả mấy tòa thần sơn cũng như vậy. Thần sơn chấn động, liền bay nhanh về phía đại đỉnh. Keng, âm thanh như gõ chuông vang lên, đại đỉnh và thần sơn tỏa ra hào quang, từng đạo vết rạn xuất hiện trên thần sơn, đại đỉnh thì vỡ nát trong chớp mắt. Sắc mặt Bộ Kinh Phàm trắng bệch, máu tươi chảy từ khóe miệng anh ta ra, trong mắt anh ta không còn bình tĩnh. Mạc Phàm quá lợi hại rồi, một người một thanh kiếm, không chỉ chém lùi mấy tòa thần sơn của Ngạo Nhật Sơn Tông, còn phá nát chấn thiên đỉnh của ông ta. Đổi lại là những người khác, đã sớm bị đè thành thịt nát rồi. Đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông không sợ, trái lại ý chí chiến đấu càng mạnh hơn. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết, Ngạo Nhật Như Hồng. Mặt trời xuất hiện trên tay mấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông. Chỉ trong chớp mắt, mặt trời biến thành đường kính trăm mét, lâm không mà đứng. Trong lúc này, trên không ma long tinh giống như xuất hiện nhiều mặt trời. Cho dù đứng ở rất xa Thiên Long Thành đều có thể nhìn thấy. Trên những mặt trời này, một đạo quang chậm rãi chui từ trong ra. Cả quá trình nhìn như rất lâu, thực ra là chỉ trong chớp mắt. Những mũi tên ánh sáng co rụt lại về sau, rồi xông tới phía Mạc Phàm như cầu vồng. Kiếm quang này tới chỗ nào, toàn bộ đều bị đốt sạch, để lại từng đạo cầu vồng màu đen trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên ánh sáng đã tới trước người Mạc Phàm. Hôm nay phải chết là các ngươi, thất tinh. Hai ngôi sao khác trên thân kiếm cửu tinh sáng lên, không gian xung quanh Mạc Phàm chấn động liên tục hai lần. Hai tay hắn cầm kiếm, cắm cửu tinh lên đất. Rầm, một tiếng thật lớn, một tinh cầu màu bạc xuất hiện xung quanh hắn, bao hắn ở bên trong. Mấy mũi tên ánh sáng bắn lên trên tinh cầu màu bạc, chỉ trong chớp mắt tinh cầu màu bạc vỡ ra. Nhưng vài đạo mũi tên ánh sáng không chỉ không bay về phía Mạc Phàm, mà bay ngược lại theo đường cũ, bay về phía mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông. Khóe miệng đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông nhếch lên, giống như không thấy mũi tên ánh sáng bay ngược về. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, cũng muốn giết chúng ta, tiểu tử, tới lúc ngươi chết đi rồi. Một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông trong đó cười mỉa nói. Anh ta vừa nói xong những lời này, năm ngón tay bọn họ nắm chặt, mặt trời vĩ đại bao mũi tên ánh sáng trở về biến mất trong tay bọn họ. Cơ thể mấy người cũng biến mất theo, khi xuất hiện lần nữa trên người lóe sáng kim quang đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Ngạo Nhật Đông Sơn Phách. Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh đao hoặc kiếm, hay là binh khí khác, lực lượng khủng bố khó có thể hình dung xuất hiện trên binh khí trong tay bọn họ, đâm về phía Mạc Phàm. Thấy người của Ngạo Nhật Sơn Tông ra tay, đám Bộ Kinh Phàm hơi sửng sốt, Bộ Kinh Phàm do dự một lát, lấy một binh khí thanh đồng hình cái giản theo phong cách cổ xưa ra, biến mất tại chỗ. Mấy người khác, bọn họ chuẩn bị một kích đã lâu vẫn không ra tay, bây giờ quyết tâm tiến lên.
Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phàm rơi vào trong vây giết của hơn 10 người. Cách đó không xa, Long Vạn Sinh vẫn không ra tay, hơi nhếch miệng, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Dưới bao vây tấn công của nhiều cao thủ như vậy, Mạc Phàm giãy giụa lâu như thế, cuối cùng cũng sắp chết rồi. Phải biết rằng ở đây có 2 cao thủ hóa thần, và hơn 10 cao thủ nguyên anh, đổi lại là những người khác, chỉ sợ bị giết lâu rồi. Nếu Mạc Phàm không chết, chỉ sợ Long gia bọn họ xong rồi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Mạc Phàm chết thì hơn. Ở một bên khác, Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ vốn sắp không chịu được, nhưng thấy một màn như vậy thì càng thêm ra sức. Bọn họ chỉ cần chống đỡ thêm một lát là được, Mạc Phàm sống không lâu nữa đâu. Giữa mọi người, Mạc Phàm nhìn thoáng qua binh khí đâm về phía hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, không có một chút sốt ruột nào, 2 chữ truyền từ miệng hắn ra. Cửu tinh. Một tay hắn chậm rãi rút trường kiếm cửu tinh ra, 2 sao còn lại cũng sáng lên. Ngay sau đó, trái lại trên người Mạc Phàm không xuất hiện tinh cầu nữa, nhưng hơn 10 tinh cầu phân chia ra xuất hiện trên người đám người của Ngạo Nhật Sơn Tông, Bộ Kinh Phàm, và mấy người khác. Vẻ mặt mấy người sửng sốt, cơ thể giống như bị định trụ, binh khí ở trong tay không có biện pháp tiến lên trước nửa phân. Cơ thể của ta. Chuyện này là sao? Vừa rồi đám người còn vênh váo đắc ý, chỉ trong chớp mắt trên mặt tràn đầy bối rối. Quả thật tinh cầu bảo hộ Mạc Phàm đã được phá, nhưng không có nghĩa là bọn họ có cơ hội nữa. Trái lại bọn họ đã tiến vào trong bẫy của Mạc Phàm. Bởi vì ở bên trong tinh cầu nhỏ này, bọn họ không thể dùng một chút lực nguyên anh, cơ thể giống như không còn là của mình, căn bản không thể nhúc nhích. Cho dù là người của Ngạo Nhật Sơn Tông, hay là đám Bộ Kinh Phàm cũng như vậy. Không có một ai ngoại lệ. Tiểu tử, chúng tôi là chân pháp đường của Ngạo Nhật Sơn Tông, nếu ngươi dám giết chúng tôi, hậu quả thế nào hẳn là ngươi hiểu rõ. Một đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông nhíu mày nói. Nếu người của chân pháp đường đi chấp hành nhiệm vụ bị người ta giết, Ngạo Nhật Sơn Tông sẽ phái người của chân vũ đường. Người của chân vũ đường, thấp nhất cũng là tu sĩ hóa thần, giết Mạc Phàm đơn giản như nghiền chết một con kiến. Hơn nữa chân vũ đường giống như bọn họ. Mỗi lần ra tay đều là 6 người một tổ. 6 tu sĩ hóa thần, còn không giết được một tu sĩ kim đan. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc, hắn lạnh lùng liếc đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông một cái. Ta dụ các ngươi tới là muốn giết các ngươi, tốt nhất là Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi phái Long Ngạo Thiên tới giết ta, nếu không ta sẽ dụ người của Ngạo Nhật Sơn Tông các ngươi ra, sau đó giải quyết từng đám. Long Ngạo Thiên, ngươi. Mấy đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông sửng sốt. Chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ. Bình thường có ai giết người của Ngạo Nhật Sơn Tông bọn họ, trốn còn không kịp. Mạc Phàm lại lấy ngũ quỷ phệ hồn chú ra, cố ý dụ bọn họ tới, xem ra là có cửu hận rất sâu với Long Ngạo Thiên. Mạc công tử, chúng tôi chỉ tham tiền tài mà thôi, ngươi. Bộ Kinh Phàm kích động nói. Ông ta thử nhiều phương pháp, đều không thể làm gì được tinh cầu nhỏ này. Cứ tiếp tục như vậy, ông ta chắc chắn sẽ chết trên tay Mạc Phàm. À, ý của ngươi là, các ngươi tới giết ta, tuy không thành công, nhưng ta nên tha thứ cho các ngươi sao? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Chuyện này, mặt Bộ Kinh Phàm đỏ bừng, không biết phải nói gì. Bảo, Mạc Phàm khẽ quát. Trong những tiểu tinh cầu đó, bỗng nhiên lóe lên tinh quang, bao phủ mọi người ở trong. Tinh quang thu lại, ngoại trừ pháp bảo trong tay những người này, những thứ khác đều biến thành ngôi sao rơi trên đất. Ở phía xa, vẻ mặt Long Vạn Sinh ngẩn ra, trong mắt đều là khó mà tin được. Ông ta tưởng rằng những người đó sẽ ép Mạc Phàm tới đường cùng, không ngờ chỉ trong chốc lát, những người này đã bị Mạc Phàm giết. Ông ta gần như không do dự, xoay người bay về phía xa. Sắc mặt Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ cũng không khá hơn chút nào, nhiều cao thủ nguyên anh như vậy, bọn họ giết hết cũng không khó. Nhưng Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, chuyện này quá khó tin rồi. Một tu sĩ kim đan, giết tu sĩ nguyên anh đơn giản như giết gà. Hai người vốn đang định chống đỡ thêm lát nữa, nhưng thấy một màn như vậy bọn họ quyết định rời đi. Ma Long chịu khống chế của Mạc Phàm, vừa rồi Mạc Phàm phân tâm đối phó những người khác, hiện giờ Mạc Phàm giết toàn bộ mấy người khác rồi, nếu đơn độc khống chế Ma Long, không phải không có khả năng giết được bọn họ. Hai người nghĩ như vậy, thì vội vàng xoay người biến mất khỏi chân trời. Mạc Phàm nhìn thoáng qua hai người, không bảo Ma Long đuổi theo bắt. Ý niệm của hắn vừa động,
Trong mắt hắn nở rộ hồng liên, ma long nhanh chóng thu nhỏ lại, quay trở về sâu trong đáy mắt hắn, suy yếu xuất hiện trên mặt hắn. Nếu Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ chống đỡ thêm lát nữa, sẽ phát hiện người chống đỡ không được là hắn. Ma long tiêu hao quá lớn, hắn mới thả ra chưa qua 3 phút, nhưng linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 9 phần. Lại đánh tiếp, 1 phút cũng không kiên trì nổi, hắn chỉ có thể bảo ma long đưa hắn về Thiên Long Thành. Hắn không đuổi theo Đông Phương Sóc và Mỹ Phụ, nhưng nhìn về phía Long Vạn Sinh. Cửu tinh lạc nguyệt. Cửu tinh trong tay hắn chém về phía Long Vạn Sinh rời đi. Trên bầu trời, một vòng ánh trăng lập tức xuất hiện, giống như ngôi sao rơi xuống chém về phía Long Vạn Sinh. Hắn không có cảm giác với việc Long Vạn Sinh phản bội, nhưng không có nghĩa là phản bội hắn xong, còn có thể sống sót. Long Vạn Sinh còn chưa chạy được xa, thì phát hiện bỗng nhiên trời tối sầm lại, sau đó uy áp khổng lồ đè về phía ông ta. Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, mí mắt lập tức nâng lên. Ánh trăng như tiểu sơn thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, đã đến nơi cách ông ta chưa tới 10 thước. Không, mà công tử tha mạng, con ta còn đợi ta về nhà. Long Vạn Sinh không cam lòng kêu lên. Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cứu con trai của Long Vạn Sinh dụ hắn tới cạm bẫy này, còn muốn hắn tha thứ. Ánh trăng vẫn chiếu xuống, đập mạnh lên người ông ta. Một hố sâu xuất hiện, sóng năng lượng tàn sát bừa bãi xung quanh, hàn sát khí và không gian loạn lưu lại sôi trào hừng hực, huyền vũ vốn bừa bãi không chịu nổi càng giống như phế tích. Mạc Phàm xác nhận khí tức của Long Vạn Sinh đã biến mất, hơn nữa xung quanh không còn tu sĩ khác, văn tự yêu tộc màu xanh xuất hiện trên người hắn, chỉ trong phút chốc đã bao trùm 100 mét. Có ít người biết sát sinh đại thuật trên địa cầu, nhưng ở tu chân giới thì khác. Nếu bị người ta nhận thấy, chỉ sợ sẽ khủng bố hơn hắn có được huyết mạch hồng liên và tạo hóa ấn. Cho nên không phải bất đắc dĩ, hắn sẽ cố gắng không sử dụng sát sinh đại thuật. Nếu sử dụng, nhất định phải vô cùng cẩn thận, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Văn tự của yêu tộc đến chỗ nào, chỗ nam tử tóc bạc, bộ kinh phàm và những đệ tử của Ngạo Nhật Sơn Tông tử vong, có một đám tiểu tinh vực lập tức xuất hiện. Bên trong tinh vực, một đạo quang tuyến bay ra chiếu lên người Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm hơi chấn động, trên kim đan màu bạc, từng đạo hoành văn xuất hiện, khí tức vốn suy yếu của hắn nhanh chóng tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã nghìn giảm. Không lâu sau, tinh vực tán đi hoàn toàn, văn tự màu xanh của yêu tộc nhập vào trong cơ thể Mạc Phàm mở to mắt. Hắn nhìn thoáng qua trong đan điền, tạo hóa kim đan màu bạc lớn hơn trước 3 vòng, ma văn màu bạc ở phía trên rõ hơn nhiều, 9 đạo hoành văn vần quanh kim đan. Nhìn thấy 9 đạo hoành văn này, khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Cuối cùng cũng tới kim đan đỉnh phong. Hắn dừng ở cảnh giới kim đan lâu rồi, thăng lên giáng xuống lại thăng lên, lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy, vẫn chưa tới kim đan đỉnh phong, cuối cùng lần này cũng tới kim đan đỉnh phong, cảnh giới ở kiếp trước. Đến cảnh giới này, tuy chỉ là trên tạo hóa kim đan có thêm vài đạo hoành văn, nhưng những pháp thuật hắn có thể sử dụng ở kiếp trước, đều có thể sử dụng rồi. Ngoài ra đến cảnh giới này, hắn cũng có thể tiếp tục hoàn thiện lực kim đan của mình. Lực kim đan là một thứ khác biệt ở cảnh giới kim đan chỉ có một đạo cửu giai, hay là nói kim đan sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Lực kim đan thì có nhiều loại lực lượng trong kim đan, phần lớn tu sĩ là đan thành nhất pháp. Như vậy cũng không có gì không tốt, tập trung một loại lực lượng đến mức tận cùng, cũng có thể đi trên một con đường thênh thang. Nhưng còn có một con đường khác, đó chính là đan thành đa pháp. Đan thành đa pháp, mỗi khi thành một pháp, trên kim đan sẽ có thêm một đạo thụ văn, giống như cảnh giới kim đan, tối đa là 9 đạo. 9 đạo thụ văn, cũng có ý nghĩa đan thành cửu pháp. Đan thành cửu pháp khó hơn một con đường nhiều. Dù sao một con đường đều phải hao hết lực lượng cả đời của vô số tu sĩ, cũng không có biện pháp đi quá xa. Nhưng người có thể đan thành cửu pháp, mỗi một người đều là cao thủ nổi tiếng trong tiên sử, không có ngoại lệ. Trước đây hắn chỉ nắm giữ 4 loại thuộc tính, thái âm chi lực, thái dương chi lực, hỏa diễm chi lực, lôi điện chi lực. Thái dương chi lực quá yếu, vẫn đang ở trong tầm bổ, cho nên hắn chưa từng sử dụng, không khác gì đan thành tam pháp bán. Hắn đã tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, kế tiếp có thể thử bổ sung ngũ đạo bán còn thiếu. Nhưng hắn nghĩ một lát, liền từ bỏ ý định này.
Đây là con đường tu luyện kế tiếp của hắn, nhưng không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt. Còn 10 ngày nữa là kết thúc hải tuyển của Thần Nông Tông, lấy được vị trí thứ nhất, tiến vào Thần Nông Tông mới là chuyện chính. Đan thành cửu pháp, có thể suy nghĩ tiếp biện pháp sau khi hắn tiến vào Thần Nông Tông. Hắn thu hồi thần thức trong đan điền, dưới chân vừa động, hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện ở dưới chân hắn, nâng hắn đi về phía Thiên Long Thành. Hắn còn chưa bay được xa, tiếng sấm truyền từ phía đối diện tới. Một vùng lôi quang kéo dài thân hình trong không trung, bay nhanh về phía hắn, đến trước người hắn không xa thì dừng lại. Lôi quang tán đi, một yêu thú cao hơn 3 thước, trong mắt lóe lên hung quang xuất hiện trước mặt Mạc Phàm. Yêu thú này giống như lão hổ, 4 cái răng nanh lộ ra bên ngoài, rất giống hổ răng kiếm, nhưng bộ lông đều có màu trắng, còn không ngừng tỏa ra lực lôi điện khiến người ta sởn gai ốc. Trừ chuyện đó ra, một đôi cánh dài 6 mét sinh trưởng trên sườn yêu thú này. Khiến cho yêu thú có cảm giác vô cùng cường hãn, chỉ trong chớp mắt tăng lên một cấp bậc. Yêu thú này bị Mạc Phàm chặn đường, muốn giống lên theo bản năng, nhưng bị lão giả họ Viên ở trên lưng nó đè lại. Tiểu hổ, không được vô lễ. Lúc này yêu thú mới chậm rãi nằm sấp xuống, lão giả họ Viên, Lý Thanh Thành và Mạnh Vô Kỳ từ trên người nó xuống. Mạc công tử, những người đó đâu? Lý Thanh Thành nhìn thoáng qua xung quanh, hỏi. Tuy linh khí ở nơi này bình phục một chút, nhưng vẫn vô cùng hỗn loạn, hơn nữa trên mặt đất giống như từng bị vũ khí bùng nổ, rõ ràng là mới trải qua chiến đấu kịch liệt. 2 người khác chạy mất, những người khác bị ta giết rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên hơi sửng sốt, trong mắt bọn họ lóe lên dị sắc. Nếu không phải bọn họ cảm nhận được Mạc Phàm gặp nguy hiểm tới tính mạng, sẽ không vội vàng chạy tới như vậy. Phải biết rằng Mạc Phàm rơi vào bẫy của đám người, không chỉ có tu sĩ hóa thần, còn có thành viên chân pháp đường của Ngạo Nhật Sơn Tông, tu sĩ hóa thần thì không nói, mỗi thành viên chân pháp đường của Ngạo Nhật Sơn Tông đều là tinh anh. Hơn nữa chân pháp đường vừa ra tay, ít nhất là 6 người một tổ, đủ để giết bất luận kẻ nào dưới hóa thần. Thậm chí chân pháp đường của Ngạo Nhật Sơn Tông còn từng giết một tu sĩ mới tiến vào cảnh giới hóa thần. Người như vậy ám sát Mạc Phàm. 2 người chạy trốn, những người khác đều bị Mạc Phàm giết chết. Chuyện này khiến bọn họ có ảo giác, bọn họ cảm thấy Mạc Phàm đủ mạnh, nhưng thực ra bọn họ sai rồi, Mạc Phàm mạnh hơn bọn họ nghĩ nhiều. Không chỉ Lý Thanh Thành, đôi mắt của lão giả họ Viên nhìn Mạc Phàm cũng lập tức biến từ nhìn xuống thành nhìn thẳng. Tuy lúc trước Mạc Phàm đoạt được Hoa Vĩ Long từ tay Đông Phương Sóc, nhưng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tuy nghịch thủy hàn mạnh, nhưng cách hóa thần xa. Cho nên có thể nói lúc trước Mạc Phàm không có bản lĩnh đối địch tu sĩ hóa thần. Nhưng lần này Mạc Phàm thật sự đánh chạy một tu sĩ hóa thần, cho dù Mạc Phàm dùng phương pháp gì, đều đã khiến ông ta không thể coi thường Mạc Phàm. Mạc công tử chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, nhưng có thể đánh lui một tu sĩ hóa thần, giết chết tu sĩ Nguyên Anh, thật sự khiến người ta bội phục, chúng tôi tới một chuyến vô ích rồi, nhưng Mạc công tử không có chuyện gì là tốt, chúng ta quay về thôi. Trên mặt lão giả họ Viên tràn đầy phức tạp, nói. Mạc công tử đã tới kim đan đỉnh phong sao? Lý Thanh Thành nghe thấy lời lão giả họ Viên nói, lông mày cô nhướn lên, lập tức coi trọng Mạc Phàm hơn vài phần. Cô nhớ rõ lúc mới gặp Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ hoặc trung kỳ. Lúc này mới qua 10 ngày, vậy mà Mạc Phàm đã tới kim đan đỉnh phong. Tuy thăng cảnh giới kim đan không phiền phức như cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mỗi lần tăng phải tích lũy mấy năm thậm chí là 100 năm, tốc độ không thể nhanh đến vậy. Trước đó ta đã tới kim đan đỉnh phong, trên đường tới tu chân giới gặp chuyện ngoài ý muốn, tu vi bị giảm xuống, hôm nay mới khôi phục tu vi lúc trước mà thôi, không đáng để Viên lão bội phục. Mạc Phàm giải thích, lúc hắn đi ra không gặp Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên, giải thích như vậy có thể che giấu sát sinh đại thuật. Nhưng Thanh Thành cô nương và Viên lão sốt ruột chạy tới, sẽ không vô ích. Nếu sau này 2 người có chuyện gì, Mạc Phàm ta có thể giúp mỗi người một lần không phải hoàn trả. Mạc Phàm nói tiếp, 2 người chạy tới đây là một ân tình, tất nhiên hắn sẽ không để bọn họ tới vô ích. Lúc trước hắn hợp tác với Lý Thanh Thành, đó là Thiên Cơ Các, bây giờ là chuyện của lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành, khác nhau hoàn toàn. Trước mắt lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành sáng lên, lập tức khôi phục như thường. Mạc công tử khách sáo rồi. Mạc Phàm có thiên phú như vậy, chỉ cần sống lâu một chút, sớm muộn gì cũng nổi tiếng.
Mạc Phàm đồng ý giúp bọn họ một lần, có khả năng là một cơ duyên đối với bọn họ. Mạc Phàm cười nhạt, không thu hồi những lời mới nói, một tay hắn điểm trong không trung, một hư ảnh xuất hiện trước người hắn. Viên lão, người biết người này không? Trong hư ảnh không phải người khác, đúng là mỹ phụ chạy trốn kia. Mỹ phụ này là ma thú hóa thần kỳ, viên lão là tu sĩ hóa thần, hẳn là biết mỹ phụ này. Hắn sắp rời khỏi Ma Long Tinh, trước khi đi phải tìm hiểu về mỹ phụ này, sau này lại đối phó. Ngươi từng gặp ma phượng sao? Lão giả họ Viên nhướng mày, tò mò hỏi. Đương nhiên ông ta biết mỹ phụ này, ở Ma Long Tinh vốn không có nhiều tu sĩ hóa thần lắm, ma thú hóa thần cũng có mấy con, gần như chưa từng giao tế. Mỹ phụ này là một ma thú thủy phượng tu tới cảnh giới hóa thần, bởi vì dung hợp băng phượng hồn, cho nên thực lực mạnh hơn Đông Phương Sóc không ít. Vì vậy quanh năm Mỹ phụ ở Ma Phượng Cung, còn được xưng là Ma Phượng Cung chủ. Sở dĩ nghịch thủy hàn có thể khiến người người ở Thiên Long Thành sợ hãi, ngoại trừ thực lực của nghịch thủy hàn ra, phần lớn là dựa vào Ma Phượng Cung chủ. Trong hai người vừa chạy trốn, có một người là bà ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Mạc Phàm vừa nói những lời này, trong lòng Lý Thanh Thành và lão giả họ Viên lập tức nổi lên ngàn tầng sóng. Bọn họ vốn tưởng rằng người chạy trốn là Đông Phương Sóc và một tu sĩ Nguyên Anh, không ngờ người chạy trốn khác là Ma Phượng. Chỉ nghĩ một lát, hai người thoải mái hơn. Mạc Phàm giết nghịch Thủy Hàn, nếu Ma Phượng không đối phó Mạc Phàm vậy thì có vấn đề rồi. Nhưng hai tu sĩ hóa thần, Ma Phượng còn mạnh hơn Đông Phương Sóc nhiều, vậy mà hai tu sĩ hóa thần đều bị Mạc Phàm giết bỏ quên giáp mà chạy. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Không có gì. Trên mặt lão giả họ Viên tràn đầy chua xót, nói. Nếu là ông ta bị Ma Phượng và Đông Phương Sóc bao vây tấn công, chắc chắn người chạy trốn là ông ta, mà không phải Ma Phượng và Đông Phương Sóc. Nói cách khác, nếu ông ta trở mặt với Mạc Phàm, chạy trốn cũng chỉ có thể là ông ta. Ma Phượng ở cực Bắc Chi Địa, ở một nơi tên là Ma Phượng Cung, đây là thông tin liên quan tới Ma Phượng. Lý Thanh Thành vô cùng khiếp sợ, lấy một ngọc giản ra đưa cho Mạc Phàm nói. Tuy cô cũng có loại kích động muốn đánh Mạc Phàm một trận, ở trong mắt cô Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ hạ giới, chỉ có chút tiềm lực mà thôi. Nhưng hiện giờ tiềm lực của Mạc Phàm khiến cô hâm mộ muốn chết. Tu sĩ Kim Đan đỉnh phong từ hạ giới tới, vậy mà đánh lui được hai tu sĩ hóa thần ở tu chân giới. Nếu tin tức này lan truyền ra, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Mạc Phàm nhận lấy ngọc giản, hắn nhìn thoáng qua rồi ném vào trong nhẫn chữ vật. Hai người kia vứt bỏ tôn nghiêm của tu sĩ hóa thần để đối phó hắn, lần này hắn không giết được hai người, vậy lần sau giết. Đa tạ Thanh Thành cô nương, chuyện của ta ở Ma Long Tinh đã xong, đa tạ Thanh Thành cô nương chiếu cố, chúng ta thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, ngày khác gặp lại, vô kỳ, chúng ta đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thứ tự hải tuyển đã cập nhật, tàn hồn của Ma Long đã được phong ấn hoàn toàn, thực lực của hắn cũng tới Kim Đan đỉnh phong. Tuy vẫn chưa có tin về Huyền Vũ vạn năm, nhưng đã tới lúc rời đi rồi. Hắn vốn định về Thiên Long Thành đón Mạnh Vô Kỳ, nếu Mạnh Vô Kỳ đã tới đây, vậy thì tạm biệt từ đây. Dạ, công tử. Mạnh Vô Kỳ đi đến bên cạnh Mạc Phàm, cũng nói tạm biệt với lão giả họ Viên và Lý Thanh Thành. Vậy ta chúc Mạc công tử mã đáo thành công trước. Lão giả họ Viên cười khiêm tốn nói. Các tu sĩ ly biệt nhiều lắm, ông ta đã sớm quen rồi. Đợi đã, Mạc công tử, chỗ ta còn có tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm muốn đi, do dự một lát vẫn nói. Hửm, Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút nghi ngờ. Thanh Thành cô nương còn chuyện gì sao? Mạc công tử sắp đến Thanh Hư Sơn đúng không? Lý Thanh Thành hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Thanh Hư Sơn là đại môn phía ngoài cùng của thần Nông Tông. Cũng là nơi 10 người đứng đầu trong hải tuyển nhất định phải tới. Ở trong đây, sẽ tham dự cuộc thi chọn người đứng đầu hải tuyển. Hắn đã đứng thứ 9, không cần tới nơi khác khiêu chiến, chỉ cần đến Thanh Hư Sơn là được. Ta mới nhận được một tin, không phải là Huyền Vũ vạn năm, nhưng mà... Lý Thanh Thành nói một nửa thì dừng lại. Nhưng mà cái gì? Trong mắt Mạc Phàm lộ ra chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi tiếp. Nhưng tin tức này là vạn thọ đan dùng nội đan của Huyền Vũ vạn năm luyện chế ra, không biết Mạc công tử có hứng thú hay không. Lý Thanh Thành nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói,
vì tin tức này là tin ngũ cấp thấp nhất cũng là tu sĩ hóa thần mới có tư cách biết, cho nên cô không định nói cho Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm có thể đánh lui cả tu sĩ hóa thần, không phải hóa thần nhưng hơn hẳn hóa thần. Vạn thọ đan sao? Vẻ mặt Mạc Phàm khiếp sợ, trong mắt xuất hiện vui mừng sợ hãi. Hắn đến đây 10 ngày, nhưng không đợi được tin về huyền vũ vạn năm, không ngờ lại có tin về vạn thọ đan. Cho dù hắn lấy được nội đan của huyền vũ vạn năm, muốn tìm kiếm dược liệu phụ trợ khác, cũng cần lượng lớn thời gian. Nếu có vạn thọ đan, hắn không cần tốn thời gian và tinh lực đi luyện chế. Ở đâu thế? Mạc Phàm hơi kích động hỏi. Ở ngay Thanh Hư Sơn nơi Mạc công tử sắp đi, nhưng vạn thọ đan này không dễ lấy như vậy, chỉ riêng giá tin tức đã là số lượng không nhỏ. Trên mặt Lý Thanh Thành lộ vẻ khó xử, nói. Mạc Phàm nhận tin ở tầng thứ 3 thiên cơ các, đã phải trả một kiện linh khí. Tin tức tầng 5, giá trị có thể nghĩ được. Đây chỉ là phí tổn xem tin tức, thứ này so với linh thạch cần mua vạn thọ đan, quả thực như chín châu mất một sợi lông, căn bản không đáng nhắc tới. Không phải người bình thường không mua nổi, mà vốn dĩ không dám nghĩ tới. Phải biết rằng đó là vạn thọ đan, ăn thứ này sẽ có được vạn năm tuổi thọ. Ở tu chân giới, có không biết bao nhiêu tu sĩ vì không đủ tuổi thọ, dừng lại ở một cảnh giới nào đó, cuối cùng tan thành mây khói. Chuyện này thì ta biết, đa tạ Thanh Thành cô nương đã cho ta biết. Mạc Phàm ôm quyền với Lý Thanh Thành. Chính hắn cũng luyện chế không ít vạn thọ đan, tất nhiên biết giá của vạn thọ đan. Cho dù là ở Thanh Hư Sơn trước cửa thần Nông Tông, cũng là có tiền mà không mua được, bởi vì không có nhiều tuổi thọ mà rất nhiều tu sĩ đang mắc kẹt ở bình cảnh. Đan dược như vạn thọ đan được ném ra, không ít lão quái vật phải giành tới tay bằng bất cứ giá nào. Hiện giờ trên người hắn ngoại trừ ngọc kiếm vô phong trong thức hải ra, thì không có một thứ so được với vạn thọ đan. Mệnh kiếm và cửu tinh đều không được, dù sao hai linh khí này đều chỉ có ở quỷ ảnh nhất tộc và tạo hóa môn, không được quỷ ảnh nhất tộc tán thành, không có uy lực của lực tạo hóa thì không khác gì linh khí bình thường. Vậy chúc Mạc công tử giành được vị trí thứ nhất, thành công tiến vào thần Nông Tông. Lý Thanh Thành thấy Mạc Phàm có hứng thú với tin tức này, thì cũng vui vẻ, cô ôm quyền nói. Mạc Phàm khẽ gật đầu, không nói gì nữa, dẫm lên hỏa phượng hoàng bay về thành thị có truyền tống trận ở gần đó với Mạnh Vô Kỳ. Hải tuyển cuối cùng của thần Nông Tông ở Thanh Hư Sơn, vạn thọ đan cũng ở Thanh Hư Sơn, vậy càng phải nhanh chóng tới Thanh Hư Sơn. 3 ngày sau, hào quang trên truyền tống trận ở Thanh Hư Sơn sáng lên, rồi lập tức thu lại, Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đi từ trong ra. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang, nhìn về phía Thanh Hư Sơn. Cả Thanh Hư Sơn là một tinh cầu như vương tọa, trôi nổi trong vũ trụ. Núi như vậy có tổng cộng 4 tòa, ngoại trừ Thanh Hư Sơn ra, còn có Tử Hư Sơn, Di Hư Sơn và Linh Hư Sơn. Nghe nói 4 ngọn núi này vốn là một tòa kim thạch không phải Linh Sơn, trôi nổi ở hỗn độn chi địa, sau đó một tiền bối của thần Nông Tông đạt được, chia ra làm 4, đặt ở tứ phương thần Nông Tông, thành 4 môn hộ của thần Nông Tông. Tuy hình dạng hơi kỳ lạ, nhưng Thanh Hư Sơn một trong 4 môn hộ tương tự như địa cầu. Vị trí vương tọa là một tòa thành trì, thành thị ở Thanh Hư Sơn tên là Thanh Thành, chỗ tựa lưng của vương là đại môn thông tới thần Nông Tông. Muốn ra vào thần Nông Tông, nhất định phải thông qua 4 cánh cổng này. Kiếp trước hắn từ Tử Hư Sơn tiến vào thần Nông Tông, nhưng hắn cũng ra vào Thanh Hư Sơn vô số lần, cho nên rất quen thuộc với này. Hắn mới ra khỏi truyền tống trận, thì thấy không ít đệ tử của thần Nông Tông tuần tra qua lại. Nơi này là đại môn của thần Nông Tông, thủ vệ không còn là người của quân đình, mà là tu sĩ của thần Nông Tông. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt hắn lập tức xuất hiện chút cảm xúc. Trải qua trắc trở, cuối cùng hắn lại về thần Nông Tông. Công tử, tòa thá đơn này lớn thật. Mạnh Vô Kỳ đi từ trong truyền tống trận ra, liếc mắt một cái là thành thị không thấy ranh giới, cảm thán nói. Anh ta sinh ra ở tu chân giới, đi cùng Mạc Phàm từ Liệt Dương Tinh xuyên qua mấy chục tinh cầu tới đây, cho dù có chút tri thức, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy thành thị lớn như vậy. Đây chỉ là bên ngoài của thần Nông Tông. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thanh Thành chỉ là môn hộ mà thôi, vào trong đại môn, đi qua thông thiên lộ, Mạnh Vô Kỳ sẽ biết cái gì mới là đại. Chúng ta tìm một nơi ở trước sao? Mạnh Vô Kỳ hơi líu lưỡi, hỏi. Không cần phiền phức như vậy.
Mạc Phàm lấy lệnh bài đứng thứ 9 hải tuyển của hắn ra, đưa cho một đệ tử của Thần Nông Tông ở gần truyền tống trận. Tôi là Mạc Phàm đứng thứ 9. Bên cạnh, không ít đệ tử của Thần Nông Tông liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, giống như không nghe thấy, cũng không nhúc nhích. Bình thường có rất nhiều người lui tới truyền tống trận, tuy bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn của Thần Nông Tông, nhưng địa vị cao hơn không ít tu sĩ. Dù sao bọn họ cũng là đệ tử ngoại môn của Thần Nông Tông, có không biết bao nhiêu người tranh rách đầu cũng không được như bọn họ. Cho nên bọn họ ít khi để ý tới người lui tới. Cho dù Mạc Phàm thật sự là người đứng thứ 9, cũng chỉ là tạm thời, mấy ngày hôm trước còn có người đứng thứ 3, nhưng hiện giờ người kia đã chết, càng không nói tới người thứ 9. Cho nên bọn họ không cần để ý tới Mạc Phàm. Chỉ có một đệ tử của Thần Nông Tông hơi gầy yếu, nhút nhát đi tới, nho nhã lễ độ cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc công tử đợi một lát, dựa theo trình tự, ta phải xác nhận lệnh bài của công tử một chút, hy vọng Mạc công tử bỏ qua cho. Không sao, người đi xác nhận đi. Mạc Phàm không để ý lắm nói. Đệ tử của Thần Nông Tông cầm ngọc bài của Mạc Phàm, vội vàng chạy tới một phòng cách đó không xa. Chỉ trong phút chốc, một nam tử đứng đầu đội đi theo đệ tử ngoại môn kia ra. Bái kiến Mạc công tử, đây là lệnh bài của ngươi, mời ngươi đi theo ta, chỗ ở của hai người đã được sắp xếp rồi. Ban tử đứng đầu này trả lại lệnh bài, một tay vươn ra làm tư thế mời. Được. Mạc Phàm cất lệnh bài, gật đầu nói. Dựa theo lệ thường của Thần Nông Tông, hải tuyển có quy mô như vậy, 10 người đứng đầu sẽ được an bài ở đấu cung. Thứ nhất, trận pháp trong đấu cung rất nghiêm ngặt, có thể để tuyển thủ dự thi khác khiêu chiến vị trí top 10 bất cứ lúc nào, mà không tạo thành phá hoại đối với Thanh Hư Thành. Ngoài ra an trí ở đấu cung, cũng tránh để đi khắp nơi tìm 10 người đứng đầu, lãng phí thời gian. Cho nên bọn họ không cần phải tìm nơi ở. Hắn mới đi được hai bước thì dừng lại, lấy một bình ngọc ném cho đệ tử ngoại môn kia. Bình niết bàn đan này cho ngươi. Đệ tử ngoại môn kia cầm bình ngọc, vẻ mặt lập tức sửng sốt, xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ và tiếc hận. Niết bàn đan, tuy không phải là đan dược cực phẩm, nhưng cũng là đan dược thượng phẩm, giá trị xa xỉ. Một câu đạt được lọ niết bàn đan, sớm biết sẽ như vậy bọn họ đã đi làm. Nam tử kia dẫn Mạc Phàm và Mạnh Vô Kỳ đi tới trước quang môn, lấy một lệnh bài ra đặt lên trên, quang môn mở ra. Mời Mạc công tử vào trong, thứ này sẽ dẫn chúng ta tới nơi hai người ở. Mạc Phàm cười nhạt, đi vào trong quang môn. Quang môn này tương tự như thang máy ở địa cầu, nhưng không phải thông tới tầng cao hoặc dưới đất, mà thông tới quang môn gần đó, không khác gì truyền tống trận loại nhỏ. Dù sao Thanh Thành rộng như địa cầu, bất luận là sức của đôi chân hay linh thú đều cần không ít thời gian, cho nên không ít đại thành đều có loại quang môn này, chậm hơn truyền tống trận, nhưng nhanh hơn các công cụ truyền tống khác nhiều, còn rất đơn giản. Ba người đi vào, cảnh sắc xung quanh lập tức lướt qua, khiến Mạnh Vô Kỳ lại líu lưỡi. Nam tử kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái với vẻ khác thường, nói. Mạc công tử tới rất đúng lúc, nếu Mạc công tử không tới, có lẽ vị trí của ngươi bị người dưới chiếm mất. À, sao thế? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Chuyện này, nam tử kia do dự một lát, vẫn mở miệng. Đấu cung Lâm Sơn mà đứng, có tổng cộng 10 cung, mỗi cung đều có một trụ sở. Dựa theo quy củ, người đứng đầu ở đệ nhất cung trên đỉnh núi, 9 vị trí còn lại thì ở phía dưới. Nhưng vì Mạc Phàm mãi chưa tới, người thứ 10 liền vào ở đệ cửu cung của Mạc Phàm, mà người thứ 11 lại ở trong đệ thập cung. Hai người xem như lấp vào vị trí thứ 9 của Mạc Phàm, từ 10 biến thành 9, phía dưới lại đẩy như thế. Bởi vì Mạc Phàm vẫn không xuất hiện, cho nên không có ai ngăn cản. Vậy à, ta biết rồi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Lúc này hắn mới tới Thanh Hư Sơn, đã có người chọc tới đầu hắn rồi. Đợi đến đấu cung, ta sẽ bảo đối phương chuyển khỏi cung điện của ngươi, mong Mạc công tử yên tâm. Nam tử kia nói. Không cần. Chuyện này để ta tự giải quyết. Mạc Phàm cười nhạt nói. Người không phạm hắn, hắn không phạm người, đã có người dẫm lên đầu hắn, sao hắn có thể không ra tay với những người này? Không lâu sau, bọn họ đi từ trong một quang môn khác ra, đến trước đấu cung. Tòa nhà theo kiểu cung điện, có tổng cộng 10 tòa, phía trước mỗi tòa đều có sân không bé, dùng để khiêu chiến, phía trên có người của Thần Nông Tông và Thiên Cơ Các duy trì. Đấu cung lúc này, trước mỗi cung đều tụ tập không ít người, thỉnh thoảng có người khiêu chiến các cung,
đến lúc này thành công rất ít, thất bại tương đối nhiều. Bọn họ vừa tới trước cửa cung, một người trên trăm lỗ máu bay từ đệ thập cung ra, ngã mạnh xuống đất hôn mê tại chỗ. Không ít người đưa mắt nhìn nhau. Người này ra tay cũng quá ác độc rồi. Có người nuốt nước bọt nói. Thương tổn nặng như vậy, ở Thanh Hư Sơn sẽ không chết, nhưng không chỉ ảnh hưởng tới tu vi, cũng cần tu dưỡng một thời gian. Đệ thập cung còn tạm, người không thấy mấy đấu cung khác từ đệ cửu cung trở lên đâu, người khiêu chiến có không biết bao nhiêu người chết, mà không thể đánh hạ được. Một người khác nói. Chuyện này, người còn muốn khiêu chiến tiếp không? Thôi, ta không định đi tìm chết. 10 người này tỏa trấn thập cung đã rất nhiều ngày, đến bây giờ chưa một ai có thể khiêu chiến thành công, đủ để thấy đối thủ mạnh cỡ nào. Thay vì tìm đường chết, còn không bằng lý trí một chút từ bỏ, ít nhất không phải đi khiêu chiến lúc này, đợi hải tuyển gần kết thúc, lại đi khiêu chiến cũng không muộn. Xung quanh tràn đầy tiếng bàn luận, không một ai đi lên. Trong đám người, nam tử dẫn đường nhìn thoáng qua người bị ném, anh ta xác nhận lại. Mạc công tử, hay là ta đi đến cửu cung, bảo người kia. Không cần, người ở đây đợi ta một lát. Mạc Phàm lắc đầu, nói với Mạnh Vô Kỳ. Dạ, Mạc công tử. Mạc Phàm nheo mắt lại, không đi tới đệ cửu cung, trái lại tới đệ thập cung. Mạc Phàm vừa đi vào đại môn của đấu cung, không ít người lập tức nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử này là ai, không muốn sống nữa à, không thấy người vừa rồi sao? Có người liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh thường, nói. Mạc Phàm nhìn chưa tới 20 tuổi, thực lực có thể mạnh tới đâu? Tiểu tử, tới đây thế nào thì quay về thế đó, nếu không có lẽ ngươi không thể quay về rồi. Có người khiêu khích châm chọc nói. Người ở đây đều tới vì top 10, thậm chí là vị trí số 1, nhưng số 1 chỉ có 1, mà top 10 cũng chỉ có 10, mà mạng thì chỉ có 1. Người trẻ tuổi, đừng kích động, người xem mấy trận trước rồi đi lên cũng không muộn. Một lão giả tóc hoa râm khuyên. Người ở đây đều trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc, không có ai là kẻ yếu. Mạc Phàm còn trẻ tuổi đã đi tới bước này, thiên phú xem như không tệ, thua ở đây thật sự không sáng suốt. Mạc Phàm quay đầu liếc lão giả này một cái, cười nhạt. Đối phó đệ thập cung mà thôi, không có vấn đề gì. Hắn vừa nói xong, xung quanh lập tức im bặt. Đệ thập cung mà thôi, nếu đệ thập cung dễ đối phó như vậy, bọn họ sẽ không đợi ở ngoài cung, mà di chuyển vào trong đấu cung rồi. Không biết tự lượng sức mình, để cậu ta đi chết thì hơn. Không ít người tức giận nói. Bọn họ tốt bụng khuyên Mạc Phàm luyến tiếc sinh mệnh, Mạc Phàm lại không cảm kích, Mạc Phàm rất đáng chết. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, hắn đi lên 10 bậc, tiến vào đấu cung, đi lên sân đấu. Trên sân đấu ngoại trừ một nam tử trung niên của Thần Nông Tông và lão giả của Thiên Cơ Các gia, còn có một nam tử tóc tai bù xù ngồi khoanh chân trên đất. Nam tử này mặc trang phục võ sĩ rộng thùng thình, gương mặt trắng nõn coi như anh tuấn, nhưng trong mắt tràn đầy tà khí, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Trong tay nam tử là một thanh trường đao màu bạc, tương tự đao thời đường, nhưng dài hơn đao thời đường một chút. Thấy Mạc Phàm đi lên đài đấu, nam tử hơi nhếch miệng lên, lộ ra tươi cười dữ dằn. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ đâu, đệ thập cung mà thôi, hẳn là vừa rồi ngươi không thấy tiểu tử mới bay ra ngoài kia đúng không? Thấy được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy ngươi còn tới, lá gan không nhỏ, thôi, báo tên chữ ra, đao của ta không giết hạng người vô danh. Nam tử cười âm hiểm, chậm rãi đứng dậy. Tên của ta ngươi không cần biết, bắt đầu đi. Mạc Phàm lấy lệnh bài ra, ném về phía lão giả Thiên Cơ Các đứng một bên. Đây là lệnh bài của ta. Nếu ngươi đã biết quy củ, vậy không cần ta nhiều lời, hai người bắt đầu đi, nếu thực lực không đủ, có thể đầu hàng, chỉ cần chúng ta nghe thấy câu đó, sẽ ngăn cản lại. Lão giả kia liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, nhắc nhở một câu, dưới chân hai người vừa động, sân xuất hiện. Mạc Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn vươn một tay ra, cửu tinh xuất hiện trong tay hắn. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh. Có chút thú vị. Nam tử kia cười khẽ, rút trường đao trong tay ra, duỗi về một phía. Theo đường đao vũ động, rõ ràng động tác không nhanh, nhưng khiến thanh đao trong tay anh ta để lại liên tiếp đao ảnh. Rõ ràng chỉ là tư thế rút đao, Mạc Phàm không có cảm giác gì, nhưng người bên ngoài lại thấy rõ ràng. Không chỉ trên đỉnh đầu Mạc Phàm trôi nổi vài đao khí vĩ đại,
xung quanh Mạc Phàm lập tức bị đao khí dày đặc vần quanh. Tiểu tử này xong đời rồi. Có người lắc đầu nói. Đao khí của người này mạnh tới nước này, còn ẩn nấp làm người ta không thể phát hiện, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Người toàn thân đầy lỗ máu vừa rồi, là bị người chơi đao này dùng một đao đánh bị thương, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Bên ngoài sân đấu, nam tử của Thần Nông Tông và lão giả tóc bạc của Thiên Cơ Các đều lắc đầu. Nam tử kia cũng hơi nhếch miệng cười tà mị, đột nhiên trường đao như một đạo laser đâm về phía Mạc Phàm. Thiên Hạc Vạn Sát. Anh ta vừa động, tất cả đao khí cũng động theo, toàn bộ đều đâm về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy những đao khí này. Mời hai vị lui ra xa một chút, nếu không thương tổn tới hai vị thì không hay lắm đâu. Mạc Phàm nói với lão giả Thiên Cơ Các và nam tử của Thần Nông Tông. Hai người nhíu mày, tuy không rõ ý của Mạc Phàm nhưng vẫn lùi ra xa. Mạc Phàm vung tay, cửu tinh bay lên giữa không trung. Ồ ập ể á ố ể, đồng thời linh khí tràn đầy trong cơ thể hắn đột nhiên ngoại phóng, giống như nước biển dậy sóng. Cự kiếm kình thiên lần lượt xuất hiện xung quanh cửu tinh, mỗi một cự kiếm đều dài 20-30 thước, chỉ trong chớp mắt đã có ở khắp trên không đệ thập cung. Không chỉ như vậy, kiếm ý khổng lồ khiến tim người ta đập nhanh xuất hiện. Bất luận là bên ngoài đấu cung, hay là người ở đấu cung khác đều thay đổi sắc mặt, nhìn về phía đấu cung chỗ Mạc Phàm. Tham gia hải tuyển đều là tu sĩ kim đan, cảnh giới này mà có linh khí cường đại như vậy, rất không đơn giản. Không chỉ bọn họ, tươi cười trên mặt nam tử dùng đao cũng cứng đờ. Anh ta nhìn nhầm rồi, Mạc Phàm rất mạnh. Nhưng mà... Tiểu tử, ngươi ra tay muộn rồi. Nam tử cười lạnh lùng, trường đao trong tay đã tới trước người Mạc Phàm. Tất cả đao khí như hải nạp bách xuyên, nhập vào trong bả đao trên tay nam tử kia, ánh đao nhoáng lên một cái. Đao khí ngưng tụ tới mức tận cùng gần như muốn mở đường toàn bộ đâm về phía tim Mạc Phàm. Muộn sao, đối phó ngươi không bao giờ là muộn. Mạc Phàm lắc đầu, một tay nhanh như tia chớp nắm lấy thanh trường đao kia. Nam tử thấy Mạc Phàm dùng tay không nắm lấy trường đao của anh ta, thì cười khinh thường. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ai ngờ chỉ là mãng phu, bỏ kiếm không cần, trái lại dùng tay nắm lấy đao của anh ta. Tiểu tử! Người có thể đi chết đi. Ánh đao nhoáng lên một cái, mang theo đao phong sắc bén tới trước người Mạc Phàm. Hửm. Mắt nam tử kia mở to, vẻ mặt sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tay Mạc Phàm. Tuy trường đao trong tay anh ta không phải là linh khí, nhưng trải qua nhiều năm anh ta ôn dưỡng, tế luyện, đã tâm ý tương thông với anh ta, uy lực có thể so được với linh khí. Cộng thêm đao khí vô cùng sắc bén của anh ta, cho dù là thần thể cũng không dám đón lấy dễ dàng. Nhưng một kiếm này của anh ta lại bị Mạc Phàm nắm chặt. Sao ngươi làm? Nam tử vô cùng khiếp sợ nói. Anh ta còn chưa nói hết, tay Mạc Phàm chấn động. Răng rắc, âm thanh bình bạc bị nghiền nát vang lên, trường đao trong tay nam tử và đao khí sắc bén cùng bị gãy từng đoạn. Đến lượt ta rồi. Mạc Phàm một mình một kiếm bước lên trước, nắm lấy cổ nam tử kia, lực đạo trên tay hơi mạnh hơn. Dầm, một tiếng thật lớn, gió như bão lan ra xung quanh, bỗng nhiên trận pháp trên đấu cung sáng lên, ngăn cản cơn gió sắc bén lại, lúc này mới không để đấu cung bị ảnh hưởng. Nhưng sân dưới chân Mạc Phàm và nam tử kia do khối vàng tinh chất tạo ra, từng đạo vết rạn xuất hiện. Giữa vết rạn, nam tử bị Mạc Phàm ấn vào bên trong kim khí, ngất xỉu tại chỗ. Đơn giản, lưu loát. Vừa rồi đấu cung còn vô cùng náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt đã yên tĩnh lại. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Bọn họ vốn tưởng rằng Mạc Phàm chỉ là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ai biết Mạc Phàm mạnh như thế. Nam tử dùng đao này nghênh đón không ít người khiêu chiến ở đệ thập cung, chưa từng bại bởi một ai, đa số đều bị một đao đánh bại, thực lực mạnh được lộ rõ. Nhưng ở dưới một chiêu của Mạc Phàm thì bị nát kiếm, một chiêu đã hôn mê, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Đệ thập cung thật sự không có khó khăn gì với tiểu tử này. Có người nuốt nước bọt nói. Vừa rồi khi Mạc Phàm nói câu đó, bọn họ vốn dĩ không để ở trong lòng, hiện giờ bọn họ đã tin, quả thật là như vậy. Nếu không phải trước đó nam tử dùng đao đánh bại không ít người, bọn họ đã không tin nam tử dùng đao mạnh như thế. Người vừa mở miệng nhục nhã Mạc Phàm, lúc này sắc mặt khó coi hơn những người khác. Chuyện này cũng quá nhanh rồi, hai chiêu.
Mạc Phàm đã có thể ngồi ở đệ thập cung trong đấu cung. Ngay cả sắc mặt đệ tử thần Nông Tông và lão giả Thiên Cơ Các cũng thay đổi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Anh ta ngất đi rồi, ta thắng đúng không? Mạc Phàm buông nam tử kia ra, chậm rãi đứng dậy hỏi lão giả Thiên Cơ Các. Ngươi thắng rồi. Lão giả Thiên Cơ Các không do dự nói. Người dùng đao bị thương tổn thành như vậy, không thể nghi ngờ là Mạc Phàm thắng. Mạc Phàm vung tay lên, nam tử kia bay ra ngoài như diều đứt dây. Mạc công tử, bây giờ đệ thập cung là của ngươi. Lão giả lấy lệnh bài màu đỏ sẫm ra, lệnh bài này và cả lệnh bài của Mạc Phàm cùng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm để lệnh bài của mình vào trong nhẫn chữ vật, lệnh bài đệ thập cung được hắn cầm trong tay. Hắn không có ý dừng lại ở đệ thập cung, trái lại bước 10 bước tiếp, đứng ở cửa đệ cửu cung. Trong mắt hắn lóe sáng sắc bén, nhìn thoáng qua đệ cửu cung. Trong đệ cửu cung, một nam tử khôi ngô tuấn tú, gương mặt cuồng dã thấy Mạc Phàm dừng lại, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Tiểu tử, ngươi muốn thử khiêu chiến ta à? Mạc Phàm không để ý tới nam tử này, một chút linh khí rót vào trong lệnh bài đệ thập cung, trận pháp phòng hộ của đệ thập cung lập tức mở ra. Cùng lúc đó, kiếm khí trên bầu trời được Mạc Phàm ngưng tụ ra lúc trước như mưa rơi, bỗng nhiên rơi lên trên đệ thập cung. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, vừa rồi đệ thập cung còn vô cùng xa hoa, dưới kiếm khí khổng lồ của Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc đã biến thành một vùng tường đổ. Mọi người lại ngây ngốc, vẻ mặt khó hiểu nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm hao phí linh khí ngưng tụ nhiều khí binh như vậy, không đối phó đao khách kia, trái lại phá hỏng đấu cung. Mạc công tử, ngươi làm gì vậy? Trên bầu trời, nam tử trung niên của thần Nông Tông hơi nhíu mày nói. Tuy đấu cung này không phải sản nghiệp của thần Nông Tông bọn họ, nhưng là bọn họ thuê, bị hủy đi như vậy, bọn họ sẽ phải trả không ít linh thạch. Lát nữa sẽ có người lấy linh thạch ra sửa chữa. Mạc Phàm không thèm nhìn đệ tử thần Nông Tông, nói. Hắn nói xong thì đi tiếp về phía trước, đi tới cửa đệ bát cung, rồi xoay người tiến vào. Mọi người thấy Mạc Phàm đi vào đệ bát cung, lông mày nhíu chặt hơn. Tiểu tử này muốn làm gì thế? Chẳng lẽ muốn một đường khiêu chiến tới đệ nhất cung? Đệ bát cung, một mỹ nữ ngồi trên đệm lót, Mạc Hồng Y thấy Mạc Phàm đi tới, lông mày cô nhíu lại nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hồng Nhu sư tỷ, nhất cung này là của ngươi, ta chỉ định thắng bại với sư tỷ bằng một chiêu, sư tỷ và ta đều am hiểu hỏa diễm. Vậy thì nghịch lửa đi. Mạc Phàm nhìn nữ tử Mạc Hồng Y này, ánh mắt nhu hòa nói. Vị mỹ nữ này tên Lã Hồng Nhu, bởi vì cô và Vọng Cơ sư huynh cùng thông qua hải tuyển tiến vào thần Nông Tông, bái một vị sư thúc của hắn chuyên tu luyện đan thuật, cho nên có quan hệ rất tốt với Vọng Cơ sư huynh. Cho dù sau khi Vọng Cơ sư huynh bị phế, những người khác đều cách xa ngàn dặm, chỉ có Hồng Nhu sư tỷ luôn mang rượu và đồ nhắm tới thăm. Cho nên tuy quan hệ giữa hắn và Hồng Nhu sư tỷ không bằng với Vọng Cơ sư huynh, nhưng cũng tính là không tệ. Ngươi quen ta à? Lã Hồng Nhu nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Đây là lần đầu tiên cô gặp Mạc Phàm, chắc chắn không quen biết. Trên danh sách của Thiên Cơ Các, tổ hợp tam ly thạch hỏa và ngũ hợp mộc hỏa của Hồng Nhu sư tỷ rất kỳ lạ, xem nhiều vài lần nên nhớ kỹ. Mạc Phàm cười nhạt, giải thích. Vậy à? Lúc này lông mày Lã Hồng Nhu mới giãn ra, cảnh giác ở trong mắt lại dày đặc thêm vài phần. Mạc Phàm còn ít tuổi hơn cô, nhưng khí tức trên người không kém cô chút nào, nhất là khí tức kỳ lạ bí hiểm trên người Mạc Phàm, càng khiến cô có chút không đoán ra được. Có thể, một chiêu định thắng bại, ta thua, đệ bát cung này là của ngươi. Lã Hồng Nhu nghĩ một lát, vẫn nói, Hồng Nhu sư tỷ, mời. Mạc Phàm vươn một tay ra, rất có thân sĩ làm tư thế mời. Lã Hồng Nhu nhíu mày, không nói gì thêm, hai tay cô vươn ra, hai luồng hỏa diễm xuất hiện trong tay cô. Hai luồng hỏa diễm này, một đám màu vàng, có hình dạng như một ngọn núi nhỏ, một đám khác thì màu lục, tự ngưng tụ thành hình cái cây nhỏ. Hình dạng hơi kỳ lạ một chút, nhưng hai luồng hỏa diễm này vừa xuất hiện, khí tức hỏa diễm trầm trọng, khiến tâm hồn người ta sao động lập tức xuất hiện. Hai luồng hỏa diễm này mỗi bên có một trách nhiệm, một bên trấn áp cơ thể người ta. Bên còn lại thì thiêu đốt tâm hồn người ta. Bốp, hai tay Lã Hồng Nhu tạo thành hình chữ thập. Bùm, hai luồng hỏa diễm hóa thành một, từ giữa hai tay cô phóng lên trời, hóa thành một đóa liên hoa màu xanh, trôi nổi trên đỉnh đầu cô.
Thanh Liên tịnh thế. Lão Hồng Nhu khẽ quát, liên hoa nhanh chóng nở rộ, một đạo than quang bắn ra từ giữa Thanh Liên duyên dáng yêu kiều, bắn thẳng về phía Mạc Phàm. Thanh quang này vừa bắn ra, lực hỏa diễm khiến người ta không thở nổi lập tức bao phủ bốn phía, giống như trước khi núi lửa bùng nổ. Ở phía đối diện, Mạc Phàm nhìn cột sáng bắn tới, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Tam ly thạch hỏa và ngũ hợp mộc hỏa đều là hỏa diễm thượng đẳng trong chân hỏa, mỗi một loại đều có uy lực không tầm thường, không so được với chân hỏa của hắn. Nhưng dung hợp hai loại này với nhau, uy lực sẽ mạnh hơn chân hỏa của hắn nhiều. Không đợi cột sáng bắn lên người hắn, một tay hắn đặt trước người, một chiếc khiên hình tròn màu đen chắn trước người hắn. Cột sáng chiếu lên tấm khiên lập tức bắt đầu xoay tròn, khó khăn lắm mới cản được cột sáng, nhưng tấm khiên nhanh chóng nhỏ đi dưới cột sáng. Ngươi sắp thua rồi, thái âm chi khí trình độ này vô dụng với ta. Trong mắt Lã Hồng Nhu lộ ra chút dị sắc, nói. Thái âm chi khí có thể khắc chế vạn vật, nhưng rất khó luyện hóa, nếu không có công pháp, thể chất thích hợp, luyện hóa cũng không có nhiều uy lực. Ta không ngăn được hỏa diễm của sư tỷ, nhưng sư tỷ cũng nhìn của ta xem. Mạc Phàm không sốt ruột, mắt hắn nhắm lại rồi mở ra, hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện trong mắt hắn. Nhưng chỉ ở xung quanh mắt, nhưng không có phóng thích. Hắn có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa, cũng có thể thu hồi lại, nhưng cho dù chỉ là một chút cũng có thể tạo ra thương tổn trên thần hồn của Hồng Nhu sư tỷ, cho nên nhìn là được rồi, không cần phải phóng ra. Hồng liên nghiệp hỏa vừa xuất hiện, không có uy áp như hỏa diễm trong tay lão Hồng Nhu, nhưng khiến không ít người ở đây sửng sốt. Hồng liên nghiệp hỏa, người có huyết mạch hồng liên. Có người lập tức nói. Hồng liên nghiệp hỏa có thể gợi nghiệp lực của mỗi người, hơn nữa loại hỏa diễm này chỉ có người có huyết mạch hồng liên mới có được. Chuyện này gần như là thưởng thức, rất nhiều người đều biết, nhưng không thể phân biệt được. Chẳng trách tiểu tử này lợi hại như vậy, hóa ra là người có huyết mạch hồng liên. Có người hiểu ra nói. Huyết mạch hồng liên là huyết mạch thần tộc thời thượng cổ. Mỗi một người chỉ cần có thể sống lâu đều là cường giả nổi tiếng. Lúc kinh ngạc, trong mắt không ít người cũng lộ ra tham lam. Phải biết rằng huyết mạch hồng liên là huyết mạch thần tộc thời thượng cổ, có rất nhiều diệu dụng và thần thông, nếu bọn họ có được huyết mạch hồng liên, chỉ dựa vào thứ này, cũng có thể lấy được vị trí riêng trong đấu cung. Nếu có được, lão Hồng Nhu nhướng mày, hai tay chậm rãi buông xuống, đóa liên hoa trên đỉnh đầu cô cũng tản ra theo. Hỏa diễm quay trở về hình dạng tiểu sơn và cái cây nhỏ, biến mất trong lòng bàn tay cô. Ta không ngăn được hồng liên nghiệp hỏa. Lão Hồng Nhu nói. Cô chỉ ngăn được hồng liên nghiệp hỏa một lát, tuyệt đối không chắn được bao lâu. Nếu Mạc Phàm đoạt huyết mạch hồng liên có lẽ còn có hy vọng, người như vậy không thể sử dụng được hồng liên nghiệp hỏa lâu lắm, rõ ràng Mạc Phàm không phải. Vậy chúng ta hòa nhau, thế nào, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm tán tấm khiên màu đen trước người hắn, cười khẽ nói. Có thể, nhưng mà ngươi phải cẩn thận rồi. Lã Hồng Nhu nhíu mày, gật đầu nhắc nhở. Mạc Phàm để lộ tin huyết mạch hồng liên của mình, nếu Mạc Phàm vào thần nông tông thì không sao, có thần nông tông bảo vệ, những người khác không dám làm gì Mạc Phàm. Nhưng nếu Mạc Phàm không thể vào thần nông tông, hắn sẽ trở thành đối tượng bị vô số người săn giết. Theo cô biết. Có không ít tổ chức săn giết người như Mạc Phàm mà sống. Bị những người đó nhìn chăm chú, hiếm người có thể thoát được. Đa tạ Hồng Nhu sư tỷ nhắc nhở. Mạc Phàm cười, xoay người rời khỏi đệ bát cung. Hắn không tiếp tục lên trên, trái lại đi xuống dưới, vào đệ cửu cung trong đấu cung. Đại hán thô kệch kia thấy Mạc Phàm đi đến thì nhíu mày, trong mắt hiện lên bất thiện. Tiểu tử, ngươi còn muốn đệ cửu cung của ta sao? Ngươi đứng thứ mấy ở hải tuyển của thần nông tông, ngươi đã ở cung này bao lâu rồi? Mạc Phàm không trả lời đại hán, trái lại hỏi. Sao thế, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Đại hán thô kệch nheo mắt, nói. Ta là Mạc Phàm, người đứng thứ 9 hải tuyển của thần nông tông, dựa theo quy định, cung này là của ta, nhưng bị ngươi chiếm lâu như vậy, ngươi tự mình cút, hay là để ta đuổi ngươi cút? Đúng rồi, đệ thập cung đã bị ta hủy, không thể sử dụng được nữa. Hơn nữa lệnh bài cũng ở trên tay ta, nếu ngươi tự mình cút, đệ thập cung cũng không có biện pháp cho ngươi đi vào. Vẻ mặt Mạc Phàm lãnh khốc nói. Khi nói chuyện, một tay hắn vươn ra. Keng, cửu tinh ở trong không trung không được hắn thu hồi bay vào tay hắn, phát ra âm thanh kim khí va vào nhau. Trên cửu tinh lóe sáng kiếm quang, tỏa ra sắc bén.
Mạc Phàm vừa nói những lời này, không ít người ở xung quanh lập tức giật mình. Cậu ta là người đứng thứ 9, nhưng vẫn luôn không xuất hiện đó sao? Chẳng trách Mạc Phàm hủy đệ thập cung trước, sau đó lại tới đệ bát cung, không phải vì chuyện gì khác, chính vì báo thù chuyện đấu cung của mình bị cướp. Là ngươi sao? Vẻ mặt đại hán Khôi Ngô sửng sốt, sắc mặt lập tức khó coi. Lúc anh ta chiếm đệ cửu cung, có nghĩ tới sẽ xung đột với Mạc Phàm. Nhưng không ngờ sẽ là cảnh tượng như hiện giờ. Anh ta muốn ở lại đệ cửu cung, thì phải đại chiến với Mạc Phàm một trận. Tuy Mạc Phàm bất phân thắng bại với đệ bát cung, nhưng mọi người ở đây đều biết, chắc chắn thực lực của Mạc Phàm không kém Lão Hồng Nhu đệ bát cung, chỉ là không muốn ra tay với Lão Hồng Nhu mà thôi. Bởi vì lúc Mạc Phàm đối phó với Lão Hồng Nhu, chỉ để lộ Hồng Liên nghiệp hỏa, vừa rồi khi đánh bại Đao Khách ở đệ thập cung thì bá đạo không sử dụng chút thực lực nào. Mà hỏa diễm của Lão Hồng Nhu, anh ta không nắm chắc mình có thể chống đỡ được, nếu không anh ta đã không ở đệ cửu cung rồi. Anh ta không phải đối thủ của Lão Hồng Nhu, càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nếu anh ta không ra tay với Mạc Phàm, chỉ có thể rời khỏi đấu cung, bởi vì đệ thập cung đã bị hủy trong tay Mạc Phàm rồi. Tiểu tử, người không nhiều tuổi, nhưng tâm tư rất tàn nhẫn. Đại hán Khôi Ngô nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Tàn nhẫn. Mạc Phàm lắc đầu. Hắn chỉ lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi, lại bị tu hú chiếm tổ chim khách nói thành tàn nhẫn. Ta cho ngươi chút thời gian, lát nữa ta sẽ bảo tôi tớ của ta đi lên, trước khi anh ta đi lên, tự ngươi giao lệnh bài đệ cửu cung ra, lăn từ nơi này ra, ngươi có thể tự mình biến, nếu không ngươi sẽ biết tàn nhẫn thật sự là thế nào. Vô Kỳ, Thiết Thống Lĩnh, hai người lên đi. Mạc Phàm kêu với Mạnh Vô Kỳ và Nam Tử dẫn bọn họ. Đám người tự động nhường ra một con đường, Mạnh Vô Kỳ và đệ tử Thần Nông Tông dẫn bọn họ tới đi theo đường này lên đệ cửu cung. Không ít người nhìn Mạnh Vô Kỳ và Nam Tử kia đi lên đấu cung, cũng nhìn về phía đại hán Khôi Ngô kia. Cộp cộp, Mạnh Vô Kỳ và Nam Tử kia cách đệ cửu cung càng ngày càng gần, xung quanh cũng càng yên tĩnh hơn, sắc mặt đại hán Khôi Ngô kia cũng càng khó coi. Thấy Mạnh Vô Kỳ và Nam Tử kia sắp tới đệ cửu cung, trong mắt đại hán Khôi Ngô hiện lên hung dữ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chuyện này chưa xong đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Anh ta lấy lệnh bài đệ cửu cung ra ném cho Mạc Phàm, xoay người muốn đi. Đợi một chút, như vậy đã muốn đi. Mạc Phàm nhận lấy lệnh bài, sau đó rót linh khí vào trong, trận pháp sáng lên, chắn đệ cửu cung lại. Đại hán Khôi Ngô nhíu mày, trong mắt hiện lên hung ác. Tiểu tử, ta đã quyết định rời đi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi vốn không nên ở đây, giao lệnh bài của ta là chuyện nên làm, nhưng ngươi ở chỗ của ta lâu như vậy, như thế đã muốn rời đi, tới quá dễ dàng, đi cũng quá dễ dàng rồi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn không biết nam tử này được người ta sai tới chiếm đấu cung của hắn, hay là tự nguyện tới, cho dù là loại nào để anh ta rời đi dễ dàng, sẽ khiến người ta cảm thấy chỗ của hắn là xe bát, muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Đại hán Khôi Ngô nổi giận thét lên, âm thanh như đậu giang xào vang lên trong cơ thể anh ta lập tức cao hơn không ít, quần áo trên người nổ tung, lộ ra cơ thể như khối sắt. Bỗng nhiên lực lượng có tính nổ mạnh bao phủ khắp sân đệ cửu cung, khiến trận pháp sáng lên tới mức tận cùng. Chỉ trong phút chốc, làn da anh ta biến thành màu trắng đen như xương cốt, hai thanh cốt đao được sinh ra từ trong lòng bàn tay anh ta. Thần thể, người này là thể tu. Còn tu thành thần thể sao? Nhìn thấy cơ thể của đại hán Khôi Ngô, không ít người kêu lên. Trước đó nam tử này được người ta khiêu chiến không ít lần, dưới lực lượng và tốc độ kinh người anh ta thắng liên tục, nên không biểu lộ quá nhiều bản lĩnh. Nhưng hiện giờ có thể chắc chắn hoàn toàn, tiểu tử này tu thành thần thể, hơn nữa không chỉ là thần thể nhất cấp. Thần thể nhất cấp có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, thần thể nhị cấp có năng lực chữa trị cường đại. Thần thể tam cấp sẽ tu cơ thể mình thành pháp bảo, có thể thông qua cơ thể tạo ra các loại linh bảo một cách tùy ý, uy lực không kém gì linh khí, trái lại còn mạnh hơn một chút. Đại hán Khôi Ngô này có thể sinh ra linh bảo thông qua cơ thể, chắc chắn là thần thể tam cấp. Dầm, một tiếng, đại hán Khôi Ngô này nhoáng lên một cái liền tới bên cạnh Mạc Phàm, hai thanh cốt đao như hai máy cắt có thể cắt kim khí siêu cấp chém về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt. Không nhìn về phía hai đao trong tay đại hán Khôi Ngô, trái lại ánh mắt hắn nhìn về phía hông đại hán, nhìn một chiếc ngọc bài.
Trên ngọc bài có khắc chữ, Mạnh, bằng chữ Triệt, đúng là phó bài nguyên anh kỳ của Mạnh gia. Bất luận là màu sắc hình dạng, đều giống phó bài Mạnh Vô Kỳ ném ra để giết hắn lúc trước. Quả nhiên là Mạnh gia dở trò quỷ. Mạc Phàm nói, lúc trước hắn chỉ hơi hoài nghi, đại hán khôi ngô này là Mạnh gia sai bảo, bây giờ có thể chắc chắn. Thần thể tam cấp đúng không, ta cũng không biết hiện giờ thần thể của ta là cấp mấy, dùng ngươi để thử một lần vậy. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại. Lúc hắn có được tạo hóa bất diệt ấn, cũng đã là thần thể nhị cấp. Bởi vì thứ tủy châm kế tiếp trên địa cầu không có, hắn không thông qua châm thuật để luyện thể nữa. Nhưng hắn sớm đã từ tạo hóa bất diệt ấn đến tạo hóa kim đan, hiện giờ đã tới kim đan đỉnh phong, cơ thể được linh khí tẩm bổ đã ngầm tăng trưởng, cụ thể là tới cảnh giới gì, hắn cũng không biết. Hắn không trốn tránh, ngay cả không khí kỹ đều không dùng, trên nắm tay nở rộ ánh sáng bảy màu, đón hai thanh đao chém tới. Tiểu tử, người cho rằng ta là tên dùng đao ở đệ thập cung à, người đây là muốn chết sao? Đại hán khôi ngô thấy Mạc Phàm dùng tay không đánh tới, cười nói. Thần thể đến tam cấp có thể tạo ra thể binh, không chỉ có tính chất mạnh hơn kim khí hiếm có, thương tổn đối với người hoặc yêu thú càng lớn hơn nữa. Bởi vì bản chất của thể binh cũng là cơ thể con người, chẳng qua là cơ thể càng mạnh hơn, như vậy lấy thứ tương đồng đối phó hiệu quả không những không yếu đi, trái lại càng lợi hại hơn. Có thể nói, thể binh là binh khí chuyên phá hoại cơ thể tu sĩ. Một khi bị thể binh gây thương tích, trừ phi anh ta nguyện ý, nếu không vết thương sẽ rất khó khôi phục. Mạc Phàm dám tay không liều mạng với thể binh của anh ta, không khác gì muốn chết. Nhưng anh ta càng thích chuyện này. Anh ta giết Mạc Phàm, không chỉ có thể ở đệ cửu cung này, còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ Mạnh gia an bài. Đợi anh ta vào thần nông tông, Mạnh gia không thể thiếu chỗ tốt cho anh ta, con đường tu luyện sau này cũng thuận lợi hơn không ít. Khi nói chuyện anh ta cũng không lơ là, trái lại ý niệm vừa động, lượng lớn khí huyết chi lực nhập vào trong thể binh một cách dũng mãnh. Thể binh vốn vô cùng sắc bén, lập tức có thêm một vùng huyết sắc. Mạc Phàm làm như không thấy, quả đấm trầm xuống, đập lên vị trí giao thoa hai đao. Ken két, âm thanh như lôi minh giữa trời quang vang lên, không ít người cảm thấy màng tai đau nhức, vội vàng che lỗ tai mình lại. Động tác chậm chập, đầu thì ong ong. Rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Khe hở giống như tia chớp phân nhánh xuất hiện giữa quả đấm của Mạc Phàm và hai đao của đại hán khôi ngô, lan tràn ra bốn phía. Những khe hở này đến ven sân, trận pháp xung quanh xuất hiện mảng lớn vết dạn theo. Không đợi trận pháp ở sân nứt vụn, nam tử khôi ngô cười ha ha, hồng quang ở trên hai đao chợt tắt, sau đó đột nhiên đại phóng. Tử! Đại hán khôi ngô nổi giận thét lên. Hồng quang trên hai đao bao phủ Mạc Phàm ở bên trong, huyết tinh nồng đậm và sát khí nghiêm trang hàng lâm muốn bao phủ Mạc Phàm ở bên trong. Nhưng không đợi ánh đao bao phủ Mạc Phàm hoàn toàn. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lùng, vẫn không tránh né như cũ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trái lại đến vị trí gần như song song với đại hán khôi ngô. Quả đấm tựa như cung bắn tên cong tới mức tận cùng, ánh sáng bảy màu đại phóng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hồng quang trên hai đao. Lực lượng khủng bố tích lũy cũng bùng nổ ra. Bùm bùm, bỗng nhiên sắc mặt đại hán khôi ngô thay đổi, nhìn hai trường đao trong tay mình với vẻ khó tin. Nơi trường đao tiếp xúc với quả đấm của Mạc Phàm, cùng bị cắt thành hai đoạn. Hai thanh đao này là nơi cứng nhất trên người anh ta, vậy mà bị Mạc Phàm đấm nứt rồi. Không chỉ như vậy, quả đấm của Mạc Phàm thế như trẻ tre, đập lên lồng ngực anh ta. Trên cơ thể anh ta sáng lên bạch quang nhạt. Nhưng chỉ sáng lên, sau đó bạch quang nhạt màu đi, vết dạn như mạng nhện lấy ngực anh ta làm trung tâm, lan ra toàn thân anh ta, nhìn như đồ sứ bị đập nát. Không, vẻ mặt đại hán khôi ngô không cam lòng, quát. Bại trận như vậy, anh ta không chỉ không lấy được ủng hộ của Mạnh gia, ngay cả thần nông tông đều không vào được. Về đệ thập cung của ngươi đi, đúng rồi, đệ thập cung của ngươi đã bị hủy, nhớ trả phí tổn đấu cung bị hủy. Lực đạo trên quả đấm của Mạc Phàm nghiêng mà ra. Nam tử khôi ngô như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía sau đập lên trên trận pháp. Trận pháp vốn đã đầy vết dạn, nam tử bị ném ra một cái động to trên trận pháp, rơi xuống đệ thập cung như phế tích. Rầm, đất đá văng tung tóe, bụi bặm nổi lên bốn phía, nam tử khôi ngô rơi vào trong cự thạch ở đệ thập cung, không rõ sinh tử. Trên sân đệ cửu cung, trận pháp chậm rãi khôi phục như thường.
Mạc Phàm không thèm nhìn nam tử kia, ném lệnh bài đệ thập cung về phía đệ thập cung, hắn mở trận pháp phòng hộ ở đệ cửu cung ra, nhìn người ở gần đấu cung. Hôm nay còn ai muốn khiêu chiến ta không? Không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không một ai đứng ra. Từ lúc Mạc Phàm xuất hiện đến bây giờ, số lần ra tay không nhiều, thời gian cũng không nhiều, gần như có thể nói liếc qua bát cửu thập tam đấu cung, còn để lộ ra bản lĩnh khác nhau. Đệ thập cung, vậy mà Mạc Phàm để lộ linh khí của hắn. Đệ bát cung, Mạc Phàm dùng hồng liên nghiệp hỏa, để mọi người biết hắn là huyết mạch hồng liên. Đệ cửu cung, Mạc Phàm dùng cơ thể đánh bại nam tử khôi ngô thần thể tam cấp. Có thể dùng thần thể đánh bại nam tử khôi ngô, nói lên Mạc Phàm không chỉ có được thần thể, hơn nữa cấp bậc cao hơn nam tử khôi ngô. Người có linh khí, huyết mạch, cơ thể cường đại như vậy, bọn họ muốn đi khiêu chiến sao? Có một số người mơ ước huyết mạch hồng liên của Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt đã từ bỏ ý định này. Mạc Phàm lần lượt đấu với người ba cung, gần như không tốn nhiều sức lực, không biết thực lực chân thật đáng sợ tới cỡ nào. Bọn họ giết người có huyết mạch như vậy, chỉ sợ sẽ mất mạng. Tiểu tử này thật mạnh, ta không định khiêu chiến tiểu tử này ở đấu cung nữa. Có người lắc đầu nói. Ta cũng vậy. Trong lúc này, không ít người từ bỏ khiêu chiến đệ cửu cung vì thực lực của Mạc Phàm. Không chỉ như vậy, trên đấu cung, cho dù là đệ tử thần nông tông phụ trách một cung, thành viên của thiên cơ các, hay là người một cung đều nhìn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt bọn họ khác nhau, có địch ý, có cảnh giác, cũng có thưởng thức. Mà lúc này, cách cung đấu không xa, bên trong căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa, hai nam một nữ vừa phẩm trà, vừa thông qua hình chiếu quan sát tiểu tử này. Trong ba người, nữ tử trẻ hơn nhiều, chỉ gần 30 tuổi, ngồi bên trong là một lão giả tóc hoa râm, gương mặt hơi tương tự Mạnh Vô Tình, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm có lướt qua sát khí. Lão giả này là ông nội của Mạnh Vô Kỳ, Mạnh Sơn Hà. Một người khác là một nam tử trung niên, trên ngực thêu một chữ Y, đầu đầy tóc đen, tay cầm chuỗi tràng hạt không ngừng cử động. Tiểu tử này từ đâu tới, vậy mà có được huyết mạch hồng liên, còn tu luyện thân xác và linh khí tới mức này. Người phụ nữ trong đó tò mò hỏi. Trong 10 người tham gia hải tuyển, ngoại trừ Mạc Phàm, những người khác đều nổi danh ở một tinh cầu nào đó, chỉ riêng Mạc Phàm như một con ngựa đen xuất hiện ngang trời, bộc lộ tài năng. Lương sư muội, nếu ta nói cậu ta từ hạ giới tới, muội tin không? Người cầm tràng hạt cười nói. Bởi vì tên Mạc Phàm có vẻ xa lạ, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta đặc biệt tới thiên cơ các tra xét Mạc Phàm. Không nhìn không biết, sau khi nhìn thấy, ông ta càng có nhiều chờ mong với Mạc Phàm hơn. Hạ giới, sao có chuyện này được? Mỹ phụ họ Lương nhướng mày, khó có thể tin nói. Sở dĩ hạ giới được gọi là hạ giới, bình thường linh khí đều vô cùng loãng, là nơi chân giới vứt bỏ. Không chỉ không đủ linh khí, bởi vì thời gian vứt bỏ quá dài, truyền thừa và nhiều thứ bị đoạn tuyệt, rất khó có cường giả xuất hiện. Cho dù có cường giả, cũng là sau khi tiến vào tu chân giới, huyết mạch trên người và tiềm lực được khai phá ra, mới thanh danh lên cao. Giống Mạc Phàm, phát huy bản lĩnh trên người đến mức tận cùng là vô cùng hiếm thấy. Quả thật cậu ta đến từ hạ giới, đúng rồi, Mạnh sư huynh, tiểu tử này còn có chút quan hệ với Mạnh gia huynh. Sau khi cậu ta xuyên giới đã đến Viêm Dương Thành ở Liệt Hỏa Tinh, còn đại diện cho Viêm Dương Thành tới, thành chủ của Viêm Dương Thành là người Mạnh gia huynh đúng không? Nam tử cầm tràng hạt lại nói. Hả? Mạnh Sơn Hà nhướng mày, trong đôi mắt xuất hiện bất ngờ. Vậy sao, cậu ta là người thành Mạnh gia ta tuyển ra à? Như vậy chúng ta càng phải lưu ý người này, tránh để phản nghịch có cơ hội dở trò. Mạnh Sơn Hà nói. Mạc Phàm vì bảo hộ nhất mạch của Mạnh Vô Kỳ, không tiếc hạ sinh tử phù lên người cháu nội ông ta, tin tức này đã truyền tới tai ông ta lâu rồi. Người như vậy tham gia hải tuyển của thần Nông Tông, dù thế nào ông ta cũng phải chú ý một phen, tránh để. Mạnh sư huynh, ta chỉ thuận miệng nhắc mà thôi, không có ý gì khác, Mạnh sư huynh không cần để ở trong lòng. Nam tử cầm tràng hạt phát hiện được dị thường trên mặt Mạnh Sơn Hà, vội vàng cười giải thích. Không sao. Nếu tông chủ phái chúng ta tới chủ trì hải tuyển lần này, là tin tưởng chúng ta, nếu người này là Mạnh gia ta tuyển ra, nếu cậu ta ngồi vững một cung, cuối cùng ta sẽ tạm thời cho cậu ta đậu, nếu cậu ta có vấn đề, tuyệt đối không thể để cậu ta tiến vào thần Nông Tông, hai người không cần phải khách sáo.
Mạnh Sơn Hà nói với vẻ nghiêm túc, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm xuất hiện hung ác nham hiểm. Ông ta đang không có lý do thỏa đáng đối phó Mạc Phàm, nếu những người khác nhắc tới, rất hợp với ý của ông ta. Chuyện này, được rồi, Mạnh sư huynh quyết định là được. Nam tử cầm tràng hạt và mỹ phụ nhìn thoáng qua nhau, lông mày đều nhíu chặt lại, nhưng không nói gì nữa. Trong tình hình chung, phần lớn sẽ lựa chọn chiếu cố người nhà mình. Chỉ cần đủ thực lực, bối cảnh trong sạch, chắc chắn bọn họ sẽ không gây khó dễ. Nhưng Mạc Phàm có quan hệ với Mạnh gia, Mạnh Sơn Hà lại muốn quan sát thật kỹ, chuyện này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Trên đệ cửu cung, Mạc Phàm nhìn lướt qua một vòng, thấy không ai đi lên thì ôm quyền với hai trưởng lão trên trời. Hai vị, không có ai khiêu chiến đệ cửu cung, có phải hôm nay đệ cửu cung có thể đóng cửa rồi không? Hai người nhìn thoáng qua nhau, đệ tử của Thần Nông Tông hỏi mọi người. Còn ai muốn khiêu chiến đệ cửu cung không? Không có thì hôm nay không còn ai khiêu chiến ở đệ cửu cung nữa. Giọng nói vang lên thật lâu, nhưng không có ai đi lên. Chỉ là, có thể khiêu chiến đệ thập cung hay không? Có người hỏi. Người ở đệ thập cung đã bị Mạc Phàm làm trọng thương, không khiêu chiến đệ cửu cung, lấy đệ thập cung là được. Đệ thập cung sẽ do đệ thập nhị vào ở, nếu những người khác muốn khiêu chiến có thể khiêu chiến vị đệ thập nhị, nhưng phải đợi một canh giờ. Trưởng lão đệ thập cung lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái nói. Chỉ trong phút chốc, một tên mập nhìn thật thà phúc hậu đi tới đệ thập cung. Đồng thời một lượng lớn tu sĩ được đưa tới, nhanh chóng sửa đệ thập cung. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, hắn mở trận pháp ra cho Mạnh Vô Kỳ và nam tử dẫn đường tới đệ cửu cung, an trí xong thì lập tức che cung điện lại. Bên trong cung điện, chúc mừng Mạc công tử lấy lại đệ cửu cung, tiến vào Thần Nông Tông chỉ là chuyện trong tầm tay. Nam tử kia cung kính nói. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm không mạnh lắm, dù sao anh ta từng gặp người đệ nhất cung và đệ nhị cung rồi. Nhưng thật không ngờ Mạc Phàm còn trẻ tuổi, mà thực lực khủng bố như vậy. Chỉ là lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lấy lại đệ cửu cung là lập uy, thuận tiện cho Mạnh gia nhìn, không tính là gì. Đúng rồi, thiết thống lĩnh, đan đạo các ở chỗ nào thanh thành vậy, có thể dẫn ta tới đó một chuyến không? Mạc Phàm lại nói, Mạc công tử muốn mua đan dược à? Đan đạo các là một hiệp hội võ đạo tương tự như Vũ Thần Điện, chẳng qua bên trong là luyện đan sư. Có thể mua đan dược ở đan đạo các, cũng có thể thuê đan sư giúp luyện đan sư có thể trải qua chứng thực của đan đạo các trở thành đan sư, do đó nhận nhiệm vụ liên quan tới luyện đan. Không phải, ta có lượng lớn đan dược muốn bán. Mạc Phàm nói, quả thật hắn muốn bán một phần đan dược trên tay. Nhưng mục đích chân chính hắn tới đan đạo các là muốn xin thành đan sư. Vạn thọ đan ở ngay Thanh Hư Sơn, hắn còn chưa có cơ hội đến thiên cơ các ở Thanh Hư Sơn thăm dò tin tức này. Nhưng cho dù hắn biết được tin tức này, hiện giờ cũng không có tài lực lấy được vạn thọ đan. Nhưng chỉ cần hắn trở thành đan sư của đan đạo các, thì có thể nhận không ít nhiệm vụ, tích lũy lượng lớn linh thạch không khó đối với hắn. Phải biết rằng kiếp trước, mỗi lần hắn luyện chế đan dược giúp người ta đều có thể lấy được giá trên trời. Tuy còn chưa lấy được luân hồi chi lô, nhưng đủ để luyện chế vô số loại đan dược. Hắn từng tới đan đạo các ở Thanh Thành rồi, nhưng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên nơi này ở đâu. Đúng rồi, cho ngươi bình niết bàn đan này, đa tạ ngươi dẫn chúng ta tới đây. Mạc Phàm lấy một lọ niết bàn đan ra, đưa cho thiết thống lĩnh. Mạc công tử khách sáo rồi. Đây là chuyện ta phải làm, nếu không còn chuyện gì khác, vậy ta đi trước. Trước mắt thiết thống lĩnh hơi sáng lên, nhưng không nhận lấy. Hẳn là trên người ngươi có thành bàn, ngươi đưa thành bàn cho ta, coi như đây là phí tổn ta mua thành bàn của ngươi. Mạc Phàm nói, thành bàn tương tự với bản đồ tinh bàn, phạm vi chỉ rộng ở Thanh Thành, thông qua thanh bàn hắn có thể tìm được đan đạo các trong Thanh Thành. Vậy đa tạ Mạc công tử. Thiết thống lĩnh không khách sáo nữa. Anh ta lấy một thứ như cái đĩa ra đưa cho Mạc Phàm, đồng thời nhận niết bàn đan trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm tìm hiểu tình hình trong Thanh Thành thông qua thiết thống lĩnh, sau đó bảo Mạnh Vô Kỳ dẫn anh ta rời đi. Còn hắn thì rời khỏi đấu cung, dựa theo lộ tuyến trên thành bàn, đi về phía đan đạo các. Không lâu sau, Mạc Phàm đi qua vài đạo quang môn, đến phía trước đan đạo các. Đan đạo các được xây giữa vùng phố sầm uất ở Thanh Thành. Trên một bãi đất là tòa nhà có hình dạng lò luyện đan ba tầng, giữa bếp lò,
ba chữ thiếp vàng, đan đạo các, rất chói mắt. Xung quanh không phải y quán, thì là cửa hàng dược liệu. Cho dù đứng ở nơi cách phố xá sầm uất hơn 10 dặm, đều ngửi được mùi thuốc. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đan đạo các, trước mắt hơi sáng lên. Đan đạo các không thuộc bất luận tông môn, thế lực nào, là một hiệp hội tự do, người gia nhập cũng hoàn toàn tự do, không ai hạn chế thành viên tự do, trừ phi có người giả mạo là thành viên của đan đạo các luyện đan giúp người ta, hay là dùng đan dược giả mạo đan dược của đan đạo các. Đương nhiên ở đây cũng có không ít đan kinh của đan sư, muốn xem những đan kinh này cần làm nhiệm vụ ở đan đạo các để thu hoạch tích phân. Bởi vì không có quá nhiều khuôn sáo, còn trợ giúp thăng trình độ luyện đan, cho nên không ít luyện đan sư đều là thành viên của đan đạo các. Phần lớn đệ tử thành công trên con đường luyện đan ở Thần Nông Tông, đều gia nhập đan đạo các. Kiếp trước hắn không chỉ là thành viên của đan đạo các, còn là một trong thập đại trưởng lão. Hắn nhìn thoáng qua nơi này, bước 10 cấp mà lên, đi vào trong đan đạo các. Vừa mới tiến vào đan đạo các, Mạc Phàm đi thẳng vào quầy vắng vẻ nhất trong mấy quầy. Trong quầy này, một mỹ nữ mặc đồ trắng khoảng 25-26 tuổi nhíu chặt mày, đang nhìn chằm chằm một bản đan kinh, cô cảm nhận được Mạc Phàm đi tới, không thèm ngẩng đầu một cái. Nhận nhiệm vụ thì sang quầy đầu tiên bên trái, phát nhiệm vụ thì đi quầy đầu tiên bên phải, giám định thì quầy thứ hai bị ẩn giái, mua đồ thì tới thiên điện bên phải, không phải những chuyện này thì mời đi từ cửa xuống dưới. Mạc Phàm nhìn thoáng qua đan kinh trong tay mỹ phụ này, khóe miệng hơi nhếch lên. Đây là cửu chuyển đan kinh của Tần Nguyệt Minh, người muốn luyện chế hoa vân đan đúng không? Mạc Phàm cười hỏi. Hắn vừa nói xong, lông mày mỹ nữ kia nhíu lại càng chặt hơn, cô ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phàm, trong đáy mắt lập tức xuất hiện vẻ thất vọng. Cô vốn tưởng rằng hôm nay mình gặp phải vận xít chó, gặp được luyện đan đại sư, ai ngờ chỉ là người trẻ tuổi có chút thông minh. Tuy Mạc Phàm nhận ra đan kinh cô đọc, còn đoán ra được đan dược mà cô muốn luyện chế, nhưng chuyện này cũng không có gì, từng đọc bộ đan kinh này sẽ đoán được rất dễ. Kẻ nào, tới đan đạo các làm gì? Mỹ nữ đóng đan kinh lại, tức giận nói. Mạc Phàm lấy lệnh bài Nam Cung Thanh cho hắn ra, đặt lên trên quầy. Ta muốn xin trở thành đan sư. Ngươi muốn xin trở thành đan sư, không lầm đấy chứ? Mỹ nữ nhướng mày hỏi. Đúng lúc cô cũng muốn trở thành đan sư, Mạc Phàm còn ít tuổi hơn cô nhiều, lại tới xin làm đan sư sao? Cần ta lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm hỏi. Đúng rồi, nếu cô muốn luyện chế hoa vân đan, nhìn nhiều nội dung chín hàng ở trang 99 bản đan kinh này mấy lần, mới có thể tăng đan dẫn của cô. Mạc Phàm nhắc nhở tiếp. Luyện chế hoa vân đan cần cửu chuyển mới thành đan, trong đan kinh của Tần Nguyệt Minh miêu tả rất rõ ràng cách luyện chế đan dược này. Nhưng điểm quan trọng nhất hắn đã nói vị trí, chẳng qua sẽ có không ít người xem nhẹ điểm này, dẫn đến thành đan rất thấp. Vẻ mặt mỹ nữ nghi ngờ, vội vàng lật đến trang mà Mạc Phàm nói nhìn thoáng qua. Vẻ mặt cô lập tức thay đổi, trên mặt cô xuất hiện vẻ hiểu ra. Chuyện này. Gần đây cô luôn luyện chế hoa vân đan, nhưng không thành công một lần, mà không tìm được vấn đề ở đâu. Cô không chỉ lật bản đan kinh này mấy chục lần. Cô tìm đan sư hỏi vài chục lần, lão đan sư nhìn thấy cô là trốn, xác suất thành công không tăng lên được chút nào. Nhưng Mạc Phàm nhắc nhở điểm này, cô chỉ nhìn thoáng qua là lập tức nhất thông bách thông, hiểu rõ hơn nhiều. Ta đã hiểu, ta biết luyện chế thế nào rồi. Mỹ nữ cất đan kinh, xoay người muốn đi, giống như Mạc Phàm không tồn tại. Mạc Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn mỹ nữ này một cái rồi nói tiếp. Hiện giờ thần thức của ngươi không đủ. Luyện chế tới lúc quan trọng chuyển hỏa vẫn sẽ thất bại, đợi thần thức của ngươi khôi phục hoàn toàn rồi luyện chế cũng không muộn, đúng rồi, nếu ngươi tìm một vị kim mộc song hỏa giúp đỡ, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Kim mộc song hỏa sao? Đôi mắt mỹ nữ đảo liên tục, cô nghĩ một lát thì vỗ tay đầy hưng phấn. Có một đoạn ở bên trong đan kinh, thần hoàn khí túc, kim mộc chuyển cửu, cô vẫn không hiểu, Mạc Phàm nói vậy cô hiểu rõ rồi. Hoa vân đan thuộc thủy. Kim mộc song hỏa có thể rèn luyện nước thuốc càng tốt hơn, rồi thành đan. Đâu có ai kim mộc song hỏa. Đệ bát cung có một mỹ nữ là kim mộc song hỏa, người có thể tới đó thử xem. Mạc Phàm nói. Nhưng hiện giờ có thể nói chuyện ta muốn xin trở thành đan sư hay không? Vị mỹ nữ này có dáng vẻ xinh đẹp, nhưng là người mơ hồ. Hắn nói trọng điểm cho vị mỹ nữ này, nếu không phải hắn gọi lại,
chỉ sợ mỹ nữ này đã chạy mất. Lệnh bài Nam Cung ra, người thật sự muốn xin trở thành đan sư sao? Mỹ nữ cầm lệnh bài của Mạc Phàm nhìn thoáng qua, lại đánh giá Mạc Phàm rồi hỏi lại. Người cảm thấy ta đang nói đùa à? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta tên là Trung Tử Kỳ, đan sư trung cấp ở đan đạo các, người đã muốn trở thành đan sư, vậy hẳn là ngươi đã biết quy củ rồi. Mỹ nữ hỏi. Phòng luyện đan ở đâu, chúng ta có thể qua đó, đúng rồi, dựa theo quy củ, hẳn là còn một đan sư cao cấp ở đây đúng không? Mạc Phàm không để ý lắm nói. Kiếp trước hắn thân là một trong thập đại trưởng lão của đan đạo các, tất nhiên biết rõ quy tắc bên trong. Đan sư cao cấp thì không cần, chỉ cần ngươi luyện chế được hoa vân đan trước mặt ta, thì sẽ thành đan sư của đan đạo các. Trung Tử Kỳ suy nghĩ một lát, trong mắt lóe lên giảo hoạt nói. Mạc Phàm bĩu môi, không biết phải nói gì tiếp với Trung Tử Kỳ. Nhà đầu này có tâm tư gì sao hắn không biết, đơn giản là muốn xác minh luyện chế hoa vân đan thế nào. Cho dù hắn luyện chế ra, chắc chắn cũng không thành đan sư của đan đạo các. Trung cô nương, ta muốn xin làm đan sư cao cấp, chỉ sợ ngươi không làm chủ được. Mạc Phàm nói, đan sư chia làm đan sư học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, lên trên nữa là đan tôn, đan đế, đan thần. Chỉ đến đan sư cao cấp, mới có thể nhận nhiệm vụ cao cấp. Đan sư cao cấp, bây giờ ngươi là đan sư gì? Trung Tử Kỳ hơi sửng sốt, hỏi. Mới đầu cô còn có chút xem thường Mạc Phàm, nhưng bây giờ xem ra Mạc Phàm có chút bản lĩnh, chỉ là Mạc Phàm muốn thành đan sư cao cấp, chuyện này hơi tự đại rồi. Hiện giờ không có cấp bậc. Mạc Phàm nói thẳng. Vậy ngươi không biết đan sư phải đi lên từng cấp à? Như vậy đi, bản cô nương thiếu một trợ thủ, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi đăng ký, ngươi làm trợ thủ của ta trước, ta sẽ cho ngươi một chức vị đan sư sơ cấp, đổi lại là những người khác, chỉ có thể là học đồ, thế nào? Vẻ mặt Trung Tử Kỳ kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Tuy làm như vậy không hợp với quy định, nhưng với thân phận của cô và thực lực của Mạc Phàm, cho Mạc Phàm thân phận đan sư cơ cấp vẫn được. Phù, Mạc Phàm thở hắt ra. Nhà đầu này không lừa gạt hắn tới tay, thì thật sự không bỏ qua. Ta nhớ rõ đan đạo các có quy định qua ba cửa đúng không? Mạc Phàm không tức giận, nói. Trong tình hình chung, đan sư phải thăng từng cấp bậc. Nhưng cũng có con đường chuẩn bị cho người đặc biệt, ví dụ như người có thực lực như hắn nhưng chưa từng đăng ký ở đan đạo các, không cần phải bắt đầu từ học đồ luyện đan. Dựa vào thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể trở thành đan thần, nhưng trở thành đan thần cũng quá dọa người rồi. Nếu không có thực lực xứng đôi với thế lực, thân phận này sẽ như quả bom hẹn giờ. Lấy một viên vạn thọ đan mà thôi, không cần thân phận cao như vậy. Qua ba cửa. Trong mắt Trung Tử Kỳ hiện lên dị sắc, nhưng lập tức khôi phục như thường, vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt cô. Chuyện đó là sao, bản đại đan sư ở đây lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói tới chuyện này, có cần ta hỏi giúp ngươi hay không? Không cần, người họ Trung, Trung Bất Phàm có quan hệ gì với cô? Mạc Phàm lắc đầu hỏi, Thanh Thành có một gia tộc luyện đan, Trung gia, trưởng môn nhân là Trung Bất Phàm. Vậy mà tiểu nha đầu này họ Trung, có lẽ có quan hệ. Vậy mà ngươi biết ông nội ta? Trung Tử Kỳ nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Nói với ông nội ngươi, đổi đan dược thứ 30 trong 81 loại đan dược của cửu hoa đan mà ông nội ngươi đang tìm thành 9 lượng thiên văn thảo, cửu hoa đan sẽ thành, muộn chút nữa, ông nội ngươi sẽ bị thương rất nặng. Mạc Phàm thản nhiên nói, toa thuốc dân gian của Trung Bất Phàm vốn không có vấn đề, nhưng dược tính tương xung quá nghiêm trọng, rất khó khống chế, không cẩn thận sẽ nổ lô. Trung Bất Phàm cũng biết điểm này, nhưng lại muốn dựa vào cửu hoa đan tiến tới cảnh giới hợp đạo, cho nên luôn không ngừng luyện chế, thay đổi nguyên liệu vài lần, trái lại tỷ lệ nổ lô rất cao. Lò đan nổ, uy lực khủng bố ngang với tu sĩ tự bạo. Lúc hắn thành danh, lão gia tử Trung Bất Phàm vào hợp đan kỳ, nhưng vì luyện đan mà trên người có rất nhiều bệnh kín, khiến cơ thể không chịu được lực lượng hợp đạo, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Cuối cùng hắn giáng tu vi của Trung Bất Phàm tới cảnh giới hóa thần, sau đó sửa phương thuốc dân gian của ông ta, luyện thành cửu hoa đan. Lão gia tử này tu dưỡng 10 năm, lại tiến vào hợp đạo kỳ lần nữa. Việc này trôi qua đã lâu, nếu không phải nha đầu này họ Trung, hắn cũng không nhớ tới được. Vẻ mặt Trung Tử Kỳ ngây ngốc, trên khuôn mặt xinh đẹp đều là khó tin.
Mạc Phàm biết ông nội cô cũng không có gì kỳ lạ, ông nội cô rất nổi tiếng trong giới luyện đan ở Thanh Thành. Nhưng Mạc Phàm biết cả Cửu Hoa Đan và chuyện ông nội cô luyện đan, thậm chí còn sửa phương thuốc dân gian cho ông nội cô. Tiểu tử, người biết mình đang nói linh tinh gì không? Trung Tử Kỳ híp mắt, lạnh lùng nói. Ông nội cô là đan tôn, đều không có biện pháp với Cửu Hoa Đan, một năm gần đây đều xảy ra chuyện ba lần. Mạc Phàm còn nhỏ tuổi mà trình độ luyện đan hơn cô đã không phục, càng không nói tới Mạc Phàm có thể thay đổi phương thuốc dân gian của ông cô. Tin hay không tùy ngươi, ông ta là ông nội ngươi, sinh tử của ông ta không liên quan tới ta. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Bảo ta dạy ngươi luyện đan còn được, bảo ta trở thành thuộc hạ của ngươi thì ngươi chưa có tư cách này, cho nên bảo sư phụ ngươi xuất hiện đi. Trung Bất Phàm đều không có tư cách bảo hắn làm người hầu, càng không nói tới cháu gái của Trung Bất Phàm. Trung Tử Kỳ thấy Mạc Phàm nói thẳng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Đúng là cô có chút ý nghĩ với thuật luyện đan của Mạc Phàm, nhưng một đại tiểu thư như cô bị Mạc Phàm vạch trần, thật sự quá mất mặt. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ai cần ngươi làm người hầu cho ta, nói cho ngươi biết, bổn đại tiểu thư sắp vào Thần Nông Tông, còn nữa, ở Thanh Thành này, có không biết bao nhiêu người muốn làm người hầu của bổn đại tiểu thư, bổn đại tiểu thư cũng không hiếm lạ gì, bổn đại tiểu thư chỉ bảo ngươi làm học đồ chứ không phải người hầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Trung Tử Kỳ nắm chặt tay. Nổi giận nói. Bổn đại tiểu thư nói cho ngươi biết, bây giờ bổn đại tiểu thư rất tức giận, ngươi lập tức cút đi cho ta, hôm nay ngươi đừng mơ trở thành đan sư. Trung Tử Kỳ vừa nói xong, người của đan đạo các vội vàng đi tới. Vị công tử này, mời rời đi. Một nam tử trầm giọng nói. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng lập tức biến mất. Được rồi, vậy chúc ngươi may mắn, sớm ngày luyện ra đan dược. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, gặp phải nha đầu như vậy cũng không có biện pháp, tới Thiên Cơ Các xem tin về Vạn Thọ Đan rồi trở lại xin thành đan sư cũng không muộn. Lúc hắn xoay người định rời đi, một giọng nói truyền tới. Tử Kỳ, nha đầu con gào to giống lớn ở đây làm gì, đan dược của con luyện thành chưa? Giọng nói vừa vang lên, một lão giả tóc bạc mặc trường bào màu đen, trước ngực thêu chữ, đan, đi từ sau thiên môn ra, bước đến bên cạnh Trung Tử Kỳ. Thấy lão giả này, vẻ mặt Trung Tử Kỳ ngẩn ra, đôi mắt cô đảo liên tục, giống như đứa bé phạm phải sai lầm, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Sư phụ, không phải người đang luyện đan sao, sao người lại ra ngoài rồi? Khi Trung Tử Kỳ nói chuyện, cô vụng trộm vẫy tay với người của đan đạo các, ý bảo bọn họ nhanh đuổi Mạc Phàm đi. Ta đang luyện đan, nhưng đan dược của ta bị con lớn giọng ầm ĩ nổ tung rồi. Con cảm thấy nếu ta không ra có khả năng cả đan đạo các sẽ bị con hủy hay không? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, con lớn giọng thật nhưng không khoa trương như vậy, người luyện đan thất bại luôn oán trách con làm đồ đệ của người cảm thấy rất áp lực, nhớ đâu con không có biện pháp truyền đan thuật của người xuống thì làm sao bây giờ? Vẻ mặt Trung Tử Kỳ lấy lòng, nhỏ giọng cãi lại. Nhà đầu con, Hoa Vân đan luyện thế nào rồi? Lão giả nhíu mày. Lập tức lắc đầu nói. Sư phụ, bỗng nhiên con mới lĩnh ngộ được chân đế của Hoa Vân Đan, con lập tức đi luyện chế, lần này nhất định sẽ mã đáo thành công. Thật sao? Vẻ mặt lão giả nghi ngờ hỏi. Thật. Trung Tử Kỳ gật đầu liên tục. Nếu không còn chuyện gì, bây giờ con đi luyện đan đây. Trung Tử Kỳ nói xong muốn rời đi. Đợi một chút, cậu ta là sao đây? Lão giả nhìn về phía Mạc Phàm hỏi. Cậu ta sao? Trung Tử Kỳ thầm kêu không hay rồi, cuối cùng sư phụ cô vẫn nhắc tới Mạc Phàm. Cậu ta tới mua đan dược, thấy đồ đệ sư phụ xinh đẹp, cho nên đùa giỡn con, mấy vị sư huynh đang đuổi cậu ta đi giúp con. Trung Tử Kỳ nghĩ một lát nói. Cậu ta đùa giỡn con sao? Lão giả nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Trung Tử Kỳ nói. Sư phụ, người nhìn con như vậy làm gì, chẳng lẽ người không tin con sao? Trung Tử Kỳ trừng mắt nhìn. Vẻ mặt khó mà tin nói. Cô rất xinh đẹp, có vấn đề gì sao? Có người đùa giỡn cô, chuyện này không bình thường à? Lão giả không nhìn Trung Tử Kỳ, mà nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi tới xin làm đan sư đúng không? Không sai. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trung Tử Kỳ một cái, cười nhạt nói. Chậm trễ nhiều thời gian trên người Trung Tử Kỳ như vậy, cuối cùng cũng gặp được người đáng tin. Dược khí trên người ngươi rất nặng.
nặng nhất trong đám người độ tuổi như ngươi, ta tên là Tô Thông Huyền, là đan sư cao cấp ở đan đạo các, ngươi muốn xin đan sư cấp bậc gì? Tô Thông Huyền ôn hòa nói. Mỗi đan sư đều là y tiên, trái lại cũng vậy, chẳng qua thiên hướng khác nhau. Cho nên dựa vào trình độ luyện đan khác nhau của đan sư, đều không có số lượng dược khí như nhau. Dược khí trên người Mạc Phàm ít hơn ông ta, nhưng mạnh hơn Trung Tử Kỳ không biết bao nhiêu lần, sao có thể là người đùa giỡn Trung Tử Kỳ. Đan sư cao cấp. Mạc Phàm nói thẳng. Đan sư cao cấp sao? Tô Thông Huyền nhướng mày, trong mắt hiện lên dị sắc. Dược khí của Mạc Phàm rất nặng, nhưng không có nghĩa là có thể luyện đan. Trên người không ít người có dược khí rất nặng, một loại là tiếp xúc rất nhiều với đan dược, loại còn lại là luyện thể từ nhỏ đã ngâm trong nước thuốc, loại sau cũng rất nhiều. Cho dù Mạc Phàm không phải loại sau, với độ tuổi của Mạc Phàm, thành đan sư trung cấp xem như khá lắm rồi. Quy tắc thành đan sư cao cấp ngươi biết rồi đúng không? Tô Thông Huyền không nói gì thêm, hỏi thẳng. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu, vậy ngươi đi theo ta. Tô Thông Huyền nói. Nói xong ông ta xoay người đi vào thiên điện. Ông ta mới đi hai bước, lại quay đầu liếc Trung Tử Kỳ một cái. Tử Kỳ, con cũng đứng ở một bên đi, dựa theo quy định ít nhất phải có hai đan sư ở đây. Trung Tử Kỳ bĩu môi, trừng Mạc Phàm một cái nói. Ngươi còn nhỏ như vậy, bổn đại tiểu thư nhìn xem ngươi thành đan sư cao cấp thế nào. Cô nói mình bị đùa giỡn lại biến thành lừa dối sư phụ, Mạc Phàm khiến cô mất mặt lớn như vậy. Dù thế nào cô cũng phải xem Mạc Phàm có thể thành đan sư kiểu gì. Tử Kỳ, con còn làm gì thế? Tô Thông Huyền nghe thấy lời Mạc Phàm nói, ở phía xa hỏi. Không có gì sư phụ, con đang giúp người kiểm tra trình độ luyện đan của tên này. Trung Tử Kỳ vội nói. Cô không cho Tô Thông Huyền cơ hội nói, xoay người chạy đi. Tô Thông Huyền lắc đầu, dẫn Mạc Phàm vào một phòng luyện đan. Phòng luyện đan bố trí rất đơn giản. Ngoại trừ một lò luyện đan, xung quanh đặt một số bàn để đồ ra, thì không còn thứ gì khác. Trên vách tường thì khắc đầy trận pháp, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần trận pháp ở ngoài. Chỉ trong phút chốc, Trung Tử Kỳ bưng một khay đi tới, đặt đồ trên bàn trước người Mạc Phàm. Quy củ ngươi biết cả rồi, nhưng ngươi mong muốn, đây là ba cửa ngươi phải qua. Trung Tử Kỳ mở vải đỏ trên khay ra, tức giận nói. Sao cô không biết ba cửa phải qua? Cho dù là qua ba cửa, cũng phân chia khó dễ. Có một số cửa khó, cho dù là đan tôn cũng không có biện pháp qua được dễ dàng, đơn giản thì dễ hơn nhiều. Cô lấy cho Mạc Phàm. Tô Thông Huyền nhìn thoáng qua thứ trên mâm, ông ta lạnh lùng liếc Trung Tử Kỳ một cái, nhưng không nói gì thêm. Qua ba cửa, theo thứ tự là phân biệt dược, giải dược, chế thuốc. Phân biệt dược là trong nhiều loại dược, phân rõ dược cần, chủ yếu kiểm tra về dược lý. Giải dược là dựa vào đan dược tương ứng, luyện chế ra giải dược giải trừ dược tính của đan dược này, kiểm tra về dược tính. Chế thuốc là luyện chế ra một loại đan dược có cấp bậc tương ứng. Trong tình hình chung, phân biệt dược thành công là học đồ, có thể giải dược là đan sư sơ cấp và trung cấp, chế thuốc là đan sư cao cấp. Ba cửa, độ khó tăng dần theo thứ tự. Nhưng vì người thông qua ba cửa ải phải có thực lực nhất định. Cho nên độ khó của ba cửa ải này tương đương với đan sư cao cấp. Ví dụ như phân biệt dược, không lấy mấy chục hoặc trên trăm loại dược liệu, mà lấy một số nước thuốc được luyện chế ra, đan dược gì đó để phân biệt, thậm chí còn trộn lẫn với nhau. Giải dược, muốn giải dược cũng là đan dược cao cấp, chế thuốc càng khỏi phải nói. Trung Tử Kỳ lấy đồ qua ba cửa, theo thứ tự là nguyên liệu của thiên cơ tán, vạn diệt linh đan và tinh thần đan. Ba thứ này. Không có thứ nào không phải khó nhất trong ba cửa ải. Thiên cơ tán vô sắc vô vị, gần như giống hệt ngàn loại nước thuốc. Vạn diệt linh đan, được xưng là vạn linh đều diệt, một khi chúng loại độc này, rất khó phối được giải dược trong thời gian chỉ định. Tinh thần đan, người tu luyện tinh lực cần có đan dược cao cấp, bình thường đều luyện chế vào rạng sáng, khi đó tinh lực mạnh nhất, hơn nữa xác suất thành công rất thấp. Đan sư cao cấp, không phải mỗi lần đều thành công. Khả năng bạo đan là rất cao. Cho dù là ông ta, cũng ít luyện chế vào ban ngày. Trung Tử Kỳ thấy Tô Thông Huyền không nói gì thêm thì ngầm vui vẻ, nhìn Mạc Phàm với vẻ đắc ý. Tiểu tử, đây là đề ngươi phải qua hôm nay, ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu. Mạc Phàm nhìn đồ trong khay, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ những thứ này thôi à?
Chỉ vậy thôi. Hai tay Trung Tử Kỳ vòng quanh ngực, kiêu ngạo nói. Có phải chỉ cần ta giải quyết ba vấn đề này, thì tính là luyện đan sư cao cấp của đan đạo các hay không? Mạc Phàm nhìn về phía Tô Thông Huyền, hỏi. Không sai. Tô Thông Huyền xác nhận lại mấy thứ kia, gật đầu. Tiểu tử, người lề mà lề mề như vậy, không phải sợ rồi đấy chứ? Trung Tử Kỳ thấy Mạc Phàm không bắt đầu, cười hỏi. Sợ sao? Mạc Phàm lắc đầu cười. Đừng nói là qua ba cửa ải. Qua 10 cửa ải cũng không thành vấn đề. Không phải là hắn nổ, cả tu chân giới ngoại trừ sư phụ hắn ra, số lượng người luyện đan trên hắn không vượt qua một bàn tay, càng không nói tới loại kiểm tra nhỏ như ở đan đạo các. Trung tiểu thư, thứ ngươi lấy ra không có chút độ khó với ta, bây giờ ngươi đổi thứ khác còn kịp, ngươi muốn đổi không? Trung Tử Kỳ nhíu mày, nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, lại nhìn ba thứ ở trong khay, cô lập tức do dự. Có đổi hay không? Ba thứ này cô chưa từng nghe nói tới, nhưng tương đương với khó có được ở trong ba cửa ải, Mạc Phàm thật sự có thể qua được sao? Trung Tử Kỳ chỉ suy nghĩ một lát thì lập tức kiên định, lạnh lùng chừng Mạc Phàm một cái. Muốn lừa gạt bổn đại tiểu thư à, bổn đại tiểu thư không mắc mưu dễ như vậy đâu, ngươi đã nói chuyện này không làm khó được ngươi, vậy chúng ta đánh cược, nếu ngươi không thể qua cửa, vậy làm người hầu cho bổn đại tiểu thư 3 năm, nếu ngươi có thể qua cửa. Bổn đại tiểu thư sẽ làm người hầu cho ngươi. Tử Kỳ, đừng gây chuyện nữa, con muốn làm ông nội con tức chết à? Tô Thông Huyền bất mãn nói. Quả thật ba thứ Trung Tử Kỳ lấy rất phiền phức, ông ta không tin Mạc Phàm có thể qua cả ba cửa, qua 2 cửa trong thời gian quy định đã không tệ rồi. Nhưng nhớ đâu Mạc Phàm qua cửa, như vậy mặt mũi của Trung gia sẽ bị Trung Tử Kỳ làm mất sạch. Nếu ta không qua cửa, ta sẽ làm người hầu cho ngươi. Nhưng nếu ta qua cửa, ngươi nên trở về luyện đan thật tốt đi, ta không cần người hầu như ngươi. Mạc Phàm cười, đi tới trước ba thứ kia. Có nha đầu quỷ linh tinh quái như Trung Tử Kỳ đi theo, hắn đừng nghĩ tới chuyện sống yên ổn ở Thần Nông Tông. Được rồi, đây là ngươi nói đấy nhé, bổn đại tiểu thư có lưu lại rồi. Trung Tử Kỳ nhướng mày, lấy một khối lưu ảnh thạch ra, hưng phấn nói. Mạc Phàm có thể khiến sư phụ cô coi trọng, chắc chắn là có bản lĩnh. Có thể thu người hầu như vậy cô sẽ luyện chế ra được hoa vân đan sớm hơn. Tử Kỳ. Tô Thông Huyền đỡ chán, nhức đầu tới mức không muốn nhận người đồ đệ như Trung Tử Kỳ. Sao ông ta lại nhận một đồ đệ như vậy, nghịch ngợm thì không nói, da mặt còn rất dày. Rõ ràng là Mạc Phàm nhường cô, vậy mà cô còn nói như vậy, ông ta không biết phải nói gì rồi. Tô tiên sinh, bắt đầu đi. Mạc Phàm cười khinh thường, nói. Thời gian qua 3 cửa có hạn chế, nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, coi như thất bại. Vì vậy mà thành phần vận khí phải rất lớn, còn không thể sơ sót. Lúc hắn trở thành đại trưởng lão của đan đạo các, nơi qua cửa được hắn đổi thành trong một pháp bảo có thể bắt chước trên 100 loại không gian khác biệt. Như vậy nha đầu Trung Tử Kỳ muốn động tay động chân cũng không có biện pháp, cũng suy tính hợp lý hơn cho đan sư. Vậy bắt đầu. Tô Thông Huyền vùng ống tay áo. Trong lư hương cách đó không xa có một nén nhang lập tức dấy lên. Tô Thông Huyền ngồi trên ghế gần đó, nâng chén trà lên vừa phẩm trà, vừa nhìn Mạc Phàm ra tay. Trung Tử Kỳ mặt không đỏ tim không đập nhanh, tay khẽ vụng trộm tạo một pháp ấn, mấy tiểu hỏa phong trong suốt bay từ ngón tay cô ra, bay về phía nén nhang kia. Nén nhang kia được hỏa phong mắt thường không thể thấy quay xung quanh, chỉ trong chớp mắt tốc độ cháy nhanh hơn nhiều. Nhưng chuyện này đâu thể giấu giếm được Tô Thông Huyền. Ông ta vừa mới uống một ngụm trà, thiếu chút nữa phun ra. Ông ta trừng Trung Tử Kỳ một cái, ước gì có thể từ môn hộ. May mà gần đây những lão gia hỏa ở đan đạo các không có ở đây, đi bận chuyện kia, nếu không ông ta đã bị đám người đó cười cả đời. Nhưng ông ta không nhịn được kêu lên. Tử Kỳ, sư phụ, có chuyện gì, sao sắc mặt người không chịu nổi như vậy? Có phải gần đây người luyện đan quá mệt mỏi hay không, để con đi rót cho người chén trà, người nên uống nhiều nước. Vẻ mặt Trung Tử Kỳ cười giảo hoạt, rót đầy chén nước cho Trung Tử Kỳ. Tô Thông Huyền sửng sốt, mãi mà không nói ra được một câu. Mạc Phàm chỉ cười, không quan tâm hỏa phong bên cạnh nén nhang, cũng không lập tức ra tay, mà hỏi. Tô tiên sinh, Phàm là thứ ở phía trên, cho dù là một cửa kia, đều có thể sử dụng đúng không? Đồ ở phía trên ngươi đều có thể sử dụng, nếu không có thứ ngươi cần tìm cũng có thể nói ra,
chỉ cần ngươi hoàn thành trong thời gian quy định là được, nhớ chú ý thời gian. Tô Thông Huyền nhắc nhở. Mạc Phàm nhỏ tuổi một chút, nhưng chắc chắn thuật luyện đan trên trung tử kỳ, nếu không trung tử kỳ đã không mặt dày mày dạn muốn Mạc Phàm làm người hầu của cô. Nếu ông không nhắc Mạc Phàm thật sự thành người hầu của trung tử kỳ rồi. Không cần, như vậy vừa đủ. Mạc Phàm cười khẽ, cầm lấy bình ngọc có thiên cơ tán. Tay hắn nhanh chóng tạo 9 pháp ấn đánh vào bên trong, nghịch chuyển bình 9 vòng, lại thuận chuyển 9 vòng, sau đó mở bình thiên cơ tán ra. Trong bình, chất lỏng nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng chia ra làm từng tầng mỏng nhạt, màu sắc từ dưới lên trên càng lúc càng mờ nhạt. Chất lỏng vốn vô sắc vô vị, ở dưới mấy pháp ấn của Mạc Phàm và chuyển động, vậy mà nhanh chóng chia ra làm màu sắc khác nhau, có trình tự rõ ràng. Chỉ trong phút chốc, chất lỏng chia ra làm hơn 1000 tầng mỏng nhạt. Ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, chất lỏng vô sắc ở tầng trên cùng bay ra, rơi vào trong đĩa ngọc. Đây là thiên cơ tán. Tô Thông Huyền ở bên cạnh nhíu chặt mày, trung tử kỳ thì sửng sốt. Nước thuốc thiên cơ tán chia ra làm hơn 1000 tầng có thể nhìn ra được, phân rõ thiên cơ tán và tách ra khó tới cỡ nào, không ít người đều dừng ở đây. Mạc Phàm chỉ dùng mấy hơi đã làm xong. Chuyện này, quá nhanh rồi. Mạc Phàm giải quyết thiên cơ tán xong, thì cầm lấy mấy dược liệu bên cạnh vạn diệt linh đan ném lên không trung, ý niệm vừa động. Bùm, một tiếng, hỏa diễm giấy lên trong tay hắn, mấy loại dược liệu kia được luyện thành nước thuốc. Những nước thuốc này ở dưới khiên dẫn của Mạc Phàm, dựa theo trình tự và lượng thuốc khác nhau, rơi vào trong nước thuốc còn lại của thiên cơ tán. Theo mấy loại nước thuốc này rơi vào, chất lỏng trong bình lập tức sôi trào hừng hực, rất nhanh từ đầy một lọ biến thành chỉ còn 1/3, màu sắc cũng biến thành màu đỏ như bảo thạch. Đây là quảng lăng tán sao? Tô Thông Huyền nhìn chất lỏng trong bình ngọc, vô cùng khiếp sợ nói. Mạc Phàm không trả lời. Hắn cầm lấy viên vạn diệt linh đan khẽ bóp nát, đan dược dập nát. Những bột phấn này chuyển động dưới ngón tay hắn, nhanh chóng phân ly thành thứ nhỏ hơn hạt cát. Tay còn lại của hắn vung lên, nguyên liệu luyện chế tinh thần đan lần lượt bay vào trong lò đan ở giữa phòng luyện đan. Hỏa diễm giấy lên, nguyên liệu nhanh chóng hợp lại, biến thành một lò chất lỏng màu lam. Nhưng theo chất lỏng chậm rãi biến thành màu lam, lò đan bắt đầu lắc lư dữ dội. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, ngón tay hắn khẽ búng, từ lúc vạn diệt linh đan tách ra tới khi nhập vào trong lò đan lập tức ổn định lại. Dưới động tác liên tục, Tô Thông Huyền và Trung Tử Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thông thường phần lớn luyện đan sư đều chuẩn bị lượng lớn nguyên liệu trước khi bắt đầu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao một khi thành đan sư của đan đạo các, thì giống như liếc mắt một cái là thi đậu công danh, địa vị ở tu chân giới sẽ lập tức cao hơn không ít. Nhưng không có một ai giống như Mạc Phàm, dựa vào đồ cung cấp lại qua cửa quá thuận lợi, tốc độ còn nhanh như vậy. Thiên cơ tán, chỉ chưa tới nửa phút. Quảng lăng tán, một phút. Luyện đan, chỉ sợ cũng không lâu lắm. Phiền phức lớn nhất của tinh lực đan là tinh lực không ổn định, dễ dàng khiến lò đan nổ mạnh, nhưng thu phục vấn đề này thì rất nhanh. Chuyện này, miệng Tô Thông Huyền cử động vài lần, nhưng mãi mà không nói nên lời, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Không nói đến phương pháp Mạc Phàm sử dụng, chưa từng có người nào làm như vậy, thủ pháp luyện đan của Mạc Phàm cũng không giống một người 20 tuổi nên có. Trái lại trình độ luyện đan như đạt tới cao thủ siêu phàm, thủ pháp mượt mà, tự nhiên, còn không có động tác dư thừa. Cho dù ông ta là đan sư cao cấp, trình độ luyện đan này cũng trên bảng hiệu ở Thanh Thành, thấy Mạc Phàm ra tay, ông ta có cảm giác mình được lợi rồi. Tiểu tử này thật sự chỉ mới 20 tuổi sao? Sắc mặt Trung Tử Kỳ thay đổi, ý niệm của cô vừa động, một cơn gió xoáy nhỏ hình thành quanh nén nhanh kia. Cứ để Mạc Phàm luyện đan tiếp như vậy, chắc chắn cô sẽ thua bởi Mạc Phàm. Tuy cô không cần làm người hầu cho Mạc Phàm, nhưng sao đại tiểu thư Trung gia như cô có thể thua được? Gió xoáy mới nhấc lên, cuối cùng Tô Thông Huyền không nhịn được nữa. Tử Kỳ, đủ rồi, con thua. Những lời này vừa vang lên, một quang chiếu màu xanh xuất hiện trên lư hương. Bao nén nhang kia ở bên trong, không chỉ chắn gió xoáy ở bên ngoài, mấy hỏa phong kia cũng bị bắn ra. Khuôn mặt Trung Tử Kỳ lập tức đỏ bừng, trong đôi mắt cô tràn đầy lửa giận chừng Mạc Phàm, khóe miệng cô nhếch cao lên. Không dùng gió thì không dùng, bổn đại tiểu thư muốn xem ngươi luyện chế tinh thần đan từ vạn diệt linh đan có ăn được không.
Mạc Phàm luyện tinh thần đan từ vạn diệt linh đan, tuy có thể thành đan, nhưng thành đan rồi có thể ăn được hay không thì không biết. Phải biết rằng vạn diệt linh đan là độc đan, cho dù tách bên trong ra cũng có chút độc. Nếu tinh thần đan có độc, Mạc Phàm vẫn thất bại. Tô Thông Huyền không nói gì thêm, có phải độc đan hay không ông ta không biết. Trong vạn diệt linh đan có rất nhiều thành phần, ông ta cũng không biết phương pháp của Mạc Phàm có tác dụng hay không. Nếu có tác dụng, chỉ riêng phương pháp này, có thể đổi lấy không ít thứ. Dù sao tinh thần đan thành đan quá thấp, mà nhu cầu tinh thần đan cũng không nhỏ. Lúc Tô Thông Huyền ngăn cản Trung Tử Kỳ, Mạc Phàm đã đi tới bên cạnh lò đan, một tay hắn ấn lên trên huyền môn của lò đan, linh khí chút vào bên trong. Bùm, hỏa diễm vốn phi thường thịnh vượng tỏa ra điên cuồng, bao phủ toàn bộ lò đan ở bên trong. Bên trong lò đan, khói khí màu sắc rực rỡ dâng lên từ trong đan dịch giảm bớt rất nhiều, tinh quang bảy màu nở rộ từ trong. Mãi cho đến khi khói bay ra hết, lúc này mới dừng vận chuyển linh khí. Một tay Mạc Phàm kết ra ngưng đan tuyệt, một tay thì duỗi về phía bàn, một hộp ngọc trên bàn bay tới. Đi ra cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, ngưng đan tuyệt đánh vào trong lò đan. Đồng thời một chưởng đánh vào lò đan, nắp lò đan mở ra. Đan dịch lập tức bay lên, ngưng tụ thành từng viên đan dược màu lam dưới ngưng đan tuyệt, có tổng cộng 9 viên. Đúng lúc này, hai tay Mạc Phàm vũ động, 7 pháp ấn đánh vào trong đan dược trước khi đan dịch ngưng kết hoàn toàn. 7 pháp ấn này mới tiến vào trong đan dược, tinh quang ở xung quanh lập tức tụ tập vào trong đan dược. Đan dược ngưng kết xong, pháp ấn cũng nhạt đi, tinh thần đan luyện thành hoàn toàn, rơi vào trong hộp ngọc. Nhưng tinh thần đan không phải chỉ có màu lam thuần túy, bên trong còn có chút tinh kim. Hơn nữa số lượng tinh kim rất nhất trí, mỗi viên có 7 tinh kim. Trung Tử Kỳ nhìn thấy tinh thần đan như vậy, khóe miệng hơi nhếch lên tươi cười. Cô không biết luyện chế tinh thần đan, nhưng sao lại chưa từng thấy, luyện thành tinh thần đan đều có màu lam, độ sáng càng cao nói lên phẩm chất càng cao. Tiểu tử, ngươi còn gì muốn nói, tinh thần đan của ngươi thất bại rồi. Thất bại sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đặt hộp ngọc chứa đan dược lên trên bàn. Chắc là ngươi chưa từng thấy thất tinh tinh thần đan. Thất tinh tinh thần đan. Trung Tử Kỳ hơi sửng sốt, nhìn về phía Tô Thông Huyền, hình như cô từng nghe rồi, nhưng không có ấn tượng lắm. Tô Thông Huyền chừng Trung Tử Kỳ một cái, ông ta từng nói về đan dược này cho Trung Tử Kỳ rồi. Tinh thần đan bình thường có màu lam, nhưng trên tinh thần đan cực phẩm có sao, cao cấp nhất là cửu tinh tinh thần đan, nhưng gần như ít thấy, thất tinh gần như đã là tuyệt phẩm. Cho dù là ông ta, đừng nói là thất tinh, ngay cả nhất sao đều không luyện chế ra được. Đảm bảo không nổ lô đã là vận khí không tệ rồi. Ngươi tên là gì? Tô Thông Huyền hỏi. Ngô Danh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn còn chưa trở thành y tiên bất tử, cho dù hắn vào thần nông tông, dùng thân phận đệ tử của thần nông tông lấy được vạn thọ đan, cũng khó giữ được viên đan dược này. Cho nên hắn thay đổi dáng vẻ tới đan đạo các, tất nhiên tên cũng không thể sử dụng tên mình. Ngô Danh, được rồi. Người đã thông qua kiểm tra đan sư cao cấp của đan đạo các chúng tôi, mời để lại một đạo ấn ký của mình, chúng tôi sẽ làm một lệnh bài cho ngươi, từ nay về sau ngươi là đan sư cao cấp của đan đạo các chúng tôi, ngươi có thể nhận nhiệm vụ của đan đạo các, cũng có thể hưởng thụ phần lớn phúc lợi của đan đạo các chúng tôi. Tô Thông Huyền không hoài nghi thân phận của Mạc Phàm, ông ta lấy một ngọc bài màu trắng khắc chữ, đan, ra. Ở đan đạo các có không ít người không sử dụng tên thật của mình, chuyện này không hiếm lạ gì. Đan đạo các bọn họ cũng không đi thăm dò chuyện này, đây là nguyên nhân rất nhiều người nguyện ý gia nhập đan đạo các. Ngón tay Mạc Phàm ấn lên ngọc bài, một dòng linh khí đánh vào bên trong, hai chữ Ngô Danh lập tức xuất hiện trên ngọc bài. Tử Kỳ, con đi làm ngọc bài đi. Tô Thông Huyền đưa ngọc bài cho Trung Tử Kỳ, nói. Sư phụ, cứ thế thành đan sư cao cấp à, còn chưa thử độc tinh thần đan kia đâu. Trung Tử Kỳ nhận ngọc bài, bất mãn nói. Thất tinh tinh thần đan thì sao, thất tinh tinh thần đan cũng có độc. Không nghiệm độc tính, sao có thể để Mạc Phàm thành đan sư cao cấp. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhà đầu này chưa tới phút cuối chưa thôi. Không phải trên người ngươi có linh thú tinh hồn thú đấy sao, để nó thử xem chẳng phải biết rồi hả. Mạc Phàm nhìn linh thú hoàn bên hông Trung Tử Kỳ nói. Tinh hồn thú cũng là một loại linh thú am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo, rất mẫn cảm với linh đan độc dược.
Sao ngươi không tự thử đan đi, tinh hồn thú này là ta nuôi từ nhỏ, nhỡ đâu độc chết, ngươi bồi thường được không? Trung Tử Kỳ vội vàng ôm linh thú hoàn của cô. Đủ rồi, Tử Kỳ, cho linh thú của con ăn đan dược như vậy cũng lãng phí, con đã không chịu, vậy để ta thử đan. Tô Thông Huyền cầm lấy đan dược nuốt xuống. Tô Thông Huyền cầm một viên tinh thần đan, không do dự nuốt xuống. Tinh thần đan là một loại đan dược cao cấp, cho dù không tu luyện lực tinh thần phục dùng một viên, cũng có thể tăng cao cảm ứng tinh thần, đối với tốc độ hấp thu linh khí, còn có thể giúp đỡ tu sĩ củng cố cơ sở, thúc đẩy tu vi viên mãn, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Nhất là thất tinh tinh thần đan, một viên đan dược cấp bậc này gấp chục lần tinh thần đan bình thường cũng không ngoa, hiệu quả rất tốt. Tuy ông ta không biết Mạc Phàm dùng biện pháp gì để luyện chế ra được đan dược cấp sao như vậy, nhưng nếu đan dược có độc, thứ nhất là không thành được đan, thứ hai thì càng không có tinh kim. Chút thưởng thức đó Trung Tử Kỳ đều không có, làm mặt mũi ông ta mất sạch rồi. Sư phụ, người. Vẻ mặt Trung Tử Kỳ sửng sốt. Tô Thông Huyền mới sử dụng đan dược kia, tinh quang màu lam sáng lên trên người ông ta, 7 viên tinh kim cùng xuất hiện trên trán ông ta. 7 viên tinh kim hình thành một vòng tròn trên trán ông ta, cuối cùng cộng cả tinh quang màu lam cùng biến mất trong mi tâm ông ta. Ý niệm của Tô Thông Huyền vừa động, tinh kim ở mi tâm lập tức xuất hiện, không chỉ khí tức của ông ta mạnh hơn nhiều, khiến người ta có cảm giác viên mãn, linh khí cũng như thủy triều tụ tập về phía ông ta, hình thành một luồng khí xoáy như tinh vân khổng lồ ở trên không đan đạo các. Thấy một màn này, mắt Trung Tử Kỳ mở to, trong mắt đều là dị sắc. Sư phụ, tu vi của người lại thăng rồi sao? Thời gian trước sư phụ cô mới trải qua lôi kiếp, tấn thăng tới Nguyên Anh 7 kiếp. Dựa theo nước chảy thông thường, cần một năm mới tới Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng hiện giờ sư phụ cô đã tới cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Bây giờ con tin chưa? Tô Thông Huyền tức giận nói. Trung Tử Kỳ nghiêng đầu, vẻ mặt khó chịu. Luyện đan sư cao cấp thì luyện đan sư cao cấp, có gì hơn người, đợi bổn đại tiểu thư luyện thành Hoa Vân đan, bổn đại tiểu thư cũng là luyện đan sư cao cấp. Tuy cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô vô cùng hối hận. Nếu biết Mạc Phàm lợi hại như vậy, cô đã tạo dựng mối quan hệ với Mạc Phàm, cho dù không thể khiến Mạc Phàm thành người hầu của cô thành người hầu của Mạc Phàm cũng được. Cô có cảm giác, tuy Mạc Phàm rất trẻ tuổi, nhưng cho dù là sư phụ cô cũng không bằng Mạc Phàm. Đúng rồi, chuyện về Hoa Vân Đan và Cửu Hoa Đan ngươi nói lúc trước với ta, đều là thật sao, đại đan sư vô danh. Trung Tử Kỳ nói tiếp. Lúc trước cô không tin Mạc Phàm lắm, nhưng bây giờ cô hơi tin. Hoa Vân Đan của cô thì không sao, nếu Cửu Hoa Đan của ông nội cô luyện thành, vậy thì rất ghê gớm, cô còn có thể lấy được không ít thứ tốt từ chỗ ông nội. Hai chuyện này một chuyện ngươi có thể thử, một chuyện nói cho ông nội ngươi, bảo ông ta thử xem. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt nói. Bổn đại tiểu thư tin ngươi một lần, ta đi làm lệnh bài giúp ngươi. Trung Tử Kỳ cầm lệnh bài, xoay người rời khỏi phòng luyện đan. Tô Thông Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người nhìn Mạc Phàm. Chúc mừng Ngô công tử thành đan sư cao cấp, viên tinh thần đan kia ta sẽ lấy giá của đan đạo các trả cho ngươi. Chuyện này thì không cần, coi như ta tặng cho Tô Tiên Sinh, nếu không phải Tô Tiên Sinh thử đan giúp, có lẽ ta không có biện pháp trở thành luyện đan sư cao cấp dễ như vậy, và lại luyện thành đan dược có một viên phải thử đan là quy định. Mạc Phàm cười khẽ nói. Một viên tinh thần đan mà thôi, cửu tinh cũng không lọt nổi vào mắt của hắn, càng đừng nói là thất tinh. Nếu là như vậy, lão phu không khách sáo với Ngô công tử nữa, lát nữa ta nhất định sẽ giáo huấn Tử Kỳ, nhà đầu này quá xấu xa rồi. Tô Thông Huyền lắc đầu, giận dữ nói. Trung cô nương chỉ là thiên tính ương bướng mà thôi, đúng rồi, còn mấy viên đan dược nữa, có thể đổi thành tích phân của đan đạo các giúp ta không? Mạc Phàm hỏi. Đã thành đan sư cao cấp, hắn muốn nhận nhiệm vụ cần không ít tích phân. Đương nhiên có thể, chỉ là không biết Ngô công tử có hứng thú viết ra phương pháp phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và luyện chế tinh thần đan, đặt ở đan đạo các chúng tôi hay không, như vậy Ngô công tử có thể kiếm được không ít tích phân. Tô Thông Huyền do dự một lát, vẫn nói. Thất tinh tinh thần đan chỉ có thể đổi được không ít tích phân, nhưng chỉ là duy nhất. Nếu Mạc Phàm đặt những tâm đắc này ở đan đạo các, mỗi người xem đều phải trả tích phân nhất định. Phương pháp Mạc Phàm vừa sử dụng, cho dù là loại nào đều gợi lên hứng thú của không ít người. Nhất là phương pháp luyện chế tinh thần đan,
thậm chí sẽ tạo ra chấn động không nhỏ. Phải biết rằng trong 10 luyện đan sư cao cấp không có 1-2 người luyện thành, nhưng 10 luyện đan sư cao cấp đều muốn luyện chế tinh thần đan. Đương nhiên chuyện này phải theo ý nguyện của Mạc Phàm. Mạc Phàm lấy ba ngọc giản ra, ghi lại từng phương pháp và tâm đắc ở bên trong, đưa cho Tô Thông Huyền. Không thành vấn đề, giá thì Tô tiên sinh dựa theo quy củ định là được. Kiếp trước hắn để lại không ít tâm đắc ở đan đạo các, đương nhiên cũng nhận được không ít lợi nhuận ở đan đạo các. Ba loại phương pháp này không là gì đối với hắn, nếu không phải hắn còn chuyện khác, không thể ở đây lâu, hắn nhất định sẽ lấy lượng tích phân khủng bố ở đan đạo các rồi mới đi. Trước mắt Tô Thông Huyền sáng lên, ông ta cất ngọc giản, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Có phần lớn luyện đan sư tính cách kỳ lạ, bọn họ xem tâm đắc của người khác thì được, chia sẻ tâm đắc thì khó như lên trời. Mạc Phàm gần như không do dự đưa ngọc giản cho ông ta, không khỏi khiến ông ta nhìn Mạc Phàm cao hơn không ít. Được rồi, ta đại diện cho đan đạo các cảm ơn Ngô công tử trước. Đúng rồi, Tô tiên sinh, những đan sư khác ở đan đạo các đâu? Mạc Phàm tò mò hỏi. Thanh Thành là đại môn của Thần Nông Tông, xem như là thành thị rất quan trọng, bình thường đan đạo các Thanh Thành có ít nhất một đan tôn tọa chấn, vô số đan sư cao cấp. Nhưng hắn đi theo Tô Thông Huyền và Trung Tử Kỳ, không thấy luyện đan sư khác. Thiên Cơ Các có tin về một viên vạn thọ đan, tin tức này cần thân phận luyện đan sư cao cấp hoặc trở lên mới có thể biết, bọn họ đều tới Thiên Cơ Các rồi. Tô Thông Huyền không giấu giếm, nói thẳng. Chuyện này không phải là bí mật, nói cho Mạc Phàm cũng không sao. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên vui mừng. Hắn muốn thân phận đan sư cao cấp này, chỉ là muốn thông qua thân phận này kiếm lượng lớn linh thạch mua vạn thọ đan. Không ngờ chó ngáp phải ruồi, để hắn xông lên cao. Tuy hắn không biết kẻ có được vạn thọ đan muốn làm gì, nhưng yêu cầu đan sư cao cấp, chắc chắn có liên quan tới luyện đan. Như vậy hắn không cần thiết làm nhiệm vụ đổi lấy linh thạch, tới Thiên Cơ Các sẽ biết thôi. Ta đã biết, đa tạ Tô tiên sinh. Mạc Phàm ôm quyền với Tô Thông Huyền, nói. Chỉ trong phút chốc nha hoàn của Trung Tử Kỳ đi tới, mang về lệnh bài Trung Tử Kỳ lấy đi lúc trước. Mạc Phàm cất lệnh bài, hàn huyên vài câu với Tô Thông Huyền rồi rời khỏi đan đạo các, đi về phía Thiên Cơ Các. Một tiếng sau, Mạc Phàm vẫn ăn mặc như ở đan đạo các, đến Thiên Cơ Các. So với Thiên Cơ Các ở Thiên Long Thành, Thiên Cơ Các ở Thanh Thành cao hơn không ít, có tổng cộng 9 tầng, người lui tới ở bên trong cũng nhiều hơn. Mạc Phàm không dừng lại ở tầng 1, mà đi thẳng lên tầng 5. Trên tầng 5, đúng như lời Tô Thông Huyền nói, quả nhiên có rất nhiều đan sư ở đan đạo các ở đây, không chỉ có đan sư của đan đạo các, còn có một số luyện đan sư khác tụ tập ở đây. Những người này thấy hắn đi tới thì đều nhìn qua, trong mắt lộ ra bất thiện. Có một số người thấy Mạc Phàm là cấp bậc kim đan, thì không tiếp tục nhìn nữa. Vị công tử này, có thể giúp ngài chuyện gì không? Một mỹ nữ mặc tử y khoảng 25, 26 tuổi đi tới, hơi cúi người với Mạc Phàm, nho nhã lễ độ nói. Ta tới xem tin liên quan tới vạn thọ đan. Mạc Phàm lấy lệnh bài Thiên Cơ Các ra, nói. Hắn mới nói xong, có không ít người ở xung quanh nhìn về phía hắn. Mạc Phàm chỉ là tu sĩ kim đan, bọn họ vốn không để ở trong lòng, phần lớn là nô lệ của nhà nào đó, tới cập nhật tin tức thay chủ nhân. Dù sao nơi này là tầng 5 của Thiên Cơ Các, đến nơi này ít nhất cũng phải là tu sĩ hóa thần, nếu là tu sĩ Nguyên Anh, chắc chắn có thân phận, bối cảnh không tầm thường. Có ai ngờ tới Mạc Phàm chỉ là một tu sĩ kim đan lại tới hỏi tin về vạn thọ đan. Mỹ nữ trẻ tuổi kia hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Công tử, quả thật hiện giờ Thiên Cơ Các chúng tôi có tin liên quan tới vạn thọ đan, nhưng ngươi tới xem xét tin về vạn thọ đan thật sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Tiểu tử, ngươi chỉ là tu sĩ kim đan lại tới tìm vạn thọ đan, ngươi cảm thấy mình có thể lấy được sao? Cách đó không xa, một lão giả đội kim quan trên đầu, hừ lạnh một tiếng nói. Không sai, không nói đến chuyện ngươi có thể lấy được hay không, ngươi trả nổi phí tổn xem tin này sao? Nể mặt ngươi còn nhỏ tuổi, đừng tham gia chuyện này, nhanh rời đi đi. Một lão giả ở bên cạnh nói. Bọn họ tới đây giành danh ngạch này không phải tất cả đều nguyện ý, mà tiếp nhận ủy thác của những người khác, mới đến Thiên Cơ Các này. Mạc Phàm là một tiểu tử kim đan không tên không họ, vậy mà cũng mưu toan giành lấy vạn thọ đan, e rằng muốn nổi tiếng tới điên rồi.
Nói xong chưa? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, liếc mắt nhìn những người này một cái hỏi. Hửm, không ít người nhíu mày. Tiểu tử, ngươi có ý gì, chúng ta khuyên ngươi là muốn tốt cho ngươi, vũng nước đục này ngươi không thể lội được đâu. Lão giả kim quan kia nheo mắt lại, hỏi. Nói xong thì câm miệng, nếu không đợi các ngươi lấy được vạn thọ đan nói sau. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Sao hắn không hiểu ý của đám người này, nếu không sao hắn lại chuẩn bị trước rồi mới tới. Làm càn, tiểu tử ngươi muốn chết à? Lão giả kim quan kia đập bàn đứng dậy, tức giận nói. Ông ta mới mở miệng, khí tức trên người mênh mông mà ra. Chỉ trong phút chốc, gần như mọi người chỉ cảm thấy có đế quân hàng lâm, uy áp cường đại khiến người ta nhỏ bé đi nhiều. Mạc Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn lão giả kim quan một cái, nhưng không để trong lòng uy áp của lão giả kim quan, không đi ngăn cản cũng không để ở trong lòng. Trái lại mỹ nữ bên cạnh Mạc Phàm nhíu mày. Kim quang chân nhân, không được phép dùng võ trong thiên cơ các, nhất là khắc nhân của thiên cơ các, người muốn ra tay ở thiên cơ các à? Kim quang chân nhân nghe thấy lời mỹ nữ nói, sắc mặt ông ta thay đổi, vội vàng thu hồi uy áp, nhưng tức giận ở trên mặt không giảm đi chút nào, trái lại còn nhiều hơn. Ta vô ý ra tay ở thiên cơ các, nhưng bất kỳ người nào cũng có thể tới thiên cơ các, là nhục nhã khách quý như chúng ta, quy củ của thiên cơ các là không đúng và không tôn trọng ta chút nào. Chuyện này phải trách kim quang chân nhân mới đúng, nếu vị công tử này đắc tội chân nhân có thể xử trí vị công tử này tùy ý, Tử Yên ta tuyệt đối không nói gì, nhưng sự thực là vậy sao? Tử Yên nhíu mày hỏi. Chuyện này, sắc mặt kim quang chân nhân khó coi. Giống như câm điếc ăn hoàng liên, mãi mà không nói nên lời. Quả thật là ông ta mở miệng trước, cũng là ông ta ra tay trước. Kim quang chân nhân xoắn suýt một lát, hừ lạnh một tiếng vẫy tay áo ngồi xuống. Quả thật vừa rồi là lão phu kích động, Tử Yên cô nương nói tiếp đi. Vậy được rồi, chúng tôi sẽ dựa theo quy củ, nếu vị công tử này không phù hợp với yêu cầu, cậu ta sẽ không trở thành người cạnh tranh với chư vị. Tử Yên cười gật đầu với kim quang chân nhân, nói. Vậy thì được, ta xem tiểu tử này cao hứng được bao lâu. Kim quang chân nhân trừng Mạc Phàm một cái nói. Muốn xem tin tức này, không phải không có điều kiện. Nếu không có người hỗ trợ, ngay cả ông ta cũng không thể nhìn thấy. Tử Yên không để ý tới kim quang chân nhân, rời mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Vị công tử này, nếu ngươi muốn xem tin tức này, nói vậy phí tổn xem tin tức ngũ cấp. Hẳn là ngươi biết rồi. Ta biết, chỗ ta có lực lượng căn nguyên của một tu sĩ hóa thần, tuy chỉ là hóa thần, nhưng trả phí tổn ngũ cấp, hẳn là đủ rồi. Mạc Phàm đã chuẩn bị trước, hắn lấy căn nguyên hóa thần đạt được từ người Đông Phương Sóc ra. Tu sĩ hóa thần đã tới gần đạo, căn nguyên như một loại đồ của đạo. Thứ này có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh đột phá, có thể nói là rất chân quý, rất ít tu sĩ hóa thần nguyện ý phân ra căn nguyên của mình. Hắn vốn định mang về địa cầu, giúp một người Mạc gia tăng tới cảnh giới hóa thần. Nếu có vạn thọ đan, lấy ra cũng không sao. Căn nguyên của hóa thần sao? Vẻ mặt không ít người lập tức sửng sốt. Tử Yên cũng nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, tu sĩ kim đan có được căn nguyên của hóa thần, nếu không phải vận khí tốt, thì sinh ra ở nơi tốt, nếu không không thể có căn nguyên của hóa thần. Dù sao lấy căn nguyên này ra, lấy ra một chút ít một chút. Căn nguyên của hóa thần đủ để trả phí tổn này, nhưng dựa theo yêu cầu của cố chủ, người xem tin tức phải là đan sư cao cấp, xin hỏi công tử có lệnh bài đại biểu đan sư cao cấp không? Nếu công tử không có lệnh bài của đan sư cao cấp, người có thể trả bằng căn nguyên hóa thần để xem tin tức này, nhưng không có biện pháp tham gia bước tiếp theo của hoạt động như những đại sư này, công tử, bây giờ ngươi còn muốn xem tin tức này không? Tử Yên hỏi tiếp. Tử Yên vừa nói câu này. Không ít người hơi nhếch miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Căn nguyên của tu sĩ hóa thần kỳ dễ tới tay, nhưng luyện đan sư cao cấp phải thông qua khảo hạch đan đạo mới được, đệ tử hạch tâm của thần nông tông cũng không ngoại lệ. Ở đây gần như đều là luyện đan sư nổi danh ở Thanh Thành, bọn họ đều quen luyện đan sư cao cấp của đan đạo các ở Thanh Thành. Cho dù là những luyện đan sư cao cấp ở tinh cầu khác đến Thanh Thành, bình thường sẽ tới đan đạo các báo danh trước. Nếu Mạc Phàm thật sự là luyện đan sư cao cấp, ít nhất bọn họ cũng từng gặp một lần, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Mạc Phàm. Không phải đan sư cao cấp, có thể nhìn tin tức này, nhưng chỉ có thể nhìn bọn họ lấy vạn thọ đan. Tiểu tử, ngươi còn muốn xem tiếp không?
Kim Quang chân nhân hơi nhếch miệng hỏi. Không phải vừa rồi Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, xem Mạc Phàm làm sao bây giờ. Bây giờ rời đi còn kịp, tiểu tử, nếu không bỏ đi một đạo căn nguyên của hóa thần, nhưng chỉ có thể đổi lấy một tin tức vô dụng. Thứ này là của ngươi, nói tin tức cho ta. Mạc Phàm lấy căn nguyên của hóa thần đưa cho Tử Yên, lạnh nhạt nói. Tử Yên do dự một lát rồi nhận lấy bình chứa căn nguyên, sau khi xác nhận một phen, cô lấy một ngọc bài ra đưa cho Mạc Phàm. Dù sao thiên cơ các bọn cô cũng làm ăn, cô đã nói thẳng cho Mạc Phàm, nếu Mạc Phàm vẫn muốn xem, cô không có biện pháp. Thấy một màn như vậy, đám Kim Quang chân nhân cười đắc ý. Người trẻ tuổi có tính cách không tốt, bọn họ chỉ hơi khích một chút, vậy mà Mạc Phàm lấy căn nguyên hóa thần ra đổi một tin tức vô dụng, còn trong tình huống biết rõ. Mạc Phàm từng nhận được ngọc bài này, nên không xa lạ gì. Loại ngọc bài này là dụng cụ nhập tin quan trọng, chỉ khi đạt được cho phép mới có thể mở ra, hơn nữa xem xong sẽ tự động biến mất. Hơn nữa thông qua ngọc bài này xem tin tức, một nguyền rủa sẽ tiến vào trong thần thức của người xem. Nếu không được cho phép, không thể truyền tin này ra ngoài, nếu không sẽ bị nguyền rủa khống chế. Mạc Phàm phóng một đạo thần thức kiểm tra bên trong, một số tin tức lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Nội dung đại khái là đối phương muốn luyện chế một loại đan dược, cần đan sư trình độ luyện đan cao giúp luyện chế. Yêu cầu cụ thể ít nhất là luyện đan sư cao cấp trở lên, ngoài ra có thể trổ hết tài năng trong đan sư phù hợp yêu cầu. Cụ thể trổ hết tài năng thế nào, trên ngọc bài này không nói rõ, phần lớn là muốn chọn đủ đan sư, mới có thể công bố cụ thể. Xem xong nội dung, khóe miệng Tô Hiểu hơi nhếch lên. Trổ hết tài năng trong đan sư phù hợp yêu cầu, đạt được vạn thọ đan đơn giản hơn hắn nghĩ nhiều. Nếu luận về trình độ luyện đan, hắn không biết ở đây có ai cao hơn y tiên bất tử hắn. Mạc Phàm rút thần thức khỏi ngọc bài, trả ngọc bài cho Tử Yên. Tiểu tử, xem xong, ngươi có thể đi rồi. Kim Quang chân nhân thấy Mạc Phàm trả ngọc bài, cười nói. Đi sao? Mạc Phàm không thèm nhìn Kim Quang chân nhân. Hắn lấy lệnh bài luyện đan sư cao cấp mới đạt được ra, đưa cho Tử Yên. Tử Yên cô nương, đây là lệnh bài luyện đan sư cao cấp của ta, người xem có phù hợp với yêu cầu không? Thấy ngọc bài này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, vẻ mặt mọi người đều lập tức thay đổi. Ngọc bài luyện đan sư cũng chia làm nhiều màu, màu vàng đất là học đồ luyện đan, màu xanh là luyện đan sư sơ cấp, màu đỏ là trung cấp, màu trắng là luyện đan sư cao cấp. Mạc Phàm là một người có gương mặt xa lạ, không nhiều tuổi, vậy mà cũng là luyện đan sư. Kim Quang chân nhân như bị người ta tát trước mặt mọi người mấy cái, sắc mặt ông ta xanh mét. Chuyện này, sao tiểu tử này có thể là đan sư cao cấp? Tử Yên cô nương, gần đây có rất nhiều người giả mạo người của đan đạo các chúng tôi, tốt nhất là ngươi nên nhìn cẩn thận một chút, tránh đập bể bảng hiệu thiên cơ các ngươi. Sắc mặt Kim Quang chân nhân khó coi nhắc nhở. Tử Yên cũng hơi sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức thân thiết hơn. Cô không để ý tới Kim Quang chân nhân, nhận lấy ngọc giản của Mạc Phàm, cô bước tới trước người lão giả vẫn luôn không mở miệng ở giữa đám người, hai tay nâng lệnh bài về phía trước người lão giả. Tống đại sư, đây là lệnh bài của đan đạo các ngươi, đúng lúc ngươi cũng ở đây, ngươi phân rõ giúp ta xem là thật hay giả. Lão giả này là đan tôn của đan đạo các quanh năm ở Thanh Thành, Tống Nhạc Thiên. Không cần nhìn, lệnh bài này là thật, quả thật cậu ta là luyện đan sư cao cấp, không có gì phải hoài nghi. Tống Nhạc Thiên nhìn thoáng qua tên và đánh số trên ngọc bài, thản nhiên nói. Cái gì? Mắt không ít người mở to, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi. Ngươi là Ngô Danh mới qua ba cửa đúng không? Tống Nhạc Thiên nhướng mày nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Ông ta là đan tôn thường trú ở đan đạo các Thanh Thành. Có người qua ba cửa thành luyện đan sư cao cấp chắc chắn phải báo cho ông ta. Nửa tiếng sau, ông ta đã nhận được tin của Tô Thông Huyền. Trong tin này, không chỉ có quá trình Mạc Phàm qua ba cửa, còn có tên và đánh số của Mạc Phàm. Lúc trước ông ta suy đoán có phải Mạc Phàm hay không, nhìn thấy tên và đánh số ông ta đã chắc chắn không nghi ngờ, đúng là luyện đan sư thiên tài mà Tô Thông Huyền nói. Là ta. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hoan nghênh gia nhập đan đạo các, trong lệnh bài này có 100 tích phân, cảm tạ ngươi cung cấp phương pháp và tâm đắc phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và tinh thần đan. Tống Nhạc Thiên lấy một ngọc tệ màu tím cỡ bàn tay trẻ con ra, đặt lên tay Tử Yên, phía trên ngọc tệ viết chữ bách.
Đa tạ Tống lão tiên sinh. Mạc Phàm nhướng mày, vẫn nói. 100 tích phân không là gì, nhưng lòng dạ của lão giả này mạnh hơn những người khác nhiều. Lần này xung quanh lập tức rộ lên. Tình huống gì thế, tiểu tử này qua ba cửa sao? Còn là phân ly thiên cơ tán, luyện chế quảng lăng tán và tinh thần đan. Như vậy chẳng phải ba cửa cậu ta phải qua đều là ba cửa khó nhất sao? Ba cửa này, cho dù là bọn họ cũng không nhất định mỗi lần đều qua, tuổi của Mạc Phàm còn nhỏ hơn bọn họ nhiều, vậy mà có thể qua. Nhất là Kim Quang chân nhân, ông ta ước gì có cái lỗ để chui vào. Chuyện này, sao lại như vậy? Tống Nhạc Thiên nói Mạc Phàm là thật, vậy chắc chắn là thật. Tử Yên cô nương, nhân số đã đủ, vừa đủ 20 người, có phải có thể bắt đầu rồi không? Tống Nhạc Thiên mỉm cười với Mạc Phàm, nói. Sở dĩ bọn họ đợi ở đây, chính là muốn đợi đủ 20 người. Tống đại nhân đợi một lát, cố chủ đã đến. Tử Yên trở lại bên cạnh Mạc Phàm, trả cho Mạc Phàm lệnh bài và ngọc tệ, sau đó cô đi tới trước một mặt tường, đầu ngón tay cô sáng lên, vẽ một ký hiệu lên trên vách tường. Ký hiệu biến mất, một cánh cửa xuất hiện trên vách tường, rồi mở ra. Công tôn tiểu thư, người ngươi muốn thiên cơ các chúng tôi tìm giúp chúng tôi đã tìm đến, hiện giờ có thể bắt đầu. Tử Yên nói về phía quang môn. Giọng nói vang lên, tiếng bước chân truyền từ trong quang môn ra, càng đi càng gần. Không lâu sau, một mỹ nữ cao gầy mặc cung trang màu trắng, toàn thân được giấu trong mảnh che dẫn theo mấy nha hoàn đi ra. Trong đôi mắt mỹ nữ để lộ ra ngoài lóe lên sắc bén, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Ánh mắt lạnh lùng giống như không để đám Mạc Phàm vào mắt. Phía sau cô, những thị nữ vội vàng dọn ghế để mỹ nữ này ngồi xuống, đồng thời bưng trà và điểm tâm ra. Tử Yên cũng đi tới trước người mỹ nữ này, cười với mỹ nữ rồi đứng sang một bên của mỹ nữ này. Mỹ nữ bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng nói. Chư vị đại sư, nếu phía sau không có đại bối cảnh, cho dù phù hợp với điều kiện, cũng mời lập tức rời đi. Giọng nói lạnh như băng, khiến người ta có cảm giác không thể làm trái. Không ít người nhíu mày, nhưng lông mày lập tức giãn ra, nhao nhao lấy lệnh bài ra. Ít nhiều gì bọn họ cũng được người khác ủy thác tới, vì mình tới, thân phận bối cảnh đều không tầm thường, điều kiện này không là gì đối với bọn họ. Một thị nữ đứng sau mỹ nữ mặc đồ trắng đi đến trước người những người này, xem xét lệnh bài của từng người, cuối cùng đứng trước người Mạc Phàm. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là? Thị nữ kia nhíu mày hỏi, Mạc Phàm nhíu mày. Trái lại trên người hắn có lệnh bài của Nam Cung gia, nhưng nếu lấy lệnh bài của Nam Cung gia trước mặt nhiều người như vậy, bị người ta điều tra ra, chỉ sợ thân phận của hắn sẽ lộ. Cho dù hắn lấy được vạn thọ đan, cũng khó mà mang về địa cầu giải độc cho tiểu vũ. Kim Quang chân nhân thấy Mạc Phàm lộ vẻ khó xử, lúc này tức giận trên mặt tiêu tan lập tức thay bằng nụ cười. Mạc Phàm là đan sư cao cấp thì thế nào, được Tống Nhạc Thiên nhìn chúng thì thế nào, hiện giờ vẫn phải cút. Công tử, nếu ngươi không có bối cảnh lớn, vậy chỉ có thể mời ngươi rời đi. Thị nữ kia nói tiếp. Tống Nhạc Thiên và Tử Yên đều nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Mạc Phàm chỉ có tu vi kim đan, quả thật rời đi là lựa chọn tốt nhất. Không ai chống đỡ cho Mạc Phàm, vạn thọ đan chỉ lấy mạng Mạc Phàm. Mạc Phàm do dự một lát, đang định lấy lệnh bài của Nam Cung gia ra. Thân phận bại lộ thì bại lộ. Có lệnh bài của Nam Cung gia ở trong người, cũng có thể trấn nhiếp một số người. Cho dù không trấn nhiếp được, mời cao thủ bảo hộ bên người là được. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, cho dù bây giờ hắn không phải là y tiên bất tử như đời trước, nhưng hắn vẫn có thể mời được mấy cao thủ. Đúng lúc này, tiếng ồn ào truyền từ hành lang tới, không ít người nhíu mày. Nhất là nữ tử mặc đồ trắng, lông mày cô nhíu lại. Tử Yên tỷ tỷ. Ở đây có chuyện gì thế? Thượng quan cô nương đợi một lát, để ta đi xem. Tử Yên cười áy náy, vội vàng nhìn về phía hành lang. Những người khác nhìn theo bóng lưng của Tử Yên, nhìn về phía hành lang. Một lão giả tóc bạc mặc huyền y dẫn theo Trung Tử Kỳ mà Mạc Phàm mới gặp đi tới, phía sau là người hầu của Thiên Cơ Các. Trung lão gia tử, hiện giờ tầng 5 có khách nhân, người đợi một lát. Ta đến tìm người, đợi lát nữa không còn ai. Người bảo ta đi đâu tìm đây? Chuyện này, vẻ mặt người hầu bất đắc dĩ, nhưng không biết ngăn thế nào. Tránh ra, hoặc ta khiến ngươi tránh ra, tự ngươi chọn đi.
Lão già tức giận nói. Sắc mặt người hầu kia thay đổi, còn chưa mở miệng, đã bị Tử Yên đi tới giơ tay ngăn lại. Thực xin lỗi, Tử Yên cô nương. Người hầu kia thấy Tử Yên đi tới, vẻ mặt áy náy nói. Không sao, người đi xuống đi. Dạ. Vẻ mặt người hầu áy náy đi xuống. Tử Yên hơi nhếch miệng, lộ ra tươi cười nhã nhặn. Hóa ra là Trung lão gia tử và Trung tiểu thư, chuyện gì có thể mời Trung lão gia tử ra ngoài rồi hả? Lão giả này là Trung Bất Phàm ông nội của Trung Tử Kỳ, đan tôn nổi tiếng ở Thanh Thành, cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong của Trung gia luyện đan thế gia. Mấy năm gần đây Trung Bất Phàm luôn bận rộn chuyện luyện chế cửu hoa đan, gần như ít xuất hiện, lần này lại tới Thiên Cơ Các bọn cô. Sao thế, Tử Yên cô nương không chào đón à? Vẻ mặt Trung Bất Phàm không vui, trầm giọng hỏi. Làm sao có chuyện đó được, Trung lão gia tử có thân phận gì, nơi này của chúng tôi Trung lão gia thích tới lúc nào thì tới, Tử Yên đều hoan nghênh hết, nhưng hiện giờ chỗ Tử Yên còn có khách nhân khác, có lẽ sẽ hơi bất tiện, Trung lão gia tử có thể uống chén trà trước hay không, ta sẽ lập tức tới ngay. Tử Yên mỉm cười nói. Trung gia có thế lực không nhỏ ở Thanh Thành. Trung Bất Phàm lại càng có không ít danh vọng trong giới luyện đan ở Thanh Thành, vừa rồi người hầu ở tầng 4 không dám đắc tội, cô cũng không dám. Lúc Tử Yên nói chuyện với Trung Bất Phàm, đám Tống Nhạc Thiên nghe thấy giọng Trung Bất Phàm, toàn bộ đi ra. Bái kiến Trung lão gia tử. Trung Bất Phàm liếc mắt nhìn đám người này một cái, trên mặt còn tức giận chưa tiêu. Ta tới đây tìm một người thay đổi phương thuốc của ta, không tìm Tử Yên cô, cũng không tìm đám người các ngươi. Mấy người nên làm gì thì làm chuyện đó đi. Người thay đổi phương thuốc của Trung lão gia tử sao? Đám Tử Yên nhướng mày, trên mặt đều là dị sắc. Gần đây Trung Bất Phàm luôn luyện chế cửu hoa đan, không ai không biết, không phải có người sửa phương thuốc luyện chế cửu hoa đan của Trung Bất Phàm đấy chứ. Kẻ nào lớn mật như vậy? Trung Bất Phàm không để ý đám người này, nhìn Trung Tử Kỳ ở bên cạnh. Tử Kỳ, người thay đổi phương thuốc của ta có còn ở đây hay không? Ra ra, người thay đổi phương thuốc của người là tên tiểu tử kia. Trung Tử Kỳ liếc một vòng trong đám người, cười đắc ý, chỉ Mạc Phàm nói. Cô trở về liền nói với ông nội theo những lời Mạc Phàm nói, ông nội kéo cô tới đan đạo các, Mạc Phàm đã rời đi. Ông nội cô hỏi Tô Thông Huyền vài câu, liền dẫn cô tới nơi này. Với hiểu biết của cô về ông nội, có thể khiến ông nội cô nói như vậy, chắc chắn phương pháp Mạc Phàm nói không có tác dụng. Khi nói chuyện, cô trừng Mạc Phàm một cái. Không phải ở đan đạo các Mạc Phàm rất kiêu ngạo sao, khiến cô mất mặt như vậy, hiện giờ xem Mạc Phàm làm thế nào. Đợi ông nội cô thu thập Mạc Phàm, cô lại ra mặt cầu xin, nhận đan sư cao cấp là Mạc Phàm làm người hầu, nhất cử lưỡng tiện. Không ít người nhìn theo ngón tay Trung Tử Kỳ, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Cậu ta sao? Sắc mặt Tống Nhạc Thiên lập tức khó coi, ông ta rất coi trọng Mạc Phàm. Còn trẻ tuổi mà trình độ luyện đan đã tới cao cấp, hơn nữa lòng dạ tốt hơn không ít luyện đan sư. Nhưng Mạc Phàm sửa phương thuốc của Trung Bất Phàm, nhìn dáng vẻ hẳn là thay đổi không có tác dụng nên chọc giận Trung Bất Phàm. Như vậy Mạc Phàm sắp nếm mùi đau khổ rồi. Sửa phương thuốc của những người khác, thay đổi tốt hay không tốt đều kiêng kỵ, nhất là đan sư cấp thấp sửa chữa phương thuốc của đan sư cấp cao. Thay đổi tốt khiến đối phương cảm thấy mất mặt. Thay đổi tệ lại càng khiến đối phương rất tức giận, làm thế nào đều sai cả. Đám Kim Quang chân nhân thì cười, lá gan của Mạc Phàm không nhỏ, vậy mà dám thay đổi phương thuốc của Trung Bất Phàm. Lần này hay rồi, Mạc Phàm không chỉ phải rời khỏi Thiên Cơ Các và vô duyên hoàn toàn với Vạn Thọ Đan, còn bị Trung lão gia tử giáo huấn một trận. Là cậu ta sao, nhà đầu, còn chắc chắn không? Trung Bất Phàm liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, xác nhận lại. Ông ta vốn tưởng rằng người có thể thay đổi phương thuốc của ông ta là một đan sư ngoại vực tuổi tác không kém ông ta nhiều lắm, quả thật Mạc Phàm từ ngoại vực tới, nhưng tuổi tác thì kém quá nhiều. Tuy Mạc Phàm thay đổi dung mạo, nhìn như người trung niên, nhưng cơ thể không lừa được những người khác, chỉ sợ còn chưa tới 20 tuổi. Người như vậy, vậy mà sửa được phương thuốc của ông ta, chuyện này hơi khó tin. Ra ra, là tiểu tử này, cậu ta hóa thành cho con cũng nhận ra. Tiểu tử này không chỉ đề nghị Gia Gia sửa phương thuốc, còn nói nếu Gia Gia luyện theo phương pháp cũ, luyện trên 100 năm cũng không thể luyện chế thành công, khuyên Gia Gia nên từ bỏ sớm một chút, nếu không. Trung Tử Kỳ châm ngòi thổi gió. May mà cô còn chưa đi luyện chế hoa vân đan của cô theo phương pháp Mạc Phàm nhắc,
mà tới chỗ ông nội thử độc trước, nếu không nổ lô trước sẽ là cô. Trung Bất Phàm không để ý câu nói kế tiếp của Trung Tử Kỳ, vẻ mặt ông ta nghiêm trọng, lập tức đi tới bên cạnh Mạc Phàm. Mọi người cùng nhìn về phía Mạc Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 67.